chương một chiến thần trở về cuối thu lá cây khô vàng rơi rụng xuống một bả vai rộng lớn giang sách đứng dưới tàng cây nhìn về phía văn phòng khoa học công nghệ tầm mộng anh bọn họ liên thủ tính kế hãm hại em em không sống nổi nữa rồi hai tháng trước phòng vốn của khoa học công nghệ tầm mộng gặp sự cố không thể cứu vãn chủ tịch giang mạch mang trên lưng món nợ lớn một hai tỷ buộc phải thế chấp công ty cho doanh nghiệp thiên đỉnh của hà diệu long anh em xin lỗi, em phải đi trước đây. 12 giờ khuya, Giang Mạch nhảy từ mái nhà xuống, chết tại chỗ. Một người đẹp trai, tài giỏi nổi tiếng trong giới kinh doanh, vậy mà lại từ giã cõi đời như thế. Người nào có đầu óc cũng có thể nhận ra được chắc chắn trong chuyện này có vấn đề, thương trường như chiến trường, Giang Mạch chính là vật hy sinh đáng thương. Giữa con gió xe xe lạnh, Giang sách hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời lấp lánh đầy sao. Mạch, xin lỗi anh đã về trễ rồi. Em yên tâm, tất cả những người hãm hại em, anh đều sẽ khiến bọn họ phải trả giá, chôn họ chung với em. Năm năm qua, Giang Sách đi đến vùng chiến loạn Tây Cảnh để tham gia quân ngũ. Xuất phát điểm từ một binh sĩ tốt đen tốt đỏ, anh dũng mãnh giết địch, liên tiếp lập được rất nhiều chiến công, là tu la chiến thần được người người ngưỡng mộ và kính trọng. Bây giờ, anh đã trở về. Trong màn đêm, có bóng dáng xuất hiện từ trong bóng tối, đưa cho Giang Sách một quyển sổ nhỏ màu xanh nhạt. Người đó là Mộc Dương Nhất, người anh em đã cùng vào sinh ra tử, chinh chiến nơi xa trường với Giang Sách. Lão Đại, là nhà họ Hà, anh cần gì phải tự mình động thủ chứ? Chỉ cần Lão Đại hạ lệnh, em đảm bảo trong vòng 3 ngày, công ty Thiên Đỉnh và đám người Hà Diệu Long, tất cả đều sẽ biến mất sạch sẽ khỏi thế giới này. Giang Sách khẽ lắc đầu, có một số việc phải do chính tay anh giải quyết. Em hiểu rồi, Mộc Dương Nhất khẽ cúi đầu, sau đó rời đi nhanh như một cơn gió, không để lại chút dấu vết nào. Giang Sách sửa sang lại quần áo, đi về phía văn phòng khoa học công nghệ tầm mộng cách đó không xa. Lúc anh sắp đi vào cửa, có một ông lão gầy gò, tay khoác theo một túi vải, lưng còng chân chậm, từ từ đi tới, do không để ý đường nên đã đụng phải Giang Sách. "Xin lỗi." Lúc ông lão ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Giang Sách, hai viền mắt ông lập tức ửng đỏ, ươn ướt, "Đại thiếu gia, cậu đã trở về rồi sao?" đúng vậy chú trình tôi đã trở về trình hải là nhân viên kỹ thuật kỳ cựu của khoa học công nghệ tầm mộng từ nhỏ đã nhìn hai anh em nhà họ giang lớn lên đối với giang sách mà nói ông ấy không chỉ là một thành viên trong công ty ông ấy còn giống như một người trưởng bối thân thiết của anh trình hải nhìn giang sách một hồi sau đó quay đầu liếc mắt về phía trụ sở công ty sắc mặt tràn ngập sự thất vọng đáng tiếc cậu về trễ mất rồi lúc này một chàng thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ rực trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá đi tới. Lão già kia, ông còn đứng đó bần thần cái gì đấy? Tôi bảo ông thu dọn đồ đạc rồi cút đi ông không nghe thấy à? Ông còn không mau cút đi, có tin tôi bảo bố gọi người tới đánh ông không? Trình Hải liên tục gật đầu, dạ, dạ, tôi đi ngay, đi ngay. Bởi vì trong lòng vừa sốt ruột vừa khiếp sợ, cho nên cánh tay của Trình Hải run run, túi vải theo đó mà rơi xuống đất, đồ vật bên trong túi văng ra khắp xung quanh mẹ kiếp, lão già chết tiệt, ông dám làm bẩn địa bàn của tôi ư. Thanh niên tóc đỏ nhanh chân bước tới, sau đó tung một cước đạp vào bụng Trịnh Hải. Một tiếng, bịch, thật lớn vang lên, Trịnh Hải vẫn an toàn đứng yên tại chỗ, ngược lại thanh niên tóc đỏ nằm sóng xoài dưới nền đất cách đó 5 mét. Giáng người to lớn của Giang Sách đã chắn trước mặt Trình Hải. Mày, mày dám ra tay với tao? Mày biết tao là ai không? đôi mắt lạnh lùng của giang sách liếc nhìn thanh niên tóc đỏ, anh bước tới, nhấc chân dẫm lên mặt anh ta, mày là ai? Trình Hải lại càng hoảng sợ, bước tới ngăn cản giang sách, đại thiếu gia, cậu đừng quá kích động, cậu ta là Hà Gia Minh, cháu trai của chủ tịch công ty, Hà Diệu Long, chúng ta không thể trêu vào đâu, mau đi nhanh thôi. Muốn đi ư? Hà Gia Minh đứng dậy phủi ống tay áo, vung tay lên, lập tức có bảy tám tên vệ sĩ chạy ra, vây quanh hai người bọn họ. Hai người cho rằng có thể rời đi dễ dàng như vậy sao? Trình Hải sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, vội vàng nói: "Giám đốc Hà, thực sự xin lỗi cậu, đại thiếu gia vừa trở về nên không hiểu chuyện, có mắt mà không thấy Thái Sơn, tại đây tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu." "Xin lỗi?" Hà Gia Minh tiến lên vỗ nhẹ vào mặt của Trình Hải, "Nếu như lời xin lỗi có tác dụng, vậy còn cần cảnh sát làm gì?" "Người này và cả lão già kia nữa, đánh đến chết cho tôi." không cần lưu tình, hậu quả thế nào tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lên, vài tên vệ sĩ cầm côn điện xông tới, Trình Hải sợ đến mức nước mắt phủ đầy mặt, đại thiếu gia, cậu gây họa rồi, chuyện này ngoài cậu ra thì còn có thể trách ai đây. Giang sách khẽ lắc đầu, nhảy về phía trước một bước, chắn Trình Hải ở phía sau lưng mình. Trước một tu la chiến thần đã có kinh nghiệm chinh chiến xa trường nhiều năm thì đám bảo vệ tép siêu này có là gì cơ chứ? Thời điểm đám nhân viên bảo vệ định cùng nhau xong lên, Bỗng nhìn thấy một chiếc xe màu bạc dừng lại ở trước cửa công ty Tầm Mộng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục bước tới. Người này chính là chủ tịch đương nhiệm của khoa học công nghệ Tầm Mộng, Hà Diệu Long. Có chuyện gì thế? Mấy nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy Hà Diệu Long thì lập tức run sợ đứng nghiêm. Hà Gia Minh lại gần nói, "Chú hai, có người gây sự, bọn cháu đang định dạy cho chúng một bài học để chúng sáng mắt ra." "Hửm, người nào lại to gan tới như vậy?" Hà Diệu Long đi tới liếc nhìn, lập tức vui vẻ hẳn lên, ô, đây không phải là giang sách sao? Nghe nói 5 năm trước cậu đi lính, bặt vô âm tín, sao lại đột nhiên trở về thế này? Hà Diệu Long hướng về phía Hà Gia Minh nói, vị này chính là anh ruột của chủ tịch trước tầm mộng. Trong lòng Hà Gia Minh thầm cười nhạt, chủ tịch trước, không phải là giang mạch sao? Cái tên phế vật gánh trên vai khoản nợ 1,2 tỷ, không chịu được nên buộc phải tự sát đó ư. Em là thằng phế vật, anh có thể tốt hơn bao nhiêu hà diệu long cười ha hả nói tất cả mọi người đều không phải người ngoài chỉ là hiểu lầm mà thôi đi đi vào trong chúng ta uống hai chén hàn huyên nói rồi anh ta kéo giang sách về phía phòng khách hà gia minh lạnh lẽo cười một cái theo sát phía sau trình hải lo lắng nhìn theo bóng lưng giang sách đi vào bên trong nhưng tiếc là ông không thể làm gì ông hiểu con người hà diệu long mời giang sách vào trong nói chuyện chắc chắn không có thiện ý tốt đẹp gì đại thiếu gia, cậu nhớ phải cẩn thận, đừng để bản thân gặp chuyện không may. Bên trong công ty, Giang sách theo Hà Diệu Long đi tới phòng khách. Hôm nay là ngày công ty tổ chức cuộc họp hàng năm, tất cả nhân viên đều mặc trang phục chỉnh tề để dự họp, ai nấy đều rất đẹp đẽ, vàng bạc trang sức cũng mang hết lên người, trông vô cùng giống người ở tầng lớp thượng lưu. Giang mạch rời khỏi thế gian này vẫn chưa tới một tháng, bọn họ lại quên nhanh đến như vậy, thậm chí cuộc sống của họ còn thêm phần thú vị, Hài lòng không gì sánh được. Hà Diệu Long dẫn theo Giang Sách lên sân khấu, vỗ tay một cái, ý bảo mọi người trật tự. Sau đó, anh ta hướng về phía micro, cười ha hả nói, "Mọi người, xin mọi người cho phép tôi làm phiền một phút, tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết về người đặc biệt đang đứng bên cạnh tôi đây. Người này chính là Giang Sách, anh của vị chủ tịch sợ chết, uất ức quá mà nhảy lầu tự sát Giang Mạch." Mọi người ở dưới sân khấu dùng ánh mắt như đang nhìn một cuộc vui hướng về phía giang sách. Hà Gia Minh là người cười tươi hơn cả, còn khởi sướng lên màn vỗ tay chào mừng. chương 2, 7 ngày chuộc tội. Trên sân khấu, Hà Diệu Long ngẩng đầu nhìn giang sách bằng ánh mắt miệt thị. Ông ta rất thích cảm giác sỉ nhục người khác như thế. Thế nhưng, sắc mặt giang sách lại không hề thay đổi chút nào. Hà Diệu Long hiểu lầm giang sách bị dọa tới mức không dám nói lời nào nên khiêu khích. Xin lỗi, con người tôi vốn thẳng thắn nếu tôi có lỡ làm tổn thương đến lòng tự trọng yếu ớt của anh thì ngại quá. Thật ra tôi hiểu rõ hôm nay anh đến đây làm gì. Chẳng phải anh muốn lợi dụng người em trai đã chết để đòi tiền tôi sao? Hạng người như anh tôi thấy nhiều rồi. Hà Diệu Long nhún vai rồi nói tiếp, cũng không phải tôi không thể đưa tiền cho anh. Chỉ cần anh chịu đứng trước mặt mọi người và nói bốn tiếng giang mạch đáng chết, tôi lập tức đưa anh 5.000 tệ, được chưa? Sỉ nhục, sỉ nhục một cách trần trụi. Những người dưới sân khấu bật cười, thậm chí còn cười tới mức phun rượu ra ngoài. Nhưng cho dù đối mặt với sự sỉ nhục như thế, Giang Sách vẫn không hề có biểu cảm phẫn nộ gì. Hà Diệu Long cảm thấy có hơi khó chịu, bởi vì ông ta cảm thấy bản thân không nhìn thấu được Giang Sách. Sau khi mọi người cười xong, Giang Sách bước tới trước micro. "Bây giờ, tới lượt tôi nói." Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, âm thanh trầm thấp mang lại cảm giác không giận tự uy khiến những người đang cười cợt kia lập tức ngậm miệng lại, không tự chủ được mà nhìn về phía anh. Giang sách nói tiếp, hôm nay tôi tới đây là để nói cho các người một chuyện. Trong 7 ngày tới, mỗi người ở đây đều phải tới quỳ trước mộ phần của em trai tôi 5 tiếng để chuộc tội. Hả? Sau khi hết khiếp sợ, những người dưới sân khấu bắt đầu bàn tán. Tên này điên rồi à? Nói mấy cái ngu xuẩn gì vậy? Muốn chúng ta quỳ trước mặt thứ bỏ đi kia, thằng đó xứng sao? không được, cười chết tôi mất, tên tâm thần này chui đâu ra vậy, không có ai bắt lại à. Giang sách không để ý đến lời bàn tán dưới sân khấu, anh tiếp tục nói, 7 ngày sau, chỉ cần là người không làm theo lời tôi nói. Anh lôi một cuốn sổ nhỏ màu lam ra, đều sẽ bị ghi vào sổ đen của tôi. Phụt, dưới sân khấu lập tức cười phá lên. Sổ đen, ôi chao, người ta sợ quá cơ. Sao không bảo là cho chúng tôi vào danh sách đen trong WhatsApp luôn đi? ha ha ha, đúng là não tàn, quả thật em nào anh đấy. Chẳng ai để ý đến lời đe dọa của Giang Sách, tất cả đều đang coi anh là trò cười. Nhưng nếu có ai biết đến quá khứ của Giang Sách, hiểu rõ ý nghĩa tu la chiến thần của Giang Sách thì chẳng dám xem thường như thế nữa. Bởi vì lúc tên một người bị ghi vào sổ đen của Giang Sách, người đó có thể chuẩn bị sẵn quan tài rồi. Giang Sách cất cuốn sổ màu xanh lam đi. Nhớ kỹ, các người chỉ có 7 ngày nói xong anh bước xuống sân khẩu rồi đi về phía cửa đại sảnh đứng lại tôi cho phép anh đi rồi sao hà diệu long nhẹ nhàng nói một câu mấy tên bảo vệ lập tức chặn cửa lại không cho giang sách cơ hội rời đi hà diệu long lạnh lùng nói anh nghĩ chỗ này của tôi là gì muốn đến là đến nói đi là đi sao giang sách tôi cho anh một cơ hội hôm nay chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi tôi sẽ cho phép anh bước qua khỏi cánh cửa này Hà Gia Minh xông đến cùng một đám bảo vệ, ai ai cũng móc rùi cui điện ra. Vừa mới gặp giang sách anh ta đã cảm thấy khó chịu, bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại chỉnh anh. Quỳ xuống. Xin lỗi. Bò ra như chó ngay đi. Nhân viên của khoa học công nghệ tầm mộng nhau nhau gào rú, ai ai cũng hy vọng thấy giang sách thực hiện. Hà Gia Minh rùi cui chỉ về phía giang sách, nhanh lên, có nghe thấy không? Giang sách vẫn giữ bình tĩnh, trước sau như một sự nhao nhao hỗn loạn bên ngoài căn bản không hề quấy rầy anh một chút nào. Tâm trạng của anh dường như vĩnh viễn không thể bị làm phiền. Hà Diệu Long không nhịn được mà nói, xem ra có vài người không hiểu được cái gọi là mạnh được yếu thua. Nó không làm thì bắt nó làm. Vâng, Hà Gia Minh dẫn đám bảo vệ đi về phía giang sách. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Vào lúc chỉ còn cách giang sách 1 mét, bọn họ chưa kịp thấy giang sách có hành động gì thì đã nghe một tiếng nổ thật vang hai tên bảo vệ bay ra ngoài trong nháy mắt hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ chuyện gì vừa xảy ra vậy không biết chớp mắt một cái thì hai người họ đã văng ra ngoài rồi hôn mê làm ảo thuật sao hà gia minh nuốt một ngụm nước bọt cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu tên này là quái vật sao mọi người đâu cùng tiến lên hết mấy tên bảo vệ liếc nhìn nhau rồi xông lên Sơ gậy điện quất về phía đầu của giang sách giang sách vung tay lên một trận cuồng phong cuốn họ bay lên sau đó anh đột nhiên nhấc chân tàn ảnh hiện lên mỗi tên bảo vệ đều trúng một cước ngay bụng tiếng phanh 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 liên tục vang lên trong nháy mắt tất cả bảo vệ đều nằm dưới mặt đất miệng phun máu tươi không còn ai dám cười ra tiếng bọn họ bắt đầu hiểu hậu quả khi bị người này ghi vào sổ đen nghiêm trọng đến nhường nào Giang sách đến bên cạnh Hà Gia Minh, khoác tay lên vai anh ta. Hà Gia Minh sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, quỳ dạp xuống đất. Đại ca, em biết sai rồi, anh đừng đánh em. Em với Giang Mạch chơi với nhau rất thân, chúng em còn thường xuyên uống rượu chung. Anh sách, anh tha cho em đi, tha cho em với. Giang sách khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai Hà Gia Minh mấy cái, cái nào cũng khiến Hà Gia Minh giật nảy mình. Cố mà quý mạng mình. Giang Sách xoay người đi về phía cửa lớn, tất cả mọi người đều tự giác tránh đường, không ai dám đi lên ngăn cản. Nhìn thấy Giang Sách rời đi, Hà Gia Minh thở dài một hơi. Anh ta lập tức đứng dậy rồi cười nói một cách âm hiểm, "Giang Sách, hôm nay không giết tao là sai lầm lớn nhất đời mày. Mày sẽ không có cơ hội lần sau đâu." Giang Sách bước ra khỏi cổng, Trình Hải lập tức bước đến nghênh đón. "Đại thiếu gia, cậu không sao chứ?" giang sách mỉm cười đáp lời đương nhiên không sao chẳng phải tôi không có việc gì sao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chú trình chúng ta không nên ở đây lâu chú về trước đi có rảnh thì tôi sẽ đến thăm chú được vậy tôi đi trước đại thiếu gia cậu phải cẩn thận sau khi trình hải rời đi giang sách một thân một mình bước trên đường lớn một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt anh anh mở cửa và bước lên xe Mộc Dương nhất liếc nhìn Giang Sách ở ghế sau xe, tò mò hỏi: "Lão đại, vì sao lại cho bọn họ thời hạn 7 ngày? Với năng lực của anh, chỉ cần đêm nay là đủ diệt sạch không trừ một tên rồi mà." Giang Sách không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em biết vì sao mèo bắt chuột không?" "Để ăn." "Không, mèo không ăn chuột, sở dĩ bắt chuột cũng nhằm hưởng thụ quá trình chơi đùa chuột. Trong khoảng thời gian này chuột biết mình chắc chắn sẽ chết lại không thể chạy thoát khỏi móng vuốt của mèo, muốn sống không được." muốn chết không xong mà chỉ có thể đau khổ dẫy rựa. Con người chỉ có lúc biết mình chắc chắn chết, sau khi nghĩ hết mọi cách để giữ mạng rồi cuối cùng lại phát hiện không có con đường sống, lúc đó họ mới thật sự tuyệt vọng và đau khổ. Nếu dễ dàng giết chết bọn họ thì căn bản không được tính là trừng phạt. Anh muốn bọn họ phải tuyệt vọng. Chương 3, xứng với con gái tôi sao? Mộc Dương nhất khẽ cười một tiếng, anh ta hiểu rõ Giang Sách muốn làm gì. Đúng rồi, lão đại em vừa nhận được tin báo rằng ba khu tô hàng cần mạc và hối hải sẽ sát nhập lại gọi chung là thành phố giang nam anh sẽ là người tổng phụ trách nơi đó lão đại đây là một chức vụ có quyền lợi cực cao đó giang sách nhìn ra ngoài cửa sổ bây giờ anh không có hứng thú với mấy thứ này đi thôi anh muốn đi đâu giang sách suy nghĩ một chút cũng đã trở về rồi vậy thì về nhà một chuyến đi nửa tiếng sau xe từ từ dừng lại Giang sách bảo Mộc Dương Nhất đi trước, bản thân thì bước vào tiểu khu liễu danh huyền, đi về phía một căn biệt thự có vẻ hơi cũ kỹ. Cốc cốc cốc, anh gõ cửa vài cái. Ai thế? Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, cũng chính là mẹ vợ của Giang sách Tô Cầm. Sau khi nhìn thấy Giang sách, bà xứ người mất mấy giây rồi mới vui vẻ nói, ô, Giang sách, con về khi nào vậy? Con vừa quay về không lâu. Mau vào trong ngồi đi. Sau khi em trai chết, Cả nhà mẹ vợ trở thành người thân duy nhất của Giang Sách. Tô cầm để Giang Sách vào phòng, bảo anh ngồi xuống rồi rót nước một cách vô cùng vui vẻ. Lúc này ba vợ Đinh Khải Sơn bước vào, ai tới vậy? Là Giang Sách, Giang Sách về rồi. Hả? Đinh Khải Sơn bực mình liếc Giang Sách một cái, ông hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống trước bàn. Giang Sách, anh còn có mặt mũi quay về sao? Một câu nói đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, lúng túng. Ông già này, Giang Sách vừa quay về, sao ông lại nói chuyện kiểu này? Đi ra ngoài đi, ở đây không có chỗ cho bà nói chuyện. Gọi Mộng Nhiên xuống đây. Hai, thôi được. Đinh Khải Sơn chừng mắt nhìn Giang Sách rồi nói thẳng, tôi đã nghe tới chuyện em trai anh. Bây giờ khoa học công nghệ tầm mộng và nhà họ Giang các anh đã không còn quan hệ gì nhỉ? Vâng, anh đi lính 5 năm, bây giờ trở về có chức vụ gì không? Giang Sách nhún vai cũng không có chức vụ gì to tát cũng không lạ với iq và kỹ năng của anh nếu có thể leo lên được chiếc gì thì mới gọi là kỳ lạ vậy lần này quay về anh muốn tìm công việc gì giang sách lắc đầu tạm thời vẫn chưa có dự định ha ha đinh khải sơn hầm hừ nói không có công ty gia nhập quân ngũ cũng không có chức vụ gì bây giờ ngay cả công việc cũng không có ý định tìm đàng hoàng anh đó có khác đồ vô dụng chỗ nào không đang nói ông lập tức nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên không ngớt một cô gái đi xuống cầu thang. Một chiếc áo thun đơn giản ôm sát cơ thể phô bầy tối đa vóc dáng hoàn hảo, phía dưới mặc quần đùi denim, để lộ đôi chân thon dài và trắng nõn. Gương mặt trắng nõn như trứng ngống, sóng mũi cao, mái tóc đen dài xóa trên bờ vai như thác nước chút xuống. Đẹp đến mức người ta không rời mắt nổi. Ba mẹ, hai người gọi con sao? Ừ, ngồi xuống đây, giang sách quay về rồi. Đinh mộng nghiên xứng người mấy giây, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, không biết tâm trạng của bản thân là oán trách hay vui mừng nhiều hơn. Mặc dù cô và Giang Sách là vợ chồng nhưng sau khi kết hôn chưa được một tháng Giang Sách đã đến Tây Cảnh để gia nhập quân ngũ. Chuyến đi kéo dài 5 năm, Đinh Mộng Nhiên cũng sống như quả phụ trong suốt 5 năm. Bây giờ Giang Sách trở về, trong nhất thời cô cũng không biết đối mặt với anh như thế nào. Đinh Khải Sơn nói, Giang Sách, anh cũng thấy đó, con gái tôi dù nói về vóc dáng hay gương mặt cũng đều đứng đầu, còn xuất sắc hơn cả những người mẫu trên tivi. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đàn ông tới trước cửa cầu hôn. Nhưng chính bởi vì anh mà con bé không thể không thủ tiết. Ba, ba nói việc này làm gì? Đinh Khải Sơn nói tiếp, tôi và ba anh quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, vừa là bạn học cũ vừa là bạn cũ. Ông ấy một tay gây dựng khoa học công nghệ tầm mộng một cách ấn tượng, nhà họ Đinh chúng tôi cũng đang trên đà phát triển sự nghiệp lúc trước tôi nghĩ hai gia đình chúng ta có thể giúp đỡ nhau nên mới gả con gái cho anh. Bây giờ ba anh mất tích, em trai thì tự sát, khoa học công nghệ tầm mộng cũng biến thành công ty của người khác. Mà còn anh, 5 năm lăn lộn trong quân ngũ vẫn không hề có chút thành tích nào. Bây giờ anh không tiền không thế, tự anh nói xem bản thân có xứng với con gái tôi không. Trong phòng im lặng như chết, ai ai cũng hít thở một cách nặng nề, không ai nói được câu gì. Sau một lát, đinh khải sơn nói tiếp đừng nói tôi thực dụng cuộc sống chính là tàn nhẫn như thế tôi vốn định đợi anh về thì sẽ để mộng nhiên và anh ly hôn nhưng nể mặt tình bạn mấy chục năm giữa tôi và ba anh tôi quyết định cho anh một cơ hội nửa năm tôi cho anh nửa năm trong vòng nửa năm nếu như anh có thể trưởng thành không mong anh đại phú đại quý ít nhất leo lên được trưởng khoa hay tổng thanh tra gì đó tôi sẽ tiếp tục để anh làm con rể tôi bằng không thì thu dọn đồ đạc rồi cút ngay tôi nói được làm được sắc mặt của đinh mộng nhiên và tô cầm đều rất khó coi thật ra mẹ con hai người cũng không ghét giang sách đến như vậy giang sách vừa trở về đã phải chịu những lời khó nghe như thế đúng là khiến người khác khó xử đinh khải sơn đứng dậy vừa nhận được thông báo tôi phải họp đi trước đây tô cầm hỏi nhưng bữa tiệc gia đình sắp bắt đầu rồi ông không đi sao đinh khải sơn lắc đầu không đi vừa nhận được thông tin ba khu tô hàng cần mạc và hối hải sát nhập, lãnh đạo mới sắp đến. Tôi phải tranh thủ thời gian họp trong thành phố, thương lượng đón lãnh đạo mới như thế nào. Chuyện này không thể có chút sai sót gì được, đây là chuyện liên quan đến tương lai của nhà họ Đinh chúng ta, càng liên quan đến việc tôi có thể thăng chức hay không. Những người khác trong ngành khẳng định cũng nhìn chằm chằm vào chuyện này. Tôi không thể để người khác chiếm trước tiên cơ. Bà giúp tôi giải thích với ông ấy hai câu. Đúng rồi, Giang Sách anh đã về rồi thì đi tiệc gia đình với Mộng Nhiên đi. Đinh Khải Sơn khoác áo khoác lên, vội vàng rời khỏi nhà để đi bàn bạc xem nên chào đón lãnh đạo mới như thế nào. Trong phòng tô cầm an ủi Giang Sách: Sách à, con cũng đừng khó chịu quá, chỉ cần con thật sự cố gắng, Khải Sơn ông ấy nhất định sẽ không nói con nữa. Con biết rồi mẹ. Sau đó Giang Sách ngồi lên xe của Đinh Mộc Nguyên đi về phía khách sạn Thấm Nguyên. Trên đường đi, Giang Sách nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không hề nói một câu nào. Mặc dù bọn họ là vợ chồng nhưng thật sự không biết gì về nhau. Đinh Mộng Nhiên hiểu lầm Giang Sách còn đang tức giận nên nhẹ nhàng nói, anh cũng đừng đau lòng, tính tình của ba em vốn là thế. Thật ra ông ấy nói cũng đúng, nếu như anh cứ tiếp tục không trưởng thành như thế, bản thân anh thấy thích hợp không? Tuổi của anh cũng không nhỏ, anh cũng không thể để cả nhà em nuôi anh suốt đời được chứ. Anh còn là đàn ông sao? biểu cảm trên mặt giang sách vẫn không hề thay đổi chút nào. Đinh Mộng Nhiên có hơi tức giận, cô thở dài một hơi. Lúc sắp đến khách sạn thấm nguyên, định Mộng Nhiên nhắc nhở, lát nữa vào đó anh ít nói một chút. Nếu có người nói lời khó nghe với anh thì cứ cười một cái cho qua, đừng so đo quá, có biết chưa? chương 4, không có chỗ ngồi của anh. Tiến vào đại sảnh khách sạn, họ nhìn thấy một bàn tiệc rượu cao cấp được bài trí chỉnh tề. Khách đến đây đều đeo trang sức quý giá, mặc trang phục lộng lẫy. Mọi người vừa cầm ly rượu, vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đinh Mộng Nghiên dẫn Giang Sách đến chiếc bàn chính giữa sảnh, cười nói với một ông lão, ông nội. Ông lão chính là người đứng đầu nhà họ Đinh Đinh Trọng. Ông ta nheo hai mắt, ô, Mộng Nghiên, sao bây giờ cháu mới đến? Làm ông nội nóng lòng muốn chết được, mau ngồi xuống đây. Ông ta quay đầu lại, nhìn thấy Giang Sách bên cạnh Đinh Mộng Nghiên thì nghi ngờ hỏi, vị này là đinh mộng nhiên cúi đầu hơi thiếu tự tin nói anh ấy là chồng cháu giang sách ồ đinh trọng nhìn từ đầu đến chân của giang sách rồi nói nghe nói cậu tham gia quân ngũ không ngờ hôm nay quay về rồi lại đây ngồi xuống đi cảm ơn ông nội giang sách vừa ngồi xuống thì đinh phong thành ngồi đối diện hỏi em rể cậu ra ngoài 5 năm chắc lăn lộn không tệ đâu nhỉ bình thường thật sao vậy lúc cậu trở về có xe đặc biệt đưa đón không tôi không thích những thứ đó nên đã bỏ qua. Đinh Phong thành cười, không thích. Ha ha, cậu có thể đừng giả vờ không? Mọi thứ trong quân đội đều được sắp xếp trước, cậu muốn nói bỏ là có thể bỏ sao? Chứ không phải do cậu không đủ năng lực nên bị sa thải à? Tất cả người thân trên bàn đều nhìn giang sách, bên trong ánh mắt có chút xem thường. Giang sách cũng không nói nhiều lời. Đinh Phong Thành lại cho rằng giang sách trột dạ, không có lời nào để nói nên tiếp tục, nhưng mà cũng không sao, nhà họ Giang các cậu còn có khoa học công nghệ tầm mộng. Cho dù cậu lăn lộn không ổn thì quay về cũng không lo chết đói. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Giang sách có hơi thay đổi. Đinh Mộng Nhiên càng tức giận hơn. Chuyện của khoa học công nghệ tầm mộng ầm ý như vậy, Đinh Phong Thành không thể không biết chuyện Giang Mạch nhảy lầu tự sát. Anh ta nói trước mặt mọi người như thế chính là cố tính muốn sỉ nhục Giang sách. Những người khác có lòng tốt nhắc nhở, Phong Thành, anh nói gì vậy? khoa học công nghệ tầm mộng đã sớm là của Hà Diệu Long người ta, còn liên quan gì đến nhà họ Giang chứ? Ồ, ồ đúng rồi. Đinh Phong Thành nhìn Giang sách rồi cười nói, xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt nên quên mất. Anh ta vỗ ngực và nói tiếp, nhưng mà cậu yên tâm, cho dù cậu lăn lộn không nổi, mất cả công ty thì cũng không chết đói. Người làm anh hai như tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu. Tôi thấy thể trạng của cậu khá tốt, chỉ bằng tới công ty tôi làm bảo vệ hay người gác cửa, một tháng tôi phát cho cậu tiền lương sáu ngàn tệ, thế nào? Đủ rồi. Đinh Trọng khẽ quát một tiếng, khiến Đinh Phong Thành ngậm miệng lại. Tất cả đều là người một nhà, sau này nói chuyện chú ý một chút. Ông ta lại nhìn về phía giang sách, giang sách, bây giờ tình trạng của cậu không tốt cho lắm, tôi hy vọng cậu có thể cố gắng nhiều hơn. Nếu không, tôi nghĩ cậu không cần dự tiệc gia đình lần sau đâu. Đám người Đinh Phong Thành vui vẻ hớn hở nhìn giang sách bị xấu mặt. Sắc mặt Đinh Mộng Nghiên trắng bệch, trong đời cô chưa từng trải qua khoảnh khắc nào nhục nhã đến vậy. Về phần Giang Sách, anh đã sớm khôi phục bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra chút phẫn nộ hay khổ sở gì, tựa như những thứ người khác nói không hề liên quan đến anh. Lúc này bên ngoài khách sạn vang ầm tiếng còi xe. Hơn 10 chiếc xe BMW màu trắng tạo thành một hàng dài lái đến trước cửa khách sạn, ở giữa là một chiếc xe Bentley màu đen bạc có giá trị hơn triệu tệ, thể hiện rõ thân phận cao quý chị cả và anh rể đến rồi đinh phong thành vui vẻ đứng lên đồng thời không quên quay đầu châm chọc giang sách một câu anh rể cũng là gia nhập quân ngũ rồi trở về cậu xem khoa trương đến nhường nào đều là làm lính sao lại có sự tranh lệch lớn đến vậy đừng nói nhảm đi đón anh rể với ông đinh trọng đứng dậy rồi đi về phía cửa những người khác cũng nhao nhao đứng dậy đi theo có thể để ông tự mình đón tiếp thì đủ thấy thân phận đối phương cao quý nhường nào đi tới cửa Đinh Trọng ổn định cơ thể. Cửa xe Bentley mở ra, Đinh Tử Ngọc nắm tay chồng đường mặt bước xuống xe. Ông nội, sao ông lại tự mình ra đón vậy? Đường mặt lớn tiếng nói. Ai ra, cháu là phó tư lệnh chiến trường, ông ra đón chẳng phải là điều nên làm hay sao? Ông nội đừng nói vậy, mau vào trong thôi, đừng đứng đây lạnh. Đi thôi, đi vào thôi. Một đoàn người vây quanh đường mặt cùng đi vào trong sảnh. Lại đây, mặt, tử ngọc, sang đây ngồi cạnh ông. Ông nội vô cùng vui vẻ kéo đường mặt và đinh tử ngọc sang bên cạnh, gương mặt nở nụ cười tươi như hoa, hoàn toàn khác thái độ đối xử giang sách ban nãy. Một bàn 10 chỗ ngồi, bởi vì từ đầu không ngờ giang sách sẽ đến nên thiếu mất một chỗ. Ồ, thiếu mất một chỗ, đinh phong thành lên tiếng. Đinh trọng nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng nói, giang sách, cậu đứng đấy trước đi, đợi lát nữa phục vụ đem thêm một cái ghế cho cậu giọng nói của ông vô cùng bình thản, căn bản không hề đặt giang sách vào mắt. Đinh Mộng Nhiên bên cạnh tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng lại không thể làm gì. Giang sách cười khổ một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn. Đinh Trọng và đường mặt cười cười nói nói, không ngừng hỏi thăm tình trạng gần đây, thế nhưng vừa rồi ông ta chẳng hề hỏi han lấy giang sách một câu. Nói chuyện một hồi, chỉ cả Đinh Tử Ngọc chỉ vào giang sách rồi nói, em gái, đây chính là giang sách, người chồng đi lính của em đấy à? vâng nói chứ đây là lần đầu chị gặp cậu ấy sao không ai giới thiệu một chút vậy nhỉ đinh phong thành cười nói giới thiệu cái gì chứ công ty phá sản nhập ngũ thất bại ngay cả công việc cũng không có lại còn phải nhờ nhà họ đinh chúng ta nuôi thứ bỏ đi này có gì để giới thiệu chứ chỉ sợ sẽ làm dơ mắt chị cả đây ồ thảm vậy sao trong lòng đinh tử ngọc rất thoải mái từ nhỏ đến lớn cô ta đều thua kém đinh mộng nhiên ở mọi mặt thành thích kém vóc dáng gương mặt càng chênh lệch lớn hơn, lúc nào cũng bị Đinh Mộng Nghiên chèn ép. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng tìm được cơ hội mở miệng. Cô ta kéo cánh tay chồng đường mặt, nũng nịu nói chồng, chẳng phải anh cũng là quân nhân sao? Nếu cậu ấy cũng đi lính thì chi bằng anh kiếm cho cậu ấy một công việc xem. Đường mặt nhướng mày, đùa gì vậy? Chiến trường là nơi ai cũng có thể đi vào sao? Đặc biệt là chiến trường của bọn anh, nếu không có cấp bậc nhất định thì hoàn toàn không đủ tư cách bước vào quay đầu sang giang sách đường mặt dò xét anh một chút anh ta hỏi bây giờ quân hàm của cậu là gì giang sách nhẹ nhàng nói bốn chữ tu la chiến thần chương Nam tu la chiến thần tất cả mọi người yên tĩnh trở lại tu la chiến thần đây là chức vụ gì vậy đường mặt hắn rộng một cái mặc dù tôi không hiểu rõ tình hình bên tây cảnh cho lắm nhưng liên quan đến quân hàm thì tôi nắm rõ trong lòng bàn tay tu la chiến thần căn bản không có chức vụ này Giang sách cậu cũng đừng thiêu dệt vô cớ. Đám người cùng nhau gật đầu. Thì ra là bịa, bảo sao tôi chưa từng nghe tới. Bịa thì cũng bịa cho đáng tin một chút. Quân hàm mà ngay cả đường mặt cũng không biết thì chắc chắn là không tồn tại. Đối với sự chỉ trích của bọn họ, Đinh Mộng Nghiên xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất. Giang sách ngược lại rất bình tĩnh, anh thuận miệng trả lời, anh chưa từng nghe tới có lẽ vì chức vụ của anh quá thấp, chưa bao giờ được tiếp xúc hiện trường bàn tán xôn xao đám người nhìn giang sách với ánh mắt như nhìn tên ngốc anh thật sự quá kiêu ngạo lời gì cũng dám nói đường mặt là ai chứ đây là phó tư lệnh chiến trường phía đông nắm giữ chức vụ cao thứ hai một chốc sau tiếng cười ào ào vang lên đinh phong thành chỉ vào giang sách em gái em có thể đem tên loạn thần kinh nhà em về được không cậu ta mất mặt như vậy có phải phép không chứ đường mặt cũng đầy vẻ khinh thường có một số người, rõ ràng thân phận thấp kém nhưng vẫn muốn nói dối để chứng tỏ bản thân, kết cục cũng sẽ bị người khác chê cười. Tôi sẽ không khinh thường cậu vì cậu thấp kém, thế nhưng cậu không biết liêm sỉ tới vậy chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Đi ra ngoài đi, thấy cậu ở đây tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm. Đinh Phong Thành nói theo, phế vật, nghe thấy chưa? Anh rể bảo cậu cút đi kìa. Cảnh tượng lại trở nên ngượng ngùng. Đinh Trọng khoát tay với Đinh Mộng Nhiên, Mộng Nhiên, bảo cậu ấy tới bàn phía xa xa kia ngồi đi. Vâng, ông nội. Đinh Mộng Nhiên đứng lên, nắm lấy cổ tay giang sách, cắn răng kéo anh rời khỏi đó rồi sắp xếp cho anh ngồi ở một góc vắng vẻ. Giang sách khẽ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh mà ăn. Anh còn ăn được sao? ninh Mộng Nhiên hung hăng nói, em thức đến no rồi, anh vậy mà vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giang sách, anh có biết chữ xấu hổ viết thế nào không? Giang sách lạnh nhạt nói, thật giả sẽ sớm thấy rõ. Có ý gì? Em sẽ sớm hiểu được thôi. Trên bàn chủ nhà, Đinh Trọng dò hỏi, mặt à, hôm nay ông có chuyện muốn thỉnh giáo cháu. Đường mặt cười, ông nội khách sáo, ông cần thỉnh giáo cháu chuyện gì chứ? Cháu biết rồi, nhất định là ông muốn hỏi chuyện lãnh đạo mới đến đúng không? Đúng đúng, cháu vừa đoán đã đúng. Đường mặt nói tiếp, lần này ba khu sát nhập, vị trí người phụ trách này vừa là một chức vụ tốt, nhưng lại rất khó thực hiện. Vì sao vậy? Đơn giản thôi, là người tổng phụ trách ba khu, người đó có thể điều hành tất cả tài nguyên, chỉ cần xử lý thật tốt chắc chắn kiếm được tiền. Vấn đề là, lãnh đạo ban đầu của ba khu sẽ đồng ý cho người đó làm hay sao? Chính quyền, giới kinh doanh, nhiều thế lực như vậy cũng không dễ quản lý. Đinh Trọng gật gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy cháu có biết người sắp đến là ai không? Không biết. Ngay cả cháu cũng không biết. Đường mặt xấu hổ nói, đương nhiên, cấp bậc của cháu không chỉ kém người ta một chút. Manh mối duy nhất chính là tên tổng phụ trách này đến từ Tây Cảnh. Tây Cảnh. Đinh Trọng không tự chủ được nhìn sang chiếc bàn trong góc, sau đó lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngu mốc nên lắc đầu liên tục. Mặt à, cháu nên chú ý đến chuyện này nhiều hơn. Lãnh đạo mới tới, cố gắng giúp nhà họ Đinh chúng ta tranh thủ chút lợi ích. Ba khu sáp nhập có rất nhiều chỗ có thể kiếm tiền, chỉ cần kiếm được một chỗ thì cũng đủ cho nhà họ đinh chúng ta hưởng thụ rất lâu. Đường mặt vỗ ngực, ông cứ yên tâm, chuyện nhà họ đinh chính là chuyện của đường mặt cháu, cháu nhất định sẽ để trong lòng. Qua mấy ngày nữa, cháu sẽ tự mình đi đón lãnh đạo mới, lúc đó cháu sẽ nói vài lời tốt đẹp về nhà họ đinh trước mặt ngài ấy, khi ấy cần sợ gì không kiếm được tiền. Ai ra, vậy thì phải cảm ơn cháu rồi. Hừm, ông nội khách sáo quá. Lại đây, uống rượu. Uống rượu. Lúc này ba chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cửa, mỗi chiếc đều có giá chục triệu tệ, tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể lái được. Đây là đến tìm ai? Đinh Trọng và Đường Mạt liếc nhìn nhau, đặt ly rượu trong tay xuống rồi đi ra cửa. Ba chiếc Rolls-Royce dừng lại, cửa xe mở ra, vài người đàn ông mặc quân trang bước xuống. Ba chiếc xe, mỗi chiếc xe đều lấy một lá cờ thưởng rất lớn ra người dẫn đầu bước nghiêm đến trước mặt đinh trọng rồi chào một cái chào ông chúng tôi là người của chiến trường đặc biệt đến đây để đưa cờ thưởng cảm ơn cháu rể của ngài đã có những cống hiến xuất sắc cho chiến trường chiến trường cháu rể đinh trọng lập tức nhìn về phái đường mạt ai nha mạt ghê gớm thật cấp trên vậy mà phái người tới tặng cờ thưởng cho cháu sao thật sự khiến nhà họ đinh chúng ta nở mày nở mặt đường mặt cười cười xấu hổ trong lòng anh ta vô cùng hoang mang với năng lực và hành động của anh ta thì làm gì có tư cách được tặng cờ thường. Một cái còn không nổi, đừng nói đến tận ba. Đường mặt nghi ngờ trong lòng, rốt cuộc mình đã có cống hiến đặc biệt to lớn gì mà được nhận ba lá cờ thưởng khen ngợi. Sau khi quay về nhất định phải hỏi cấp trên rõ ràng. Đinh trọng cười không ngậm được miệng tốt, rất tốt. Người đâu, nhận lấy ba lá cờ thưởng rồi treo trong từ đường. Vâng, sau khi nhận cờ thưởng xong, Người của chiến trường quay về xe rồi nghênh ngang rời đi. Giờ phút này, trên chiếc bàn trong góc, Đinh Mộng Nhiên nhìn ba lá cờ thưởng rồi cười khổ, chỉ cả quả thật đã gả cho một người chồng trong mơ. Có hâm mộ, cũng có ghen tị. Có người phụ nữ nào không hy vọng bản thân có thể gả cho một người đàn ông ưu tú? Giờ phút này, trong lòng Đinh Mộng Nhiên chỉ còn nỗi đắng chát. Giang Sách bên cạnh nhìn ba lá cờ thưởng thì lẩm bẩm, đã nói tôi không thích những thứ này mà lại còn đưa, đúng là phiền phức anh lắc đầu rồi tiếp tục dùng bữa chương sáu gạch bỏ hai cái tên trong bữa tiệc của cả gia đình những người muốn lấy lòng đường mặt đều lần lượt kính rượu giang sách thì ngược lại từ đầu đến cuối không có ai chú ý tới anh đinh mộng nhiên ngồi cùng anh trên mặt cũng ảm đạm bao nhiêu lần cô muốn đứng dậy rời đi thật sự không còn mặt mũi ở lại đây nữa lúc này di động của giang sách vang lên thật ngại quá tôi đi nghe điện thoại Giang Sách bước ra khỏi cửa kết nối với điện thoại đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Mộc Dương Nhất Lão Đại, văn kiện đã truyền xuống, muốn anh ngày mai nhận chức vụ tổng phụ trách của ba khu với lại tham dự lễ nhậm chức. Giang Sách nhàn nhạt trả lời, em cũng biết tính của anh, từ trước đến nay không thích những nơi như vậy, chức vụ tổng phụ trách anh có thể nhận nhưng lễ nhậm chức thì thôi bỏ. Đây là quy định của cấp trên, Lão Đại hủy bỏ không dễ đâu ạ. À vậy để em thay mặt anh tham dự là được. Chuyện này không thích hợp đâu, cấp trên sẽ không đồng ý. Nếu không đồng ý thì đừng để anh đảm nhận chức vụ người phụ trách nữa, truyền lời của anh cho bọn họ. Lão đại, anh đừng tức giận, em đi nói lại là được. Giang sách cúp điện thoại, đang định quay lại Đinh Phong Thành đã vui vẻ đi tới. Ồ, gọi điện thoại cho ai vậy? Bạn bè, loại vô dụng như cậu còn có bạn bè. Đinh Phong Thành nói, cùng là tham gia quân ngũ, cậu nhìn anh rể rồi nhìn chính mình đi, tại sao lại tranh lệch lớn như vậy? Anh rể vừa mới đồng ý với tôi, ngày mai sẽ dẫn tôi đi tham dự lễ nhậm chức của người phụ trách mới. Nhìn thực lực của người ta đi, trực tiếp nhận được tư cách tham gia, còn cậu thì sao? Cũng chỉ có thể ngồi xổm ở nhà, đợi mà xem tivi tôi cùng với người phụ trách mới thân thiết bắt tay đi. Giang sách cười hỏi, tư cách tham gia không phải dễ có như vậy chứ? Nếu như cậu không được tham gia, thậm chí cả đường mặt cũng không được tham gia chẳng phải rất xấu hổ sao hừ đinh phong thành quát chúng tôi không được tham gia chẳng lẽ phế vật như cậu được chắc hai người đang nói chuyện thì đinh mộng nhiên đi ra vẻ mặt cô đầy hắc tuyến hiển nhiên ở bên trong lại có ai đó nói lời khó nghe với cô cô đi ngang qua giang sách chỉ nhỏ giọng nói hai chữ về nhà đinh phong thành kỳ quái nói ôi em gái đừng đi anh hai còn chịu uống rượu với cô nữa mà Đinh Mộng Nhiên cúi đầu bước nhanh về phía xe của cô, giang sách đi theo sau. Mở cửa xe ngồi vào, Đinh Mộng Nhiên hung hăng gõ mạnh vào vô lăng để chút giận, sau đó ngẩng đầu thở dài một hơi. Kiềm chế, tuổi thân, không cam lòng, đau khổ giờ phút này đều chút ra hết. Giang sách liếc nhìn cô, không có quá nhiều biểu tình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm. Đinh Mộng Nhiên nhấn ga rồi nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cô khó chịu này. Xe chạy được nửa đường, đinh mộng nghiên nói với vẻ phẫn uất anh có biết mọi người đánh giá anh thế nào không đánh giá thế nào yêu đuối hèn mọn không có trí tiến thủ à à anh nghe mấy lời này mà không có một chút phản ứng sao giang sách quay đầu nhìn đinh mộng nghiên em hy vọng anh có phản ứng gì tức giận khó chịu hay là động thủ với bọn họ đinh mộng nghiên cắn môi cô muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào thực ra là cô chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ phấn đấu của Giang Sách mà thôi. Giang Sách tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi, mấy năm nay tham gia quân ngũ, cuộc sống vẫn luôn rất buồn chán, em có biết anh giải sầu như thế nào không? Đinh Mộng Nhiên không nói gì. Việc anh thích nhất chính là đi xem đoàn diễn siếc, không phải anh thích xem những động tác yêu cầu kỹ thuật cao mà là thích xem thằng hề biểu diễn. Hả? Đinh Mộng Nhiên nghi ngờ liếc nhìn Giang Sách, không hiểu anh nói vậy là có ý gì. Chẳng lẽ anh coi những người chế giễu mình trong bữa tiệc gia đình là tên hề? Sở dĩ không tức giận không phải là vì Giang Sách không biết, mà vì anh đang thưởng thức màn trình diễn của đối phương. Về đến nhà, Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách bước vào phòng khách, nhìn thấy Đinh Khải Sơn đang ngồi trên ghế sofa cầm bút viết liên tục, lâu lâu còn gãi đầu suy nghĩ. "Ba, ba về rồi." "Ừm, người đứng đầu thành phố nói thế nào?" Đinh Khải Sơn cũng không ngẩng đầu lên nói, "Có kết quả rồi." ngày mai là lễ nhậm chức của người phụ trách ba sẽ thay mặt bộ phận tham gia nếu có thể móc nối quan hệ thật tốt với người phụ trách chắc chắn sau này sẽ có lợi đinh mộng nghiên đi tới liếc nhìn những gì đinh khải sơn viết ba ba đang viết gì vậy quà tặng à ba muốn tặng quà cho ai đinh khải sơn nói đây không phải là hỏi thừa à chẳng lẽ đi tham gia lễ nhậm chức bằng tay không sao không chuẩn bị một chút đồ vật chỉ là ba không đoán được tính cách của người phụ trách mới sẽ thích cái gì con gái con tới đây giúp ba tham khảo một chút đinh mộng nhiên lắc đầu con đâu có hiểu mấy cái này giang sách đi tới nhìn lướt qua những món quà do đinh khải sơn viết trên giấy phần lớn đều là những thứ quý giá lấy làm quà quả thực không tồi vấn đề là giang sách đối với những thứ này không có chút hứng thú nào anh cười nói ba con cảm thấy những món quà này quá tục hả ba có thể tặng những món quà này thì người khác cũng có thể điều này không thể hiện được hết thành ý của ba đinh khải sơn gật đầu cũng có lý vậy anh cảm thấy nên tặng cái gì mới tốt rượu rượu không phải càng tầm thường hơn sao giang sách nói là rượu lâu năm của tây cảnh dương tuấn ồ có gì đặc biệt không rượu này rất quý sao cũng không phải giang sách giải thích cuộc sống ở tây cảnh vô cùng khó khăn mỗi một binh lính chiến đấu muốn uống một ngụm rượu là niềm hy vọng xa vời. Mà loại rượu Dương Tuấn lâu năm này vừa rẻ lại vừa nặng, là một loại rượu binh lính cấp thấp thích uống nhất. Đinh Khải Sơn cao mày nói, rượu mà binh lính cấp thấp uống làm sao có thể tặng cho người phụ trách được. Tuy anh ta cũng là người đến từ Tây Cảnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là binh lính cấp thấp được. Giang sách nói, ở Tây Cảnh, sĩ quan và binh lính ngủ chung giường chung chăn, ăn chung một chén, uống chung ly rượu lâu năm, binh lính thích uống vậy chắc chắn sĩ quan cũng sẽ thích uống đinh khải sơn bị giang sách thuyết phục quả thực sự hiểu biết của ông đối với tây cảnh chắc chắn kém xa giang sách ừm vậy cũng cần phải thử một chút bây giờ tôi sẽ sai người đi mua rượu dương tuấn lâu năm giang sách tôi hy vọng lần này không có tin lầm anh đinh khải sơn liền tìm người mua rượu lúc này di động của giang sách lại vang lên lão đại bọn họ đã đồng ý rồi chỉ cần anh bằng lòng tiếp nhận chức vụ người phụ trách ai tới tham dự lễ nhậm chức bọn họ cũng không để ý giang sách nói ừm giúp anh lấy hai vé khách mời tham dự đi hả không phải lão đại anh đang đùa em sao vốn dĩ anh là người phụ trách hẳn là anh nên tới tham dự buổi lễ mới phải kết quả anh để em đi tham dự còn chưa tính lại còn muốn em giúp anh giữ hai vé khách mời có phải anh muốn đảm đương khách quý đến xem chuyện cười của em không Giang sách lạnh lùng nói, em đang muốn kháng lại mệnh lệnh của anh sao? Mộc Dương nhất sợ hãi, không dám, em làm theo là được rồi chứ gì? Đúng rồi, danh sách tham dự buổi lễ lần này, giúp anh gạch bỏ hai cái tên. Ai? Giang sách cười xấu xa, đường mạt, đinh phong thành. chương 7, tự dước lấy nhục. Đêm khuya, Giang sách và đinh mộng nghiên bước vào phòng ngủ. Họ là vợ chồng, theo lý mà nói thì phải ngủ cùng một phòng, một giường chỉ là quả thật hai người vẫn giống như lần đầu gặp mặt đột nhiên lại phải ngủ chung một giường ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đặc biệt là đinh mộng nhiên cô còn chưa từng ngủ chung với một cô gái nào chứ đừng nói đến một người đàn ông mới quen mặc dù người đàn ông này là chồng của cô giang sách không làm cô khó xử anh cầm chăn bông trên giường trải xuống mặt đất anh làm gì vậy đinh mộng nhiên hỏi em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất chuyện này không cần lo lắng mấy năm nay tham gia quân ngũ anh đã sớm quen với việc ngủ dưới đất rồi đinh mộng nhiên không nói gì thêm tắt đèn chui vào chăn trong đêm tối giang sách đột nhiên nói thực sự rất xin lỗi cả người đinh mộng nhiên chấn động cô không ngờ tới giang sách vậy mà lại nói điều này với mình giang sách nói tiếp mấy năm nay ở trong quân ngũ hai người mà anh muốn xin lỗi nhất một người là em trai anh người còn lại là em nếu anh có thể trở lại sớm hơn thằng bé sẽ không chết, nếu anh có thể trở lại sớm hơn, em cũng sẽ không phải chịu quá nhiều uất ức. Trong nháy mắt, những giọt nước mắt đã kìm nén nhiều năm của Đinh Mộng Nhiên không ngừng tuôn rơi. Năm năm qua, ngày nào cô cũng phải chịu đựng đủ loại tin đồn vô căn cứ, rất nhiều lần bị ủy khuất, ngay cả một người để tỏ bày cũng không có, chỉ có thể tìm một nơi không người trộm khóc thút thít. Cô rất mệt mỏi với cuộc sống này. Giang sách nói, chỉ là em yên tâm đi, anh đã trở lại, sẽ không để em phải chịu chút tủi thân nào nữa, đây là lời hứa của một người đàn ông với em. Không bù được cho em trai thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức để đền bù cho vợ. Sáng sớm hôm sau, Giang sách dậy sớm đã mặc quần áo xong xuôi rồi gọi Đinh Mộng Nhiên rời giường. Dậy sớm như vậy để làm gì? Tham gia buổi lễ. Đinh Mộng Nhiên sửng sốt, lễ gì? Hôm nay là lễ nhậm chức người phụ trách ba khu, anh đã nhờ bạn lấy được hai vé khách mời em với anh đi xem thử một chút đi. Đinh Mộng Nhiên có chút ngạc nhiên, cô đã hỏi qua Đinh Khải Sơn, lễ nhậm chức vô cùng nghiêm khắc, ngay cả Đinh Khải Sơn đã làm việc ở thành phố này hơn 20 năm cũng phải trải qua biết bao chọn lọc mới có đủ tư cách tham dự. Người bình thường đừng nghĩ đến. Để có được một vé mời cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói tới là được hai vé mời cùng lúc, đoán chừng chỉ có kiểu nhân tài cấp cao như đường mặt mới có thể dễ dàng tham dự. Nhưng nhìn dáng vẻ của Giang Sách không giống như đang nói đùa mang theo nghi hoặc đinh mộng nhiên mặc quần áo xong xuôi vội vàng ăn sáng sau đó lái xe đưa giang sách đến cửa của tòa nhà diễn ra lễ nhậm chức giờ phút này những chiếc xe được đậu ở đây đều là những chiếc siêu xe có giá trị hàng triệu thể hiện thân phận tôn quý của khách mời xe của đinh mộng nhiên đậu ở chỗ này có vẻ không thích hợp cho lắm giang sách anh chắc chắn là chúng ta có tư cách vào sao đinh mộng nhiên lại lần nữa tỏ vẻ hoài nghi nếu lát nữa mà không vào được thì quá mất mặt cứ tin tưởng anh. Giang sách dẫn Đinh Mộng Nhiên đi về phía cửa của tòa nhà. Giờ phút này từ đằng sau có ba bóng người đi tới. Ô, chị cả, anh rể, hai người nhìn xem ai đây? Đinh Mộng Nhiên vừa nghe thấy giọng nói đã biết là anh hai Đinh Phong Thành của cô. Vừa xoay người quả nhiên đã thấy Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc và Đường Mạt đang đi tới. Đinh Phong Thành vui vẻ hớn hở nói, thật là trùng hợp, vậy mà lại gặp nhau ở nơi này. Ô, còn mang theo phế vật của nhà các người tới sao? hai người đến đây làm gì vậy? Giang sách thản nhiên nói, đến đây còn không phải là để tham gia lễ nhậm chức sao? Đinh Phong thành sướng sờ nhìn về phía đường mặt, anh rể, anh cũng cho bọn họ hai vé mời sao? Đường mặt vẫy vẫy tay, với quyền hạn của tôi, nhiều nhất chỉ có thể lấy được ba vé mời thôi. Ồ, Đinh Phong Thành hỏi lại, vậy là Đinh Khải Sơn lấy được sao? Đường mặt khinh thường cười nói, ông ấy thì tính là cái gì chứ? vé mời của bản thân là do tặng quà cho lãnh đạo mới xin người ta được một chân lấy đâu ra quyền hạn cho người khác vé mời nghe vậy đinh phong thành mỉm cười nếu mà nói như vậy thì em gái chính là các người không đủ tư cách để tiến vào vậy còn tới tham gia lễ nhậm chức làm cái gì các người cho rằng đây là chợ rau muốn vào thì vào sao đinh mộng nghiên cao mày thật ra cô cũng nghi ngờ hai vé mời của giang sách là giả bây giờ nghe được đường mặt nói vé mời khó lấy được lại càng thêm nghi ngờ. Lúc này, Giang sách tiến lên một bước, thản nhiên nói, chúng tôi có tư cách hay không trong lòng tự biết, không giống như một số người, ngay cả chính mình có tư cách tiến vào hay không còn không biết, thật là đáng buồn. Những lời này hiển nhiên là nhằm vào ba người đường mặt. Đinh Phong Thành không vui, con mẹ nó, cậu nói cái gì hả? Đừng tưởng rằng cậu và Đinh Mộng Nhiên kết hôn rồi thì tự cho mình là người của nhà họ Đinh, còn dám nói bậy với tôi có tin tôi đánh cho cậu tết miệng luôn không đường mặt vươn tay ngăn cản đinh phong thành đây không phải là nơi để gây rối có chuyện gì thì chờ về rồi nói em hiểu rồi anh rể đường mặt vô cùng khinh thường liếc nhìn giang sách làm người quan trọng nhất là phải tự biết sức mình nói xong anh ta quay người đi về phía cửa chính của tòa nhà đinh tử ngọc bước đến chỗ đinh mộng nghiên khuyên giải nói em gái à chồng chị là người tham gia quân ngũ Tính tình có hơi xấu, ăn nói cũng không dễ nghe, em đừng trách. Nhưng em cũng thật là, đừng có suốt ngày mang theo phế vật của nhà các người ra đường làm mất mặt, còn báo hại em bị người khác khinh thường. Chị phải đi vào dự lễ nhậm trước rồi, không cùng em nói nhiều nữa, em cứ về trước đi ha. Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ nghe nhưng thực chất câu nào cũng là châm chọc. Khi Đinh Tử Ngọc quay lưng bước đi, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều bị Đinh Mộng Nghiên lấn áp chưa bao giờ trách mắng đinh mộng nhiên vui vẻ tới vậy đây đều là nhờ cô ta may mắn được gả cho đường mạt sắc mặt của đinh mộng nhiên rất khó coi cô đứng đó một hồi lâu không nhúc nhích ở nhà cho tốt là được rồi tại sao phải đến nơi này để tự chuốc lấy nhục nhã đi thôi giang sách nhẹ nhàng nói đi đi đâu giọng điệu của đinh mộng nhiên không tốt lắm không phải nói rồi sao đi tham dự lễ nhậm chức anh quậy đủ chưa Suốt cuộc Đinh Mộng Nghiên cũng không nhịn được nữa, anh không có năng lực em không trách anh, nhưng anh có thể cố gắng phấn đấu, không cần ra vẻ mình rất lợi hại. Như vậy chẳng những làm em khó chịu mà còn khiến em càng khinh thương anh hơn. Tiếng ẩm ý làm những đôi mắt xung quanh nhìn lại đây. Giang sách đứng yên tại chỗ. Ba giây sau, anh khẽ cười một tiếng chậm rãi nói, Mộng Nghiên, hãy tin tưởng anh một lần. Nếu anh không thể đưa em vào, anh sẵn sàng đồng ý quay về ly hôn với em. Đinh Mộng Nhiên sửng sốt, lời nói này cũng quá kiên quyết rồi, dường như giang sách không giống nói đùa một chút nào. Anh, là đang nghiêm túc. Sau khi do dự một chút, Đinh Mộng Nghiên mím môi, được, em cho anh một cơ hội. Cô bước về phía lối vào chính của tòa nhà. chương 8, anh không đủ tư cách để tiến vào. Một nhóm người xếp hàng đi về phía lối vào chính của tòa nhà. Ở cổng có hàng chục người mặc quân phục bảo vệ, tất cả những người ở hàng trong cùng đều cầm súng, điều đó cho thấy thân phận của những người ở đây tôn quý biết bao. Ba người đường mặt đến cửa tòa nhà, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên cũng đi theo. Bọn họ bị bảo vệ ở cửa cùng lúc chặn lại. Vui lòng xuất trình thẻ căn cước. Đinh Phong thành cao ngạo đưa thẻ căn cước cho bảo vệ, quay đầu lướt nhìn Giang Sách một cái, nhìn đi, nơi này không phải loại người vô dụng như cậu có thể tới. Bảo vệ quét thẻ căn cước trên máy, lập tức xuất hiện một dấu x màu đỏ rất dễ thấy. Ngay lập tức, một số bảo vệ được trang bị súng đến ngăn Đinh Phong Thành lại. Đinh Phong Thành sợ tái mặt, các vị, tình hình này là sao đây? Người bảo vệ trực tiếp ném trả lại thẻ căn cước, anh đã bị liệt vào danh sách đen, ngăn cấm tiến vào tòa nhà, mời rời khỏi đây. Không phải chứ? Đinh Phong Thành quay đầu nhìn về phía đường mặt, không phải nói anh ta có đủ tư cách sao? Tại sao không những không được vào mà còn bị liệt vào danh sách đen? Đường mặt cao mày nói, người anh em này, có phải anh có nhầm lẫn gì không, vé mời của cậu ta là do tôi đích thân đưa tới mà. Những người trong danh sách đen bị cấm vào. Đinh Tử Ngọc tức giận, này, anh nói cái gì? Anh có biết chồng tôi là ai không? Anh ấy là phó tư lệnh chiến trường phía đông, có phải anh bị hồ đồ rồi không? Vài bảo vệ cùng lúc nhìn chằm chằm vào Đinh Tử Ngọc. Cô đang đe dọa chúng tôi sao? Vài người chĩa súng về phía Đinh Tử Ngọc, Đinh Tử Ngọc sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau lưng đường mạt mặc dù chức quan của đường mặt không thấp nhưng anh ta ở trước mặt người phụ trách hôm nay chẳng là cái gì chưa kể đây đều là binh lính đến từ tây cảnh cho nên bọn họ sẽ không để ý tới phó tư lệnh chiến trường phía đông như anh ta đường mặt chưa từng bị đối xử như vậy tâm tình có chút tức giận anh ta nén giận nói quên đi trước tiên đinh phong thành đừng đi vào tử ngọc anh với em vào thôi ai ngờ bảo vệ giơ tay về phía đường mặt vui lòng xuất trình thẻ căn cước sao tức giận trong lòng đường mặt bùng lên anh nói cái gì xin vui lòng xuất trình thẻ căn cước của anh vài bảo vệ dơ súng chĩa vào vợ chồng đường mặt nếu không nghe lời sẽ buộc phải rút lui sắc mặt đường mặt xanh mét tôi là phó tư lệnh chiến khu phía đông tôi được mời tham gia lễ nhậm chức anh không biết sao nhắc lại lần cuối vui lòng xuất trình thẻ căn cước của anh nếu không đừng trách chúng tôi ra tay ông xã đinh tử ngọc kéo cánh tay của đường mặt ý bảo không cần cứng rắn, nhìn bọn họ không giống như đang nói giỡn. Được, rất tốt, tôi sẽ nhớ kỹ mấy người. Đường mặt lấy thẻ căn cước đưa qua, bảo vệ cầm lấy xác minh trên máy một chút, trong nháy mắt xuất hiện một dấu x màu đỏ dễ thấy. Trong phút chốc đường mặt ngẩn ra, nhân viên bảo vệ trả lại chứng minh thư, anh cũng nằm trong danh sách đen, anh bị cấm vào, mời về cho. Đường mặt tức giận run lên, anh ta đường đường là một phó tư lệnh, ở chiến trường phía đông ngoại trừ thống lĩnh, ai thấy anh ta mà không phải khách khí. Có bao giờ anh ta lại bị sỉ nhục như vậy? Anh ta đã được mời đến đây, tại sao ngược lại bị nằm trong danh sách đen? Máy của các anh có vấn đề, các anh đi đổi máy cho tôi." Đường mặt mạnh mẽ nói. "Anh không có quyền ra lệnh cho chúng tôi, những người trong danh sách đen, xin vui lòng rời đi càng sớm càng tốt, nếu không chúng tôi sẽ có những biện pháp cứng rắn." "Anh dám?" Sột soạt mấy phát súng cùng lúc chĩa vào người của đường mặt, buộc anh ta phải lùi lại mấy bước. Một đám nhóc các người đợi đó cho tôi, tôi sẽ lập tức đi gọi điện thoại cho cấp trên đến sa thải hết đám các người. Ngay khi anh ta định gọi điện thoại, Giang sách đã dẫn Đinh Mộng Nhiên đến. Xin lỗi nhường đường một chút, chúng tôi đang vội, cho chúng tôi vào trước đi. Giang sách bình tĩnh nói. Đường mặt thiếu kiên nhẫn nhìn anh. Phế vật, cậu muốn làm gì? Cậu không thấy ở đây tôi đang có việc sao? giang sách nhún vai có việc tôi chỉ nhìn thấy một vài người không đủ tư cách tiến vào lại còn ở cửa người ta ăn và không chịu rời đi thật là xấu hổ cậu đường mặt tức giận đến không biết nói gì đinh phong thành gầm lên giang sách cậu đang giả vờ cái quái gì vậy chúng tôi còn không vào được cậu có thể vào được sao cút nhanh một chút đi coi chừng lát nữa mất mặt đấy giang sách mỉm cười tôi đã nói rồi có vào được hay không tôi tự biết không giống như một số người thậm chí còn không biết mình có đủ tư cách để vào hay không, thật sự rất mất mặt. Anh chủ động đưa thẻ căn cước cho bảo vệ. Nhân viên bảo vệ đưa thẻ căn cước vào máy để xác minh, đại diện là đã thông qua. Mời vào, người bảo vệ kính cần nói. Giang sách ở trước mặt đường mặt và đinh phong thành tiến vào tòa nhà. Sắc mặt đường mặt xanh mét. Trước kia anh ta luôn nói rằng giang sách là đồ vô dụng, cười nhạo anh không biết tự lượng sức mình, nơi này không phải ai cũng có thể vào, kết quả là người ta vào dễ dàng, nhưng bản thân anh ta lại bị chặn ở cửa, thật không biết ai mới là đồ vô dụng. Ngay sau đó Đinh Mộng Nhiên cẩn thận đưa thẻ căn cước ra, kết quả cũng được thông qua. Mời cô vào. Đối với những người có thể vào tòa nhà, các bảo vệ rất tôn trọng. Đinh Mộng Nhiên bước vào cửa tòa nhà với vẻ mặt hoang mang, cô nằm mơ cũng không ngờ được lại có kết quả như vậy. Cô may mắn được vào một nơi mà ngay cả đường mặt cũng không vào được giang sách nắm tay đinh mộng nghiên nói với mấy người ở cửa chị gái anh rể các người đừng buồn tôi sẽ chụp ảnh thay các người các người về nhà trước đi xem tv cũng được mà nói đến mức cả người đường mặt run lên suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất đinh tử ngọc càng đỏ mặt xấu hổ hơn vừa rồi cô ta yêu cầu đinh mộng nghiên nên quay về trước bây giờ thì sao chính cô ta mới là người phải quay về không thể nào chuyện này không thể nào dựa vào cái gì phế vật có thể vào, nhưng chúng tôi lại bị chặn ở cửa. Chắc chắn là do máy có vấn đề. Để tôi vào. Đinh Phong Thành lao về phía người bảo vệ như một con chó điên, kết quả bị đối phương đá một cú ngã nằm trên mặt đất, vang lên một tiếng quịch lớn. Người bảo vệ nhắm vào chân của Đinh Phong Thành bắn xuống đất. Trong phút chốc, Đinh Phong Thành sợ tới mức ướt cả quần. Giang sách khẽ lắc đầu, ở nơi này gây chuyện thực sự là quá ngu ngốc anh nắm tay đinh mộng nhiên không để ý đến những người ở cửa đi về phía cao ốc của hội trường dọc đường đi đinh mộng nhiên cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ mọi thứ đều không chân thật cho đến khi giang sách mỉm cười hỏi cô vui không hả đinh mộng nhiên sửng sốt một chút sau đó khóe miệng không khỏi cong lên trong lòng không kìm chế được vui sướng tuổi thân bao năm nay rốt cuộc cũng được giải tỏa chương 9, vảy rồng hai người đi tới hội trường liếc mắt lập tức nhìn thấy đinh khải sơn đang xách theo hộp quà đi tới đi lui không chút ổn định ba đinh mộng nhiên đi tới sao hai đứa lại tới đây đinh khải sơn hơi bất ngờ đinh mộng nhiên chỉ chỉ giang sách anh ấy nhờ bạn mình lấy được hai chỗ tụi con tới xem một chút nó có thể lấy được chỗ giang sách cười nói lúc còn trong quân ngũ ở tây cảnh con có một người đồng đội cậu ấy là bạn tốt của người tổ chức buổi lễ này lấy được hai chỗ đinh khải sơn gật đầu một cái thì ra là như vậy đinh mộng nhiên hỏi ba ba ở đây qua lại làm gì vậy đinh khải sơn cau mày còn không phải là đang suy nghĩ chuyện quà tặng sao ba đã mua rượu dương tuấn vấn đề là quả thực có chút không đưa ra được con có biết không rượu này chỉ có vài ngàn một chai tặng loại rượu thấp kém này thật sự thích hợp sao giang sách nói chỉ cần người phụ trách kia là một lãnh đạo tốt vào sinh ra tử với binh sĩ thì nhất định sẽ thích loại rượu này chỉ mong là vậy. Lúc này lại có mấy tên đàn ông trung niên bụng bự đi tới, một gã đầu hói mang mắt kính đi đầu. "Ôi, ông Đinh, trùng hợp vậy, lại gặp ông ở đây." "Là ông Triệu à?" Đinh Khải Sơn nói với Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách, "Vị này là chú Triệu Đồng ở bộ phận thị trường, là đồng nghiệp của ba." Người tên Triệu Đồng này là đối thủ của Đinh Khải Sơn, ngày thường mọi người nhìn có vẻ hòa thuận vui vẻ nhưng trên thực tế lại âm thầm so kè nhau ở khắp nơi lần này còn cạnh tranh chức vị phó chủ nhiệm. Có thể nói trong buổi lễ nhậm chức lần này ai có biểu hiện tương đối khá thì nhất định sẽ được ngồi lên vị trí phó chủ nhiệm trước một bước. Đinh Khải Sơn ở nhà không chỉ một lần đề cập tới triệu đồng, nhưng phần lớn đều không phải là điều tốt đẹp gì cho nên Đinh Mộng Nhiên cũng không có cảm tình gì đối với cái người tên triệu đồng này. Chào chú Triệu, Đinh Mộng Nhiên lạnh giọng nói. Ờ, Mộng Nhiên, chào cháu, đã lâu không gặp, lớn vậy rồi à? Ánh mắt xâm tà của Triệu Đồng du ngoạn khắp người Đinh Mộng Nghiên, không ngừng đánh giá đôi chân dài trắng nõn của cô, nuốt nước, nước miếng một cái ực, rất thô bỉ. Cả người Đinh Mộng Nghiên đều không thoải mái lui về sau một bước, để giang sách che trước người mình. "Vị này là Triệu Đồng chỉ chỉ giang sách. Nó là con rể tôi, giang sách." Đinh Khải Sơn nói. Triệu Đồng vui vẻ, "À, chính là oát con vô dụng cha mất tích, em trai tự sát, bám vào vợ mà sống đó sao? Chào cậu, chào cậu." Khuôn mặt Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nhiên đều đen lại. Triệu Đồng cũng không màng đến cảm xúc của giang sách, tiếp tục nói, Ông Đinh, tôi nói ông này, sao ông lại chịu được thứ người ăn không ngồi rồi ở trong nhà như vậy thế? Nếu đổi lại là tôi thì tôi đã đuổi ra khỏi nhà từ lâu, bảo con gái ly hôn với nó. Nói khó nghe một chút, cho dù lão già lớn tuổi là tôi đây làm con rể ông cũng còn được hơn thằng quát con vô dụng này đó. Ông Triệu, Đinh Khải Sơn hét lớn một tiếng. Triệu Đồng khoát tay một cái, "Ôi, ôi, ôi, tức giận rồi sao? Tôi chỉ đùa với ông một chút thôi, ha ha, đừng để ý." "Ừ thì tôi còn có việc, đi trước." Triệu Đồng cố ý đi ngang qua người Giang Sách, ánh mắt khiêu khích nhìn anh sau đó lại nhìn về phía Đinh Mộng Nghiên sau lưng Giang Sách, không nhịn được liếm môi một cái. Ngoài ánh mắt còn có nụ cười thô bỉ làm người ta cảm thấy chán ghét. Mấy em trai phía sau cũng bỏ đi theo Triệu Đồng. Sau khi đám người đó bỏ đi, Đinh Mộng Nghiên dẫm mạnh một cước xuống đất, đồ cặn bá, rác dưới. Sắc mặt Đinh Khải Sơn khó coi, đương nhiên ông cũng rất tức giận, nhưng nhiều hơn cả lại là không biết làm sao. Triệu Đồng mặc dù đáng ghét, nói chuyện rất khó nghe nhưng phải công nhận những lời của ông ta vẫn có mấy phần đạo lý. Nếu đổi lại là những người khác, họ đã sớm bảo con gái ly hôn với Giang Sách, đuổi tên phế vật này ra khỏi nhà rồi, thậm chí Đinh Khải Sơn còn đang suy nghĩ có phải ông quá nhân từ rồi không. Đinh Khải Sơn không biết vô tình hay cố ý mà nhìn Giang Sách một cái rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra. Ai cũng không chú ý lúc này Giang Sách vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của triệu đồng ở đằng xa, ánh mắt toát ra một luồng sát khí. Anh có thể vui vẻ xem diễn trò, nhưng anh không thích người khác khinh thường vợ anh. Giang Sách việc gì cũng lãnh đạm, chỉ có chuyện của Đinh Mộng Nhiên là anh không thể thờ ơ. Đinh Mộng Nhiên là vảy rồng duy nhất của Giang Sách người chạm vào miếng vảy rồng này chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Anh yên lặng lấy điện thoại di động ra, cũng không biết đã nhắn nội dung gì, càng không biết đã gửi cho ai, sau đó lại cất điện thoại di động đi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cuối cùng trở lại bên cạnh Đinh Mộng Nghiên. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi. Giang sách nói, ừ, hai người ngồi xuống số ghế đã lấy được, nhìn bức màn lớn chậm rãi kéo ra, người chủ trì trang trọng giới thiệu khách quý phụ trách buổi lễ nhậm chức hôm nay cuối cùng người phụ trách thần bí kia rốt cuộc cũng ra sân mọi người nhìn chăm chú người đi ra là một thanh niên vừa mở miệng liền phát ra giọng nói hùng hậu có lực trong nháy mắt không ít cô gái trong hội trường đều bị anh ta hấp dẫn không hổ danh là tướng lĩnh cao cấp của tây cảnh quả nhiên anh tuấn giống như thiên thần vậy nếu như có thể gả cho người đàn ông như vậy mỗi buổi tối tôi đều sẽ cười đến tỉnh Mấy người đó thật là không biết xấu hổ, người đàn ông như vậy sẽ vừa ý mấy người sao? Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, người thanh niên lên tiếng. Các vị khách mời đang ngồi bên dưới, xin chào mọi người. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Mộc Dương Nhất, là người phụ trách buổi lễ nhậm chức hôm nay. Đầu tiên tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với mọi người, thật ra thì tôi cũng không phải là người tổng phụ trách ba khu, tôi chỉ là thuộc hạ của nhân vật lớn kia thôi. Trong nháy mắt mọi người kinh ngạc bàn tán. Một tên thuộc hạ cũng có thể hơn người như vậy thì người phụ trách thật sự kia há chẳng phải càng giỏi giang sao? Mộc Dương Nhất tiếp tục nói, nhân vật lớn ấy làm việc khiêm tốn, cũng không thích môi trường này, cho nên tôi mới thay thế anh ấy tham dự buổi lễ nhậm chức này. Sau đây sẽ chính thức bắt đầu nghi thức nhậm chức. Lúc Mộc Dương Nhất ở trên đài diễn thuyết, phía dưới bàn luận sôi nổi. Không phải chứ, ý là người phụ trách không định lộ mặt sao? Ôi có chút thất vọng đó, cũng không biết rốt cuộc người phụ trách kia có dáng vẻ thế nào. Nghe mọi người nghị luận, Đinh Mộng Nghiên tiến tới bên cạnh Giang Sách, nhỏ giọng hỏi, anh làm lính ở Tây Cảnh 5 năm, có thể đoán ra người phụ trách kia là ai hay không? Dáng vẻ thế nào, có đẹp trai không? Giang Sách đảo mắt nói, em nhìn anh một chút là ra ngay, những người lính kia cũng không khác anh là bao. Sao anh có thể so với người tổng phụ trách kia chứ? vậy lỡ như anh chính là người tổng phụ trách kia thì sao? Đinh Mộng Nhiên liếc anh một cái, không nói với anh nữa, toàn nói nhảm. Giang sách cười cười nhìn về phía Đinh Mộng Nhiên, anh đột nhiên cảm thấy người vợ này thật ra cũng rất đáng yêu. Cũng rất đẹp. chương 10, thảm bại. Mộc Dương Nhất ở trên bục sục sôi trí khí nói một hồi lâu, cuối cùng cũng nói xong, rời khỏi sân khấu. Người chủ trì cầm micro nói với tất cả mọi người có mặt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, mời mọi người ra về. Nói là ra về nhưng rất nhiều người vẫn ngồi tại chỗ như cũ. Chờ sau khi một nhóm người ra về, một người đàn ông cầm quà tặng lên sân khấu, cười ha hả nói với người chủ trì, tổng giám đốc công nghiệp Giang Hoa Miêu Vũ, để tiếp đón người tổng phụ trách đến tôi đã chuẩn bị một ít tâm ý nhỏ, mong anh chuyển giao cho người tổng phụ trách. Ông ta mở cái hộp ra, bên trong là một cây nhân sâm có tuổi thọ 10 năm, có thể nói là giá trị liên thành. Người chủ trì gật đầu một cái, yên tâm đi, tôi sẽ chuyển giao. Vậy thì cảm ơn. Miêu Vũ mới vừa đi xuống, người đàn ông thứ hai lại đi lên, một người rồi lại một người giao tấm lòng của bọn họ cho người chủ trì, hy vọng người chủ trì sẽ chuyển giao cho tổng phụ trách. Có tượng Phật bằng vàng, có chân châu, có xe thể thao, có mã não, người nào cũng tặng thứ có giá trị liên thành, rẻ nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Nhìn người khác tặng đồ, mồ hôi lạnh trên trán Đinh Khải Sơn rơi lộp bộp, so với lễ vật của người khác, thứ trên tay ông quả thực có chút mất mặt. Triệu đồng ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Đinh Khải Sơn xách cái hộp, vô cùng tò mò hỏi, ông Đinh, ông tặng cái gì thế? Có thể nói cho tôi biết một tiếng không? Đinh Khải Sơn lúng túng nói, chờ lát nữa thì biết. Ôi, thần bí ghê, triệu đồng cũng lấy ra cái hộp nhỏ màu vàng của ông ta, vỗ nhẹ mấy cái rồi nói, tuy nhiên cho dù ông có đưa cái gì thì cũng không thể so với món bảo bối này của tôi. Đinh Khải Sơn liếc ông ta một cái, không lên tiếng. Thấy mọi người đều đưa quà xong hết rồi, Đinh Khải Sơn đứng dậy đi lên sân khấu. Ừ thì, tôi là chủ quản của chi nhánh cục thủy lợi, Đinh Khải Sơn, để đón tiếp tổng phụ trách nên đã chuẩn bị một chút lễ mọn. Người chủ chỉ nhận lấy thuận tay mở ra, bên trong chứa sáu chai rượu. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng là loại rượu gì vô cùng đắt giá, sau khi nhìn rõ nhãn hiệu thì lập tức cười rộ lên. Có lầm hay không? rượu dương tuấn rượu này tôi nhớ quầy bán đồ vật chỉ có vài ngàn một chai thôi không có tiền thì đừng tới dù mua hai bó hoa tươi cũng đáng giá hơn nhiều so với rượu rách nát này chật 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 thật là mất mặt cục thủy lợi mà khuôn mặt đinh khải sơn nóng lên ông có nghĩ tới sẽ gặp tình huống này nhưng khi thật sự xảy ra mới ý thức được mình có bao nhiêu ngu xuẩn trong lòng ông bây giờ tràn đầy hối hận tại sao lại tin tưởng tên phế vật giang sách kia chứ thật ra thì dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết trong một trường hợp quan trọng như vậy lại tặng loại rượu vài ngàn một chai đây không phải tương đương với làm nhục người phụ trách sao đừng nói là thăng chức tăng lương sau khi trở về không bị đuổi đã may mắn lắm rồi đi xuống đi đừng để mất mặt đinh khải sơn quả thực không còn mặt mũi gặp người khác vội vã rời khỏi sân khấu người chủ trì cười ha ha hai tiếng giọng điệu lạnh nhạt nói hôm nay là ngày tốt để nhậm chức Thứ đồ này xứng để tặng sao? Cút đi." Ông ta tiện tay bèn quăng sáu chai rượu xuống đất, giờ khắc này Đinh Khải Sơn cảm giác được mặt mũi của mình cũng đang rơi trên mặt đất theo. Dưới sân khấu, Đinh Khải Sơn xấu hổ vạn phần. Triệu Đồng ở một bên cũng cười đến nỗi sắp không thở ra hơi, "Này, ông Đinh, đầu óc ông mẹ nó có bệnh sao? Trường hợp này mà lại đưa rượu vài ngàn một chai, ông nghĩ người phụ trách là kẻ nhặt đồ phế thải hay sao?" không phải tôi muốn nói ông nhưng ngay cả món quà quan trọng như vậy ông cũng ăn bớt ăn xén, nói rõ ra thì ông thật là keo kiệt. Lần này trở về ông chờ bị đuổi đi, mặt mũi của cục thủy lợi chúng ta đều bị ông ném đi sạch rồi. Trong đám người, sắc mặt đinh mộng nghiên đen xuống, cô nhìn về phía giang sách, đều do anh đề xuất cho ba em, bây giờ làm cho ba em không còn mặt mũi nào, lúc trở về rất có thể ngay cả công việc cũng mất. Vẻ mặt giang sách rừng rưng. Em tin anh không, lại là vấn đề này, lúc nãy Đinh Mộng Nhiên lựa chọn tin Giang Sách, Giang Sách cũng không làm cho cô thất vọng. Nhưng lúc này đây, Đinh Mộng Nhiên do dự nói, không phải em không tin anh, nhưng anh nhìn dáng vẻ kia của ba em một chút đi, đã bị người ta khinh thường đến thê thảm rồi, món lễ vật anh đề cử căn bản là không dùng được. Đây chẳng qua chỉ là ánh mắt của bọn người rốt nát thôi. Tin tưởng anh, nếu như người phụ trách này là một tướng lĩnh tốt thì nhất định sẽ thích món quà anh chọn. Đinh Mộng Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không biết anh có tự tin từ đâu, hai. Lúc này triệu đồng phải ống tay áo đứng lên, được rồi, mặt mũi của cục thủy lợi đều bị ông ném sạch rồi, tôi phải mau đi vớt phát lại một chút, không thể để cho người khác cười nhạo. Ông ta cầm cái hộp nhỏ đi lên sân khấu, cười ha hả với người chủ trì nói, tôi là chủ quản bộ phận thị trường của cục thủy lợi, triệu đồng, tôi đã cố ý chuẩn bị cho tổng phụ trách một chút tâm ý. Lại là cục thủy lợi, Lần này sẽ không tiếp tục đưa lên rượu giá rẻ đấy chứ. Tôi thấy tám phần sẽ không có thứ gì tốt. Cục thủy lợi nghèo như vậy từ khi nào thế? Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, Triệu Đồng lại cúi người thật sâu về phía đám đông. Tại đây trước hết tôi xin nói lời xin lỗi với mọi người, bởi vì đồng nghiệp của tôi nhất thời dại dột làm cho mọi người cười ầm một trận, tại đây tôi muốn thay Đinh Khải Sơn nói tiếng xin lỗi với mọi người. Cục thủy lợi của chúng tôi không nghèo cũng tuyệt đối không có ý không tôn trọng người phụ trách việc làm của đinh khải sơn chỉ là hành vi cá nhân của ông ấy không liên quan đến cuộc thủy lợi mong mọi người đừng suy nghĩ nhiều vì để cho mọi người thấy được thành ý của cuộc thủy lợi hãy nhìn thành ý của triệu đồng tôi một chút tôi đã đặc biệt dâng lên một phần lễ vật nói xong ông ta mở cái hộp nhỏ màu vàng ra bên trong cũng chỉ có một cái chìa khóa tay triệu đồng kẹp lấy cái chìa khóa dơ lên, cái chìa khóa này chìa khóa của căn biệt thự số 33 trong tiểu khu phong lĩnh ở thành phố. Mọi người đều kinh ngạc. Tiểu khu phong lĩnh, đây chính là một trong năm tiểu khu sang trọng bậc nhất trong toàn thành phố, người sống ở đó không giàu cũng sang. Biệt thự ở đó rẻ nhất cũng hơn 10 triệu tệ. Hơn nữa nếu không có bối cảnh quan hệ nhất định thì căn bản cũng không có tư cách mua căn nhà sang trọng như vậy người bình thường có theo đuổi cả đời cũng không mua nổi mà Triệu Đồng lại mua được cho người tổng phụ trách, quả thực làm người ta khiếp sợ. Đinh Khải Sơn và Triệu Đồng đều là người của cục thủy lợi, một người xài tổng cộng không tới 30 ngàn, một người khác lại dâng lên căn nhà hơn chục triệu sang trọng. Chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Trận chiến này Đinh Khải Sơn quả thật là thảm bại. Chương 11, rượu tình nhân. Ốc nói xem, đều là người của cục thủy lợi. Sao tranh lệch lại lớn như vậy chứ? Theo tôi thấy đây chính là cuộc thủy lợi cố ý, cố ý dùng một kẻ vô cùng rách nát làm đệm lót để làm nổi bật triệu đồng. Có đạo lý, vẻ mặt triệu đồng đầy gió xuân, bỏ chìa khóa vào trong hộp sao cho người chủ trì. Người chủ trì thận trọng đặt cái hộp này ở giữa, lễ vật của triệu đồng mặc dù nhỏ nhất, nhưng vị trí lại dễ thấy nhất. Triệu đồng trở lại chỗ ngồi, bắt chéo chân. Ông Đinh, lễ vật này của tôi thế nào? Sắc mặt Đinh Khải Sơn tái xanh, cúi đầu không nói lời nào. Ha 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 ha, sao thế, không phải trước nay ông đều thích đấu với tôi sao? Bây giờ để tôi xem ông còn đấu với tôi thế nào. Đinh Khải Sơn, tôi nói cho ông biết, lần này trở về tôi nhất định sẽ thăng lên chức phó chủ nhiệm, mà ông sẽ sớm phải cút đi thôi. Ông đó, nhất định chính là người cùng một đường với thằng con rể phế vật kia của mình. Ha 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 ha. Đối mặt với sự châm chọc của Triệu Đồng, Đinh Khải Sơn không phản bác được nửa câu, ông thua hoàn toàn. Trong đám người, Đinh Mộng Nhiên giận đến nỗi cả người run rẩy. Thấy cha bị người khác khinh thường như vậy, nhưng không thể làm gì, cô thật sự rất muốn bước lên cho triệu đồng một cái tát. Lúc này Giang Sách yên lặng nắm tay cô, đừng tức giận, còn không tức giận. Đinh Mộng Nhiên cau mày, anh nhìn kẻ cặn bã kia khinh thường ba của em như thế nào kìa. Giang sách nhàn nhạt nói, còn nhớ anh đã nói mình thích nhất là xem người khác diễn trò không? Anh có ý gì? Rất đơn giản, triệu đồng sẽ nhanh chóng không cười được nữa. Đinh Mộng Nhiên rất nghi ngờ, người ta đưa căn nhà chục triệu tệ sang trọng, mà ba em là đưa rượu vài chục ngàn, nhìn thế nào thì cũng thấy triệu đồng sẽ khiến người phụ trách vui vẻ, còn ba em rất có thể sẽ vì vậy mà bị đuổi. Giang sách cười nói, chính bởi vì triệu đồng đưa nhà sang trọng nên mới rước hỏa vào thân ông ta quả thực quá ngu xuẩn. Là thế nào? Chờ xem đi. Rất nhanh tất cả mọi người đều đưa lễ vật xong. Lễ vật của đại đa số mọi người đều rất đắt tiền, 100 ngàn, mấy trăm ngàn đều có, có điều những lễ vật này với căn nhà chục triệu tệ sang trọng của triệu đồng thì đều ảm đạm không sánh nổi. Người chủ trì nói, để tiếp đón người phụ trách, hôm nay thật sự đã khiến mọi người tốn kém, tấm lòng của mọi người tôi nhất định sẽ chuyển tới, xin hãy yên tâm vừa dứt lời điện thoại di động của giang sách rung lên anh trực tiếp ngắt đi sau đó nhắn một tin gửi qua mấy phút sau mộc dương nhất một lần nữa đi ra người chủ trì hơi sửng sốt xếp mộc anh còn có chuyện muốn nói sao mộc dương nhất cười ha ha tôi ở phía sau nghe nói mọi người vì nghinh đón tổng phụ trách mà đã đặc biệt đưa tới rất nhiều tâm ý cho nên mới tới xem một chút người chủ trì cười tấm lòng của mọi người đều ở đây mời anh xem qua trước ánh mắt của mọi người, Mộc Dương Nhất đi về phía mấy lễ vật. Mộc Dương Nhất vô cùng tùy ý nhìn nhìn, mỗi một món quà đều quét mắt nhìn một lần, cuối cùng dừng lại ở sáu bình rượu Dương Tuấn rơi ở một góc sân khấu. Anh ta đi tới khom người nhặt lên. Đây cũng là quà sao. Người chủ trì cười lạnh nói, không sai, đây là tâm ý của Đinh Khải Sơn ở Cục Thủy Lợi. Mọi người dối rít hướng ánh mắt cười nhạo về phía Đinh Khải Sơn, Đinh Khải Sơn xấu hổ cúi đầu, không còn mặt mũi nhìn người khác. Đột nhiên Mộc Dương Nhất mở chốt, cầm chai rượu ngửa đầu uống. Uống ứng ực mấy hớp. Đúng, chính là mùi vị này, sảng khoái. Hành động và lời nói của Mộc Dương Nhất làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu, cái loại rượu vài ngàn một chai uống ngon như vậy sao? Anh ta đứng dậy, giờ sáu chai rượu kia lên thật cao, lớn tiếng nói, tất cả lễ vật của mọi người tôi đều thấy rồi, tổng phụ trách nhất định sẽ thích sáu bình rượu Dương Tuấn này nhất cả hội trường kinh ngạc. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện. Ngay cả Đinh Khải Sơn cũng đứng ngẩn ra, nghĩ rằng không biết có phải tai mình có bệnh nên nghe lầm hay không. Hồi lâu sau mọi người mới phản ứng được, đều phát ra lời cảm thán. Người chủ trì cũng kinh ngạc nói, xếp mộc, không phải anh đang nói đùa với chúng tôi đó chứ. Rượu Dương Tuấn này cùng lắm chỉ vài ngàn một chai, dựa vào đâu mà tốt hơn so với những món lễ vật khác chứ. Mộc Dương nhất nhìn rượu trong tay giống như là nhìn người yêu vậy. Các người không hiểu đâu. Bọn tôi làm lính ở Tây Cảnh làm lính thường ngày ăn ngủ còn không ngon chứ đừng nhắc tới uống một ly rượu ngon. Rượu Dương Tuấn này chính là loại rượu phổ biến nhất ở Tây Cảnh, cũng là loại rượu mạnh nhất, là thứ rượu mà mỗi người lính ở Tây Cảnh chúng tôi thích nhất. Chúng tôi chính là uống loại rượu này ra trận giết địch, chúng tôi chính là uống loại rượu này bảo vệ quốc gia đây không chỉ là rượu mà còn là anh em của chúng tôi, tình nhân của chúng tôi. Những lời này làm cho cả hội trường phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt, làm cho đám chiến sĩ dâng lên lòng tôn kính chân thành nhất. Mộc Dương Nhất một lần nữa dơ rượu Dương Tuấn lên, cho nên tổng phụ trách thích rượu Dương Tuấn nhất là chuyện đương nhiên. Sắc mặt người chủ trì rất khó coi, lúc nãy ông ta còn giễu cợt Đinh Khải Sơn, lại còn vứt lễ vật của người ta xuống đất. Giờ phút này ông ta ưỡn mặt nói, đúng vậy, loại rượu chân quý như vậy là món lễ vật tốt nhất, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất cho đồng chí Đinh Khải Sơn. Mọi người dối rít vỗ tay, đặc biệt là những kẻ vừa nãy giễu cợt Đinh Khải Sơn, từng cái vỗ đều rất ra sức chỉ sợ Đinh Khải Sơn thù dai. Một món quà có thể đồng cảm với binh lính, không dùng tiền bạc tầm thường, thật là có lòng. Đinh Khải Sơn, thật là một đồng chí tốt của cục thủy lợi. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Đinh Khải Sơn đã trải qua hai luồng cảm xúc vui buồn, ông đứng lên cúi người với mọi người, miệng cũng cười không khép lại được, tương đối đắc ý, vẻ không vui mới nãy rứt khoát bị quét sạch. Trong đám người, Giang sách nhìn Đinh Mộng Nhiên vẫn còn đang khiếp sợ cười nói, sao thế, lễ vật anh đề cử có làm tổng phụ trách thích nhất không? Đinh Mộng Nhiên hừ một tiếng, trùng hợp mà thôi. Ha ha, Giang sách cười khẽ lắc đầu, nói em cứ xem đi, chờ chút nữa, kẻ cặn bã triệu đồng kia sẽ đi đời thôi chương 12, cho tôi một lời giải thích. Đinh Mộng Nhiên nửa tin nửa ngờ, mặc dù cô cảm thấy lời nói của Giang Sách không thể tin, nhưng thấy rằng hai lần trước anh đều nói đúng cho nên cô vẫn cảm thấy hay là cứ mong đợi một lần. Lúc này chỉ thấy mục Dương Nhất giơ tay cầm lên cái chìa khóa triệu đồng dâng lên. Khuôn mặt triệu đồng lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta mừng thầm trong lòng, ha ha, gì mà thích rượu Dương Tuấn chứ, cùng lắm cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, quay đầu lại còn không phải đã chọn chúng biệt thự sang trọng của mình hay sao? Mình không có thua. Mộc Dương nhất nhìn về phía Triệu Đồng, ông Triệu, cái chìa khóa này là ông tặng sao? Dạ, là tôi. Ừm, nếu như tôi nhớ không lầm, nhà ở tiểu khu phong lính cũng không rẻ. Biệt thự bên đó, mỗi một căn trung bình cũng 20 triệu trở lên. Triệu Đồng vui vẻ nói, đắt thì có đắt một chút, nhưng chỉ có căn nhà giá này mới có thể xứng với thân phận của Tổng phụ trách. Ánh mắt Mộc Dương nhất lóe lên sắc lạnh, cố ý hỏi căn này là ông mua sao? Dĩ nhiên. À, vậy xin hỏi ông Triệu, ông thân là chủ quản bộ phận thị trường ở Cục Thủy Lợi, tiền lương mỗi tháng là bao nhiêu vậy? Nụ cười trên mặt Triệu đồng từ từ biến mất, cảm thấy bầu không khí hình như có chút không đúng. Ờ, tiền lương, mỗi một tháng chừng một vạn. Ừ, một vạn vậy coi như là có hoa hồng, tiền thưởng cuối năm cùng với các loại phúc lợi, một năm ông thu vào cũng khoảng chừng 20 vạn. Triệu Đồng càng nghe càng thấy không đúng, đúng vậy, không sai. Mộc Dương nhất khẽ lắc đầu, cái này thì thật là kỳ lạ. Một năm thu vào 20 vạn thì làm thế nào mua được biệt thự sang trọng 20 triệu? Triệu Đồng, ông có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không? Toàn bộ những người ở đây đều kinh hãi, vấn đề này rất nghiêm trọng. Thật ra thì ai cũng biết trong này nhất định có vấn đề, nhưng thấy là tặng quà tâm tình, mặc dù mọi người đều cảm thấy có vấn đề nhưng cũng không nghĩ sẽ bị khiển trách nhưng người tổng phụ trách mới tới này lại không nghĩ như vậy tất cả những người mới vừa tặng quà đều đổ mồ hôi lạnh số người tặng lễ vật trăm ngàn thì âm thầm vui mừng số tặng lễ vật mấy trăm ngàn lên tới tiền triệu thì lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh dĩ nhiên lạnh nhất vẫn là triệu đồng vài trăm ngàn đến tiền triệu thì ông ta còn có thể mượn cớ nói là tích góp nhiều năm qua nhưng con số 20 triệu tệ này thì ông ta ông phải tích bao nhiêu năm chứ? Dựa vào thu nhập của Triệu Đồng, vậy thì phải 100 năm mới có thể tích đủ. Hiển nhiên nguồn thu của Triệu Đồng có vấn đề. Bây giờ tay chân Triệu Đồng lạnh như băng, không ngừng nuốt nước miếng, một chữ cũng không nói được. Mộc Dương nhất lớn giọng, "Triệu Đồng, ông nói 20 triệu mua nhà này ở đâu mà ra?" Bịch, một tiếng, Triệu Đồng bị dọa đến ngã ngồi dưới đất. Ông ta có thể trả lời là từ đâu? mộc dương nhất hừ lạnh một tiếng tôi thấy là ông không trả lời được rồi vậy thì vào đồn từ từ khai ra đi người đâu còng ông ta lại dẫn đi lập tức có mấy nhân viên mặc đồng phục cảnh sát vọt ra bẻ hai tay triệu đồng ra sau lưng còng lại giải đi ngay trước mặt mọi người đừng xếp mộc có gì thì nói đây là xảy ra chuyện gì vậy chứ buông tôi ra các người buông tôi ra cặp mắt triệu đồng vô thần nằm mơ cũng không nghĩ tới tặng quà sẽ dẫn đến phiền toái lớn như vậy lúc ông ta ở trước mặt mọi người bị giải đi, ai nấy đều theo bản năng cúi đầu xuống không dám nhìn, bởi vì bọn họ đều sợ mình sẽ trở thành triệu đồng tiếp theo. Mộc Dương Nhất tiếp tục nói, thật ra thì tôi biết mọi người bên dưới đều có vấn đề, tôi xin khuyên mọi người từ nay về sau nên đàng hoàng một chút, nếu không kết quả của triệu đồng chính là kết quả của mọi người. Nhưng ý nghĩ dựa vào việc tặng quà kéo gần quan hệ, tôi khuyên mọi người đều tỉnh lại đi. Tổng phụ trách sẽ không thích. Lễ vật hôm nay các người đưa tới, lấy lại hết đi, một món tổng phụ trách cũng không cần. Lần này thì như vậy, nếu còn có lần sau tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Mọi người dối rít cúi đầu, bị dọa sợ cũng không dám lớn tiếng thở hổn hển. Cuối cùng Mộc Dương nhất sơ lên mấy chai rượu Dương Tuấn, đồng chí Đinh Khải Sơn, người khác có thể đem lễ vật về, nhưng lễ vật của ông tôi sẽ thay mặt tổng phụ trách nhận lấy. Đinh Khải Sơn tươi cười, đây là vinh hạnh của tôi. Mộc Dương Nhất gật đầu một cái, ông không giống những người khác, tôi coi trọng ông, cố gắng lên. Cảm ơn. Mộc Dương Nhất xoay người rời đi. Đinh Mộng Nhiên vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, may mà có anh nghĩ kế cho ba em, bảo ông ấy đưa rượu Dương Tuấn. Nếu không ba em cũng đưa lễ vật mấy trăm ngàn, sẽ bị khiển trách như người khác. Giang sách cười một tiếng, bây giờ em tin lời của anh rồi chứ. Ừ, anh quả thật đúng là người tổng phụ trách đinh mộng nhiên rất hả giận nói tên cặn bã triệu đồng kia cuối cùng cũng có người xử lý ông ta chỉ không biết là có phải ông ta chỉ làm theo quy trình rồi được thả ra hay không giang sách nói em yên tâm ông ta giấu số tiền khổng lồ như vậy chắc là phải bị nhốt mấy năm thân là tu la chiến thần tổng phụ trách ba khu giang sách có thể bảo đảm lần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha cho triệu đồng dễ dàng như vậy đây chính là hậu quả của việc nhòm ngó đinh mộng nhiên đinh khải sơn đi tới khuôn mặt lộ nụ cười mỉm, giang sách, thằng nhóc này được đó, nếu không phải anh nghĩ kế cho tôi thì hôm nay tôi cũng sẽ bị dậy dỗ như những người khác. Giang sách cười một tiếng, ba, ba vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trong giây lát Đinh Khải Sơn cảm thấy người con rể này cũng không đáng ghét như trước, hôm nay có thể nói là giang sách đã giúp ông nở mặt một lần. Ở công ty bị triệu đồng chèn ép nhiều năm như vậy, hôm nay đã toàn thắng triệu đồng. Tâm trạng Đinh Khải Sơn vô cùng vui vẻ đi, hôm nay ba mời, chúng ta đi ra ngoài ăn bữa ngon. Giang sách lắc đầu một cái, ba, con còn có chút chuyện, ba và mộng nghiên đi ăn trước đi. Anh có chuyện gì? Con muốn đi thăm em trai con. Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nghiên liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt đau thương. Cũng đúng, anh đã trở về hai ngày nhưng vẫn chưa đi bái tế, đi thăm em trai một chút cũng là phải. Giang sách, cố lên, mặc dù bây giờ tình trạng của anh không tốt lắm, nhưng chỉ cần anh chịu cố gắng thì vẫn có cơ hội làm cho nhà họ Giang vùng lên lần nữa. Giang sách gật đầu một cái, anh biết mà. Vậy em với ba đi về trước. Ừ. Đinh Khải Sơn dẫn Đinh Mộng Nhiên rời khỏi hội trường, sau đó Giang sách cũng đi ra ngoài. Anh gọi một chiếc taxi, đến ven bờ Tây Giang. Dừng xe, mở cửa. Giang sách đi về phía một phần ở bờ sông, mỗi một bước đi, trái tim cũng mãnh liệt rung động một cái, lòng tự trách sâu đậm đè ép khiến anh gần như sắp không thở nổi. Mạch, xin lỗi, anh về trễ. Mạch, anh rất nhớ em. Mạch, anh đi tới bên mộ phần nhìn bia mộ đơn giản tựa như giang mạch còn ở bên cạnh. Chiến thần chỉ biết đến máu me, lần đầu tiên trong hốc mắt đầy áp nước mắt. Hai tay giang sách vuốt ve bia mộ sần sùi, cảm giác áy náy trong nội tâm giờ khác này mới giải phóng ra ngoài. chương 13, 12 Cung Hoàng Đạo Đại Thiếu Gia, một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên. Giang sách chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến chính là cựu nhân viên kỳ cựu của nhà họ Giang, Trình Hải. Chú Trình. Trình Hải run rẩy đi tới, đặt một bó hoa tươi trước một phần, sau đó lại lấy một tô thịt kho từ trong hộp ra. Nhị thiếu ra khi còn sống thích ăn nhất chính là thịt kho tôi làm, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cậu ấy vậy mà lại đi trước ông già này một bước. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được cậu ấy đã đi rồi, vẫn còn thường nằm mơ thấy cậu ấy. Đại thiếu gia, tôi đã nhìn cậu và nhị thiếu gia lớn lên, ở trong lòng tôi, các cậu chính là người thân của tôi, tôi thật không tiếp nhận nổi hiện thực này. Vừa nói xong, nước mắt của Trình Hải cũng rơi xuống. Giang Sách ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi, nói cái chết của mạch, tôi nhất định sẽ báo thù. Trình Hải lắc đầu một cái, bỏ qua đi, đại thiếu gia. Hôm nay khoa học công nghệ tầm mộng là của Hà Diệu Long hơn nữa sau lưng ông ta còn có công ty thiên đình một trong năm công ty lớn của cả thành phố làm chỗ dựa cậu lấy cái gì đấu với người ta giang sách không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn mặt sông chỉ chốc lát sau anh nói năm ngày sau chính là sinh nhật của mạch tôi muốn làm thật long trọng trình hải đứng lên cái gì đại thiếu ra cậu vẫn chưa biết sao biết cái gì khu vực ven bờ sông này đang được phá bỏ và rời đi rất nhanh sẽ phá tới đây cậu vẫn nên thừa dịp còn sớm rời mộ phần đi đi, tránh để đến lúc đó khiến cho nhị thiếu gia ở bên dưới cũng không được yên bình. Giang sách cao mày, chuyện này anh quả thật vẫn chưa biết. Trình Hải tiếp tục nói, ban đầu Hà Diệu Long để mộ phần ở chỗ này chính là nhìn ra được không bao lâu sẽ bị phá bỏ và rời đi, con người ông ta không đơn giản, vẫn mong cuộc xây dựng đô thị đào mộ nhị thiếu ra lên. Ông ta dám, đây không phải là vấn đề có dám hay không, chuyện cấp trên quyết định, Dân thường như chúng ta họ đâu có để ý. Đại thiếu gia, thừa dịp vẫn còn thời gian, mau rời mộ phần đi đi, chế nữa có thể sẽ thật sự không còn kịp nữa đấy. Cậu cũng đâu muốn nhìn thấy nhị thiếu gia sau khi chết còn bị đào mộ. Mộ phần tuyệt đối sẽ không rời đi. Anh nhìn về phía mặt sông, bình tĩnh nói, tôi chẳng những không rời mà còn sửa sang lại, tôi sẽ làm cho chỗ của Mạch trở thành mộ lớn nhất, phần tốt nhất trong cả thành phố. Ai, đại thiếu gia, cậu cần gì phải như vậy? đấu với kẻ trên có thể có kết quả gì tốt chứ giang sách khoát tay một cái tôi đã quyết định chú trình chú không cần nói nữa trình hải hiểu tính tình giang sách biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng không kiềm được thở dài chuyện này sợ là sẽ ngày càng nghiêm trọng giang sách nói năm ngày sau sinh nhật của mạch tôi sẽ dựa theo kế hoạch cử hành một buổi lễ tang long trọng chú trình chú có đến không trình hải gật mạnh đầu một cái chỉ cần cậu dám làm tôi sẽ dám đến Tôi cũng từng này tuổi rồi, cho dù cấp trên giết chết tôi, tôi cũng có gì phải sợ. Giang Sách cười, yên tâm đi chú Trình, có tôi ở đây, bất kỳ người nào cũng không đụng vào chú được. Trình Hải quay người lại rót hai ly rượu, một ly đổ xuống mặt đất, một ly tự mình uống. Nhị thiếu gia, ông già này đi về trước, năm ngày sau trở lại thăm cậu. Nói xong ông ấy xoay người chậm rãi rời đi. Sau khi ông ấy rời đi không lâu, một chiếc Audi màu đen sang trọng dừng lại ở cách phần mộ không xa, cửa xe mở ra, Mộc Dương Nhất chạy chậm tới bên cạnh giang sách. Lão đại, chuyện buổi lễ nhậm chức bên kia đều xử lý xong tất cả rồi. Giang sách gật đầu một cái không nói gì. Mộc Dương Nhất nhướng mày một cái, hỏi, lão đại, bây giờ làm gì? Giang sách hỏi, hai ngày này có người của khoa học công nghệ tầm mộng tới mộ phần bái lại không? Mộc Dương Nhất lắc đầu liên tục, một người cũng không có, mấy tên kia căn bản là không để lời anh nói ở trong lòng. tôi còn nghe nói tên khốn kiếp hà diệu long kia không ngừng nịnh hót người của cục xây dựng, nhờ bọn họ tăng nhanh tiến độ để phá bỏ mộ phần của nhị thiếu gia. tên khốn kiếp này thật xấu xa, em hận không thể lập tức giết chết ông ta. giang sách khoát tay một cái, không gấp, năm ngày sau tự anh sẽ có sắp xếp. mục dương nhất lại nói, đúng rồi lão đại, còn có một việc phải nói cho anh biết, ba người song ngư, ma kết, thiên bình trở lại rồi. Những người khác cũng đang trên đường trở về, không lâu sau là có thể họp mặt toàn bộ. Ở Tây Cảnh, Tu La Chiến Thần là cái tên mọi người kính sợ. Dưới quyền Tu La Chiến Thần có một thứ làm người ta sợ hãi là quân đoàn 12 cung hoàng đạo. Lấy 12 chòm sao đặt tên, đại biểu cho 12 chiến sĩ đứng đầu. Tất cả bọn họ đều là lấy một địch trăm, là quân nhân trung thành, là quân đoàn mạnh mẽ một tay giang sách bồi dưỡng, là đoàn quân mạnh nhất Tây Cảnh. Anh biết rồi quán rượu mộng như, phòng bao lầu 3. Trước đó Hà Diệu Long hiện đảm nhiệm chức chủ tịch của khoa học công nghệ tầm mộng đã chuẩn bị xong một bàn lớn thức ăn, an tâm chờ đợi cùng cháu của ông ta. Chỉ chốc lát sau cửa đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào. Bí thư Vương, ông đến rồi. Người này là bí thư Vương Mẫn Lai của cục xây dựng đô thị, lần này phụ trách việc sửa đổi phá bỏ và một số việc liên quan đến ven bờ Tây Giang. Vương Mẫn Lai vô cùng tùy tiện ngồi xuống, tiểu Hà cậu gấp gáp gọi tôi ra là vì chuyện gì thế? Không gấp, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hà Gia Minh đứng lên rót rượu cho Vương Mẫn Lai, sau đó vỗ tay một cái, vài cô gái trẻ đẹp đẩy cửa đi vào ngồi sát bên cạnh Vương Mẫn Lai. Vương Mẫn Lai nhất thích là nữ sắc, nhìn thấy từng cô gái với vóc người diêm rúa, hơi thở cũng trở nên rồn rập. Tiểu Hà, tôi thích ăn cơm với cậu nhất đó. Bí thư Vương, chỉ khi ông vui vẻ thì tôi mới vui vẻ. Vương Mẫn Lai vừa ôm mỹ nhân vừa uống rượu, nói đi, tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì. Hà Diệu Long nói, thật ra thì vẫn là việc kia, có thể tăng nhanh tiến độ phá bỏ và di rời dọc ven bờ Tây Giang một chút hay không. Tốt nhất là trong vòng 5 ngày này đào mộ của Giang Mạch lên cho tôi. À, tôi còn tưởng là chuyện gì, chỉ như vậy thôi sao? Yên tâm đi, trở về tôi lập tức nói với chủ nhiệm, thúc giục người bên dưới tăng chút tiến độ, trong vòng 5 ngày, bảo đảm đào cái phần mộ đó lên vậy thì làm phiền ông. Khóe miệng Hà Diệu Long lộ ra nụ cười tả ác, nội tâm vui vẻ, giang sách, không phải anh muốn ông đây quỳ xuống trước mộ phần chuộc tội sao? Bây giờ ông đây đã phá mộ phần của em trai anh rồi. chương 14, Nhẫn Kim Cương Trạng vạng tối giang sách về tới biệt thự ở tiểu khu liễu danh huyền. Vừa vào nhà đã thấy cả nhà ba vợ đang ngồi trên sofa, vừa nói vừa cười với một người đàn ông, nhìn thấy giang sách trở về tô cầm liền đưa tay vẫy gọi anh lại. Sách tới đây, để mẹ giới thiệu cho con một chút, đây là Triệu Đức Thành con trai của dì Triệu hàng xóm sát vách nhà mình. Mấy năm trước cậu Triệu xuất ngoại đi du học, hôm nay vừa mới quay về. Triệu Đức Thành đưa tay về phía Giang Sách, "Chào anh." "Chào anh." Khi Giang Sách bắt tay với Triệu Đức Thành liền nhạy bén cảm nhận được lực đạo trên tay Triệu Đức Thành hơi tăng lên một chút. Dáng người đối phương cao lớn, cơ bắp rắn chắc, vừa nhìn liền có thể thấy được đã luyện tập nhiều năm trong phòng thể hình bây giờ lại âm thầm dùng sức, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị Triệu Đức Thành siết tới đau đớn không thể chịu được. Chẳng qua đối với Tu La Chiến Thần đã chinh chiến nhiều năm mà nói, thì anh ta còn quá yếu. Giang sách cũng tăng thêm lực đạo, đôi tay lập tức giống như kìm sắt chặt chẽ kẹp lấy tay Trần Đức Thành, bất ngờ dùng sức một chút liền có thể nghe được âm thanh cùng cục cùng cục của xương cốt, suýt chút nữa thì gãy. Triệu Đức Thành cố nén đau đớn không la lên, kinh ngạc nhìn Giang sách, trong lòng nhủ thầm người đàn ông này tại sao lại có được lực tay mạnh như vậy. Lúc anh buông ra thì tay của Triệu Đức Thành đã đỏ bừng. Hai người tách ra rồi cùng ngồi xuống. Triệu Đức Thành lắc lắc bàn tay, cười nói anh chính là Giang Sách. Nghe nói anh đã đi lính ở Tây Cảnh trong 5 năm. Đúng vậy. Chật chật, có được người vợ xinh đẹp như vậy cũng không cần, lại quyết định ra ngoài nhập ngũ, vậy mà anh cũng có thể làm được. Chân mày Giang Sách nhân lại, trong mắt để lộ ra sát khí. Lúc này Đinh Mộng Nhiên vừa mới thay xong quần áo đi ra, trên đầu cô bây giờ đang đeo một chiếc băng đô cài tóc, trên người mặc chiếc váy liền thân màu trắng, ánh mắt Triệu Đức Thành đang nhìn chầm chầm vào cô. Đinh Mộng Nhiên ngồi xuống bên cạnh giang sách, làm Triệu Đức Thành hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút ghen tị. Anh ta cố ý nói, từ lúc anh ra nước ngoài du học cũng đã mấy năm rồi không gặp lại Mộng Nhiên, Đinh Mộng Nhiên cười nói, tính toán lại thời gian hình như đã được 6 năm rồi thì phải. Đúng vậy là 6 năm rồi, còn nhớ lúc bé chúng ta vẫn thường xuyên chơi cùng nhau, em lúc đó còn nói sau này lớn lên nhất định phải gả cho anh không phải anh thì không gả, anh lúc đó cũng nói không phải em thì sẽ không cưới. Câu này vừa nói ra thì không khí xung quanh có hơi xấu hổ. Vẻ tươi cười trên mặt định mộng nhiên dần dần biến mất, cô ho khan một tiếng, cúi đầu uống một ngụm trà. Triệu Đức Thành lại tiếp tục nói không chút ngại ngùng, nếu 6 năm trước anh không ra nước ngoài du học thì có lẽ bây giờ chúng ta đã thành người một nhà rồi. Ha ha ha. Anh ta tự cho rằng đây là một câu chuyện cười, nhưng không ai có thể cười nổi. Tô Cầm có chút không vui, Đinh Mộng Nghiên nói sao thì cũng là người đã có chồng, làm sao lại có thể nói những lời đó trước mặt chồng của con bé như thế? Giang Sách nhẹ nhàng nói, anh nếu không còn việc gì nữa thì có thể đi được rồi. Triệu Đức Thành hừ lạnh một tiếng, anh dục cái gì mà dục? Tôi tới đây cũng không phải là tới thăm anh, tôi tới là để thăm dì Tô và em Mộng Nghiên. Giang sách, anh nếu rảnh rỗi thì nên đi quan tâm nhiều hơn người em trai đã chết của anh đi. Triệu Đức Thành, Đinh Mộng Nghiên vừa tức giận vừa giữ lấy giang sách, ngăn không cho anh lao qua. Thật ngại quá, tôi nói chuyện không được dễ nghe cho lắm. Đúng rồi, lần này trở về tôi có đem đến một món quà muốn tặng cho em Mộng Nghiên. Triệu Đức Thành duỗi tay lấy ra một cái hộp đặt lên bàn. Mộng Nhiên, em mở ra nhìn thử xem. Đinh Mộng Nhiên thở vào một hơi, lịch sự duỗi tay mở hộp ra, kết quả bên trong lại là một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Món quà này chỉ được dùng khi một người đàn ông muốn cầu hôn một người phụ nữ. Thực ra trước khi tới đây anh ta cũng đã hỏi thăm kỹ càng, được biết Đinh Mộng Nghiên mấy năm nay vẫn sống như là một quá phụ, còn Giang Sách lại là một người con rể vô dụng gia tộc suy sụp, người ba bị mất tích, em trai thì nhảy lầu. Trong suy nghĩ của anh ta Đinh Mộng Nhiên chắc chắn rất ghét Giang Sách, mà người nhà họ Đinh có khi còn hận không thể lập tức khiến Đinh Mộng Nhiên ly hôn với Giang Sách luôn ý chứ. Vì thế Triệu Đức Thành mới dám tặng Đinh Mộng Nhiên một chiếc nhẫn kim cương. Thích không? Triệu Đức Thành hỏi. Đinh Mộng Nhiên càng thêm tức giận, món quà này quá quý giá rồi, anh mau lấy lại đi. Không quý giá, Mộng Nhiên, chỉ cần là đồ vật tặng cho em thì có phải tốn bao nhiêu tiền anh vẫn sẵn sàng mua, không đắt một chút nào. Không cần đâu, nếu tôi muốn thì chồng tôi sẽ mua cho tôi. Đinh Mộng Nhiên cũng nhấn mạnh rằng mình là người đã có chồng, loại quà tặng như nhẫn kim cương này tốt nhất là không nên tặng. Nhưng Triệu Đức Thành căn bản là không thèm để ý. Anh ta cười ha hả nói, chồng của em. Anh ta nhìn giang sách bằng ánh mắt đầy miệt thị, theo như anh biết, anh ta chỉ là một quân nhân mới xuất ngũ, gia đình đổ vỡ tới cả nhà ở cũng không có giờ phải cần người nhà họ đinh của em nuôi dưỡng một người vô dụng như vậy có thể mua nổi một chiếc nhẫn kim cương mộng nhiên em có biết chiếc nhẫn kim cương này bao nhiêu tiền một chiếc không triệu đức thành dơ lên bảy ngón tay hai mươi vạn là hai mươi vạn một viên đó em một tên bất tài như anh ta cả đời có thể kiếm nổi hai mươi vạn sao đinh mộng nhiên im lặng bây giờ đừng nói là mua một chiếc nhẫn kim cương mà ngay cả mua một chiếc túi sách tốt một chút thì giang sách cũng không mua nổi. Không ai nghĩ tới giang sách lại bình tĩnh nhìn thoáng qua nhẫn kim cương rồi nói, thứ này thật sự có giá trị là 20 vạn sao. Tất nhiên rồi, anh cho rằng đây là đồ giả chắc, tôi có thể lập tức tìm người tới kiểm chứng. Tôi cũng không nói rằng viên kim cương này của anh là giả, chỉ là mấy năm qua trong quân ngũ tôi đã thấy qua quá nhiều viên kim cương như thế này, thành thật mà nói nó có đầy trên đường, rơi đầy trên mặt đất mà cũng không ai thèm lấy, Thật sự khó có thể tưởng tượng được nó lại có giá trị tới 20 vạn. Triệu Đức Thành châm chọc nói, anh mua không nổi thì nói mua không nổi đi, ở đây mà bịa chuyện gì vậy? Một viên kim cương trị giá 20 vạn mà có thể rơi đầy đường. Được thôi, anh có thể lấy ra đây cho tôi xem, anh có thể lấy ra được không? Tô Cầm cũng lắc đầu. Bà biết đây là Giang Sách nhất thời tức giận nên mới nói như vậy, nhưng mà mặc kệ có tức giận như thế nào đi nữa thì nói chuyện cũng nên có chừng mực cái gì mà có đầy trên đường phố chứ nói ra điều này cũng quá ngu ngốc đi tô cầm thấy vậy bèn nhanh chóng giải thích giúp giang sách có lẽ là sách nhìn nhầm rồi cũng nên không có con xác định là đã nhìn thấy như vậy tô cầm thật sự tức giận tôi đã ra mặt nói chuyện giúp anh rồi làm sao anh ại không biết ngậm miệng lại chứ hai bà thở dài đối với giang sách bà tương đối thất vọng người con rể này xem ra thật sự không có tiền đồ gì chỉ vì mặt mũi mà có thể khoác lác như vậy triệu đức thành dựa lưng vào ghế sofa được cái này trên phố đều có đầy đúng không vậy anh nhặt về cho tôi hai viên đi cũng để cho tôi mở rộng tầm mắt được thôi để tôi gọi điện thoại cho bạn tôi tôi nhớ lúc đó anh ta thấy mấy viên kim cương này có thể nhặt về làm thành quả cầu thủy tinh để chơi nên đã nhặt về không ít hình như là được một rổ thì phải để tôi nói anh ta đưa qua đây phụt trương nước thành cười tới nghiêng ngả trước sau, một rổ sao. Còn làm thành quả cầu pha lê để chơi. Ok, anh cũng thật lợi hại, công phu khoác lác như vậy đúng là không ai có thể sánh bằng. Ha 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 ha, không được rồi, cười chết tôi rồi. Giang sách nhún vai, bấm điện thoại gọi đi. Alo song ngư, anh có thể tới tô hàng một chút được không? Sẵn đem luôn cái rổ cầu pha lê mà anh nhặt được qua đây cho tôi mượn chơi hai ngày luôn chương 15, dám đánh cực không? Vừa cúp điện thoại giang sách nhẹ nhàng nói, anh ta nói 10 phút nữa sẽ đem tới. Diễn, lại diễn, anh diễn cũng giống thật lắm. Triệu Đức Thành đưa tay chỉ vào đầu của mình, nếu như hôm nay anh có thể đem ra một rổ kim cương, mà mỗi viên kim cương đều giống như viên này của tôi, thì họ triệu tôi đây liền chặt đầu xuống cho anh làm ghế ngồi. Còn nếu không có thì anh liền nhanh chóng rời khỏi mộng nhiên cho tôi. Triệu Đức Thành nhìn chằm chằm vào giang sách, thế nào? nếu là đàn ông thì cá cược với tôi đi, được chứ? Giang sách trầm mặc, Đinh Mộng Nhiên kéo ống tay áo của anh, đừng để ý tới loại người này. Triệu Đức Thành thấy Giang sách không nói lời nào thì càng kiêu ngạo, ha ha, lời nói dối bị tôi vạch trần nên không dám đánh cuộc sao. Giang sách lắc lắc đầu, không phải, tôi chỉ cảm thấy bởi vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà lại chặt đầu anh xuống, làm tôi có chút băn khoăn. Tôi nhổ vào, Triệu Đức Thành đứng lên, Giang sách, anh không khoe khoang thì sẽ chết sao hỏi anh một lần nữa có dám đánh cược hay không được đánh cược đi triệu đức thành mặt mày hớn hở giống như đã thấy được cảnh tượng giang sách ly hôn với đinh mộng nhiên vậy ngay lúc này di động của giang sách lại vang lên một lần nữa hàng tới rồi mọi người chờ tôi một chút nhìn thấy giang sách đi ra ngoài hai mẹ con tô cầm và đinh mộng nhiên đều đổ mồ hôi đầy người một sổ kim cương Đừng nói là Giang Sách cho dù là các cửa hàng châu báu quanh đây, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy có thể lấy ra được một số lượng lớn kim cương như thế. Lúc này nếu đánh cược vua chẳng lẽ phải ly hôn thật sao? Một lát sau, Giang Sách đã quay lại. Trên tay phải của anh cầm theo một cái giỏ, phía trên được che phủ bởi một tấm vải màu đỏ thẫm. Giang Sách đi đến trước mặt mọi người, đem cái giỏ đặt trên bàn trà, duỗi tay vén miếng vải đỏ phía trên, làm lộ ra vật nằm bên trong chiếc giỏ trong giỏ đang đựng từng viên từng viên kim cương lộng lẫy với kích thước lớn nhỏ như trứng bồ câu. Mỗi viên đều sáng rực rỡ, đều trong suốt như pha lê và mỗi viên đều to hơn viên của Triệu Đức Thành. Chất đầy cái giỏ này đều là kim cương, có thể ước tính khoảng trên 100 viên. Không, không có khả năng. Triệu Đức Thành vươn tay lấy mấy viên kim cương trên bề mặt, muốn nhìn xem có phải phía dưới được lót bởi mấy cục đá hay không, kết quả làm cho anh ta càng cảm thấy kinh ngạc hơn không chỉ là ở trên bề mặt mà ngay cả bên dưới cũng toàn là kim cương thật sự là một giỏ chứa đầy kim cương không có một viên đá nào tô cầm lấy lên mấy viên bỏ vào lòng bàn tay cẩn thận quan sát thân là một người phụ nữ đối với những vật phẩm giống như là kim cương thì bà tương đối lành nghề trải qua nhiều lần quan sát xác nhận đây thật sự là kim cương kim cương hàng thật giá thật không thể tin được thật không thể nào tin được cuối cùng một giỏ đầy kim cương như vậy thì có giá trị là bao nhiêu đây cho dù tính theo bình quân một viên có giá trị là 30 vạn, thì 100 viên cũng là hơn 30 triệu rồi. Sách, ở Tây Cảnh thật sự không ai cần tới những viên kim cương này, để chúng rơi đầy đất như vậy sao? Giang sách nhún vai. Đúng vậy, những người giàu ở Tây Cảnh họ chỉ để ý tới việc sẽ ăn cái gì, uống cái gì hay là mặc cái gì. Loại đồ vật giống như cái này giải đầy trên đường phố, từ lâu đã không ai muốn ngó ngàng tới nó. Tô Cầm khó hiểu hỏi, tại sao lại không có ai tới nhặt chúng lên? Có mạng nhặt không có nghĩa là có mạng để sống quay về. Cuống Hồ mang theo những thứ này trên người, dù cho làm việc gì đều rất phiền toái. Thì ra là thế. Tô Cầm liên tục thở dài, trong lòng lại tự hỏi vì sao Giang Sách lại không nhặt một chút đem về, như vậy anh có thể trở thành một tỷ phú rồi cũng nên. Trên thực tế nếu Tô Cầm biết được danh hiệu của Giang Sách cùng với số tài sản của anh là bao nhiêu, thì chắc sẽ không thở dài như thế triệu đức thành lập tức thấy trên mặt mình nóng rát tới phát đau vừa rồi anh ta còn có lời thề son sắt là giang sách đang khoác lác kết quả người ta thật sự đem tới một giỏ chất đầy kim cương triệu đức thành cảm thấy trên mặt có từng đợt đau đớn đinh mộng nhiên hừ lạnh một tiếng đúng rồi tôi nhớ rõ vừa rồi có người nói là nếu thật sự có một giỏ chất đầy kim cương thì sẽ chặt đầu mình xuống để người khác làm ghế ngồi phải không triệu đức thành nuốt nước bọt cái kia chỉ là một câu nói đùa mà thôi, làm sao có thể coi đó là thật được chứ? Giang sách lạnh mặt nói, lời nói vừa rồi không được tính sao. Ánh mắt triệu Đức Thành lạnh lùng nhìn anh, sau đó cười lên ha hả đưa cổ mình ra phía trước, được, giữ lời thì giữ lời, nhưng anh có gan tới đây chém thật sao, nào tới đây. Đinh Mộng Nhiên liền nhổ một ngụm nói, vô lại. Đột nhiên Giang sách dùng tay trái nắm lấy đầu triệu Đức Thành ấn mạnh xuống bàn trà, tay phải cầm lên một con dao gọt hoa quả, nhìn thẳng vào cổ anh ta mà chém xuống. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, nhìn thấy con dao đang chém xuống, chân triệu Đức Thành trong nháy mắt liền mềm nhũn xuống, giữa hai chân lập tức có một dòng chất lỏng đục chảy xuống, hồi tới mức làm người khác phải bịt mũi lại. Phập một tiếng, con dao gọt hoa quả lướt ngang qua cổ của triệu Đức Thành cắm thẳng tắp xuống mặt bàn. Mũi dao trượt qua cổ anh ta để lại một vết thương hơi nông, máu tươi theo đó chảy ra đầy trên bàn triệu đức thành giống như là xác chết nằm trên mặt bàn ngay cả động một chút cũng không dám động giang sách lạnh lùng nói nếu có lần sau thì dao của tôi chắc chắn sẽ không hụt đâu anh có thể đi được rồi đi tôi lập tức đi ngay triệu đức thành làm gì còn dám ở đây nói lời vô nghĩa nhanh chóng đứng dậy đưa tay sờ lên cổ mình sau đó sải chân chạy thẳng về phía cửa ra một đường té lên té xuống mới có thể chạy tới cửa lớn của nhà họ đinh ra khỏi cửa thì xém chút nữa là đụng phải đinh khải sơn vừa đi chợ về ấy cháu trai sao lại đi gấp gáp như vậy không ở lại ăn cơm chiều sao đinh khải sơn nghi ngờ gọi với theo triệu đức thành cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy như bay đinh khải sơn chậm rãi bước vào cửa cậu nhóc nhà họ triệu làm sao vậy tô cầm chừng ông một cái cái gì mà cậu nhóc nhà họ triệu cậu ta chính là một tên cặn bã về sau cũng đừng mang hạng người như vậy về nhà nữa vừa nhìn thấy đã khiến người khác phải ghê tởm đinh khải sơn nhìn thấy trên bàn có một giỏ đựng đầy kim cương thì ngạc nhiên tới mức không khép được miệng cái này là sao tô cầm nói đúng rồi sách con mau mau đem cái giỏ kim cương này trả về cho người ta đi lỡ đâu làm mất chúng ta cũng không đủ tiền đền nổi đâu giang sách nhún vai không sao đâu dù gì cũng chỉ là đồ nhặt được lời này cũng không thể nói như vậy được con vẫn là nhanh nhanh trả về lại cho người ta đi vậy được rồi giang sách đem giỏ kim cương đi ra ngoài chỉ mấy phút sau đã về tới nhà nhưng trên mặt lại mang theo cảm xúc muốn nói lại thôi tô cầm nhìn thấy có điểm không thích hợp liền hỏi sách con làm sao vậy tâm trạng từ nãy tới giờ vẫn luôn không được tốt cho lắm có phải lại có người nào nói ra nói vào bậy bạ gì rồi không giang sách khẽ thở dài một tiếng ba mẹ mộng nhiên thật ra con có chuyện muốn nhờ mọi người giúp đỡ nói đi không cần phải khách khí như vậy năm ngày sau chính là sinh nhật của giang mạch con muốn mời mọi người tới tham dự buổi lễ bái tế em ấy đinh khải sơn nói việc này sao ba cùng với ba của con cũng được xem như là bạn học cũng nhiều năm con còn là con rể của ba về tình về lý việc bái tế cho tô mạch nhà họ đinh chúng ta đều phải tham gia yên tâm đi năm ngày sau chúng ta sẽ tới tham dự cảm ơn ba vậy bây giờ con lập tức gọi điện cho ông sau đó lại thông báo cho mấy người lớn trong nhà một lượt. Đinh Khải Sơn và Tô Cầm cùng đưa mắt nhìn nhau, trầm giọng nói, những người khác, ba thấy vẫn là thôi đi. chương 16, không tham gia. Đinh Khải Sơn khuyên nhủ, nhà họ Đinh rất xem trọng thực lực bản thân của mỗi người, nếu con vẫn có được địa vị giống như cuối đời nhà đường, hay là khoa học công nghệ tẩm mộng vẫn còn thuộc về người nhà họ Giang, thì không cần con phải mở miệng cũng sẽ có một đống người chủ động gọi điện thoại tới cho con, tỏ ý muốn tới tham gia buổi bái tế này. Hiện tại con như vậy sẽ không có ai chịu để ý tới con đâu, vì thế con vẫn nên tiết kiệm chút công sức này đi. Giang sách cười khổ một tiếng, bọn họ không muốn để ý thì đó là chuyện của bọn họ, còn việc có thông báo hay không lại là chuyện của chúng ta. Hơn nữa con cũng muốn xem thử người nhà họ Đinh sẽ có thái độ đối xử như thế nào với giang sách con. Hai, con muốn gọi thì cứ gọi đi, Số điện thoại đầu tiên mà Giang Sách gọi là số di động của ông Đinh Trọng, người đứng đầu dòng họ Đinh. Alo, là ai vậy? Ông ơi, là cháu Giang Sách. Đinh Trọng do dự một lúc, "Là Giang Sách à, cậu gọi cho tôi có việc gì không?" "Cháu muốn thông báo với ông một tiếng, năm ngày sau là sinh nhật của em trai cháu, vì thế cháu muốn tổ chức một buổi bái tế cho em ấy, nên muốn mời ông đến tham dự." Đầu bên kia điện thoại liền im lặng trong vài giây. "Giang Sách à, không phải ông già này không cần tình thân, nhưng mà buổi lễ bái tế này tôi thật sự không thể tham dự được. Tại sao vậy? Rất đơn giản, việc em trai cậu chết như thế nào chắc cậu cũng biết rồi đúng không? Cậu ta mang trên lưng một món nợ khổng lồ rồi nhảy lầu tự sát, mà nhà họ đinh chúng tôi đang phát triển đến giai đoạn tốt nhất, làm sao có thể dính líu tới sự việc không tốt như vậy được? Lỡ đầu tin tức này bị truyền thông biết được rồi tung ra ngoài, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào cho nhà họ đinh cậu có biết không? Giang Sách khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Ông ơi, nếu như ông nói không tham dự thì từ đây nhà họ Giang của cháu sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với dòng họ Đinh của ông nữa." "Hửm, cậu đang uy hiếp tôi sao?" "Không phải, cháu chỉ đang muốn biết rõ thái độ của ông đối với nhà họ Giang chúng cháu thôi." "Thái độ? Được thôi, vậy tôi liền nói rõ cho cậu biết, người nhà họ Đinh chúng tôi cũng không hiếm lạ gì nhà họ Giang các người. Tốt nhất là sớm phủi sạch quan hệ." để tránh cho sau này nhà họ đinh chúng tôi còn phải giúp các người trả nợ. Vừa nói xong, đinh trọng liền trực tiếp ngắt điện thoại, thái độ vô cùng kiên quyết. đinh khải sơn lắc đầu, ba đã nói trước với con rồi mà, con cần gì phải làm mấy việc không thú vị như vậy. giang sách cười khổ một tiếng, không sao đâu, để con gọi tiếp cho chị cả và anh để hỏi bọn họ một chút. đinh mộng nhiên đi tới, để em gọi cho, anh và bọn họ cũng không có thân thiết với nhau để em mời có khi bọn họ sẽ đồng ý tới tham dự. Giang sách mỉm cười gật đầu. Đinh Mộng Nhiên gọi điện thoại cho Đinh Tử Ngọc. Alo Mộng Nhiên, có chuyện gì sao? Chị cả, chuyện là như vậy, năm ngày sau. Sau khi nghe Đinh Mộng Nhiên nói rõ mọi việc xong, Đinh Tử Ngọc cười lạnh một tiếng. Mộng Nhiên, em có phải là đang nói đùa với chị không vậy? Em muốn chị đi tham dự buổi lễ bái tế em trai của tên phế vật nhà em. Đừng có làm loạn lên nữa. Còn nữa, có phải em không biết việc 5 ngày sau khu vực ven bờ sông Tây Giang đều sẽ bị di rời và phá bỏ để cải tạo lại. Đến lúc đó toàn bộ khu vực ấy đều bị phong tỏa, em ngay cả việc tới gần bờ sông còn không được, chứ nói gì tới việc bái tế. Nghe chị cả khuyên một câu đi, nhanh chóng ly hôn với tên phế vật đó đi, hiện tại chỉ có rất nhiều tư liệu của mấy người đàn ông có tư chất tốt, lúc nào cũng đều có thể giới thiệu cho em, hà tất gì em phải đi theo anh ta chịu khổ. Đinh mộng nghiên càng nghe càng tức giận càng không muốn nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi hít vào thở ra vài lần cô mới nói, chị cả như vậy nhưng lại nhắc nhở em một chuyện, năm ngày sau khu vực ven bờ sông Tây Giang bị phá bỏ và di rời để cải tạo, sẽ không có cách nào bái tế được. Giang sách nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Anh đã an bài ổn thỏa, Đinh Khải Sơn cười lạnh một tiếng, Giang sách, tuy biểu hiện hai ngày nay của anh không tồi, cũng làm thay đổi cách nhìn của tôi về con người anh, nhưng con người sống phải nhìn vào thực tế không thể cứ nói chuyện vì tiện như vậy được việc phá bỏ và di rời cải tạo là do bên cục xây dựng đô thị quyết định anh có tài cán gì mà nói đã sắp xếp được rồi bây giờ tình hình đã như vậy rồi thì 5 ngày sau tôi cũng không đi tránh tới lúc đó lại mất mặt ba tại sao lại không thể giúp đỡ giang sách một chút vậy thái độ của đinh mộng nhiên hơi nóng nảy ba đã rất ủng hộ rồi nếu không ủng hộ ba đã sớm đuổi anh ta ra khỏi nhà rồi Ninh Khải Sơn thở dài, thực ra tôi cũng rất muốn tham dự, nhưng mà trong tình hình này anh nói xem tôi phải tham dự làm sao. Đến lúc đó ngay cả việc tới gần bờ sông cũng không được, chưa nói tới không cẩn thận còn có thể bị bắt lại. Sách, việc này coi như kết thúc ở đây. Nói xong Ninh Khải Sơn liền đứng dậy đi về phòng của mình. Ninh Mộng Nghiên nhìn qua giang sách, an ủi, anh đừng buồn, ba em cũng không phải nhầm vào anh. Anh biết, Giang sách lại tiếp tục cầm lấy di động để gọi điện thoại, anh tiếp tục gọi cho những người khác để hỏi họ một chút. Alo anh hai, là chú nhỏ sao? Tiểu như, tôi là Giang sách. Ấy, anh rể ở nhà hả? Gọi liên tiếp bốn chục cuộc điện thoại, Giang sách đều nhận được một kết quả giống nhau là không tham gia. Đối với một Giang sách trước mắt chỉ là một nghèo hai trắng tay thì căn bản là không ai sẽ chú ý đến anh, mọi người đều không muốn để ý tới anh giang sách thở dài một hơi bây giờ anh cũng đã hiểu rõ thái độ của mọi người đinh mộng nghiên đi qua giang sách anh cũng đừng buồn ít nhất vẫn có em tham gia cùng anh mà anh yên tâm năm ngày sau em nhất định sẽ tới tham dự lễ bái tế của giang mạch cho dù hiện trường lúc đó đang phá bỏ và di rời đi nữa thì chúng ta vẫn có thể đứng xa nơi đó một chút để tổ chức buổi bái tế giang sách cảm thấy mình được an ủi một chút anh nhìn đinh mộng nghiên rồi nhẹ nhàng nói mộng nghiên em chính là lý do duy nhất khiến anh ở lại nhà họ đinh từ hôm nay trở đi ngoại trừ em thì tất cả người nhà họ đinh đều không còn liên quan đến anh đinh mộng nhiên tươi cười cố ý hỏi còn ba mẹ của em thì sao giang sách suy nghĩ coi như là nể mặt em việc kinh doanh của ba anh sẽ chú ý nhưng đây cũng là điểm mấu chốt cuối cùng của anh đinh mộng nhiên chỉ cho đây là lời nói ra khi anh đang tức giận mà thôi nhưng chỉ có trong lòng giang sách hiểu rõ đây thật sự là điều anh đã quyết định. Anh hôm nay cũng đã biết rõ thái độ của mọi người, sau này ngoại trừ Đinh Mộng Nghiên, anh cũng không cần phải bày ra vẻ mặt vui vẻ cho bất kỳ ai của nhà họ Đinh xem nữa. Tại tòa office building của nhà họ Đinh, văn phòng trên lầu 4. Đinh Phong Thành đang bận rộn với chiếc máy tính trước mặt thì chỉ cả Đinh Tử Ngọc đi đến, "Cha, người lười biếng như em cũng có lúc làm việc sao?" Đinh Phong Thành cười mỉm, cái này không phải là để chuẩn bị trước cho công tác 5 ngày sau ở bên bờ sông Tây Giang sao? 5 ngày sau, ven bờ sông Tây Giang. Đinh Tử Ngọc khó hiểu hỏi, không phải chứ, em muốn đi tham gia buổi lễ bái tế em trai ma của Giang Sách à? Em nhổ vào, ai đi xem cái thứ ma quỷ kia chứ? Đinh Phong Thành trợn trắng mắt liếc cô ta một cái, em là vì hạng mục phá bỏ và di rời cải tạo của 5 ngày sau. Ồ, oh. Đinh Phong Thành giải thích thêm, cũng không biết vì sao, hạng mục phá bỏ và di rời cải tạo ven sông Tây Giang mấy ngày nay lại đang được tiến hành rất nhanh. Năm ngày sau công việc phá bỏ và di rời sẽ kết thúc, tại hiện trường sẽ tổ chức buổi lễ kêu gọi hợp tác cho hạng mục cải tạo. Nếu nhà họ Đinh chúng ta có thể hợp tác với bên này, thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền rất lớn. Chị cả, em cũng không lừa chị, năm ngày sau không riêng gì em mà ngay cả ông nội cũng phải đích thân tới tham dự chương 17, buổi lễ bái tế. Thời gian 5 ngày nháy mắt liền trôi qua. Sáng nay Đinh Mộng Nhiên đã dậy rất sớm, mặc lên người một bộ tây trang màu đen. Dù sao cũng là đi dự buổi lễ bái tế, cũng nên ăn mặc đàng hoàng một chút không thể mặc đồ quá tùy tiện được. Khi cô ra khỏi phòng thì phát hiện giang sách đã không có ở nhà, gọi điện thoại cho anh cũng không ai nghe máy, làm cô cảm giác hơi nghi ngờ. Ra tới phòng khách thì cô đã thấy bữa sáng đầy dinh dưỡng được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. Ninh Mộng Nhiên vừa ngồi xuống bàn ăn sáng vừa cầm tờ giấy giang sách để lại trên bàn lên đọc, anh đã chuẩn bị xe đón em rồi, đúng 10 giờ sáng sẽ đến. Sách, cô mỉm cười, anh thật đúng là thấu hiểu lòng người. Lúc này Đinh Khải Sơn cũng thức dậy ra tới phòng khách, Mộng Nhiên, con thật sự muốn đi theo giang sách cùng nhau làm bậy sao? Đinh Mộng Nhiên nhíu mày, như thế nào là làm bậy? Giang sách không nên đi bái tế cho em trai đã mất của mình sao? Đinh Khải Sơn hừ lạnh một tiếng, ba cũng chưa nói là không nên, chỉ là cần phải xem lại hoàn cảnh bây giờ. Ba cũng đã nghe người ta nói lại, buổi sáng hôm nay công đoạn phá bỏ và di rời ở ven bờ sông Tây Giang sẽ hoàn thành, mộ của Giang Mạch chắc chắn là không giữ được. Lúc này Giang sách chạy tới đó khẳng định sẽ bị mất mặt. Mộng nhiên, lần này con nghe lời ba đi, đừng đi tới đó. Ba cứ yên tâm đi trong lòng con biết rõ. Đinh Khải Sơn thở dài, quên đi, ba đi làm đây, con có việc gì thì gọi điện thoại cho ba. ông cầm lấy cặp táp đi ra cửa lớn, được nửa đường thì dừng lại, xoay người nói, mộng nhiên, lúc trước ba một hai gả con cho giang sách, là ba sai rồi. nếu con cảm thấy giang sách không đáng tin cậy, muốn ly hôn để tái giá thì cứ việc nói ra, đừng giấu ở trong lòng, cứ nói với ba, ba sẽ cố gắng hết sức để giúp con, coi như là ba bồi thường lại cho con. ninh mộng nhiên sững sốt, giang sách của hiện tại cái gì cũng không có ngay cả việc cơ bản nhất là cơm ăn áo mặc hàng ngày anh cũng không lo được, đều phải dựa vào nhà họ đinh nuôi dưỡng. Nếu đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác, có lẽ họ đều không thể chấp nhận được một người chồng vô dụng như vậy. Ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Đinh Mộng Nhiên nhớ tới lời hứa hẹn mà Giang Sách đã nói với cô, nhớ tới lòng tin cô dành cho Giang Sách, nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ mà cô đã trải qua cùng Giang Sách trong hai ngày này. Cô quyết định sẽ cho Giang Sách một cơ hội. Ba, con tạm thời cũng chưa nghĩ tới việc sẽ ly hôn con vẫn hy vọng mình có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy ít nhất tình hình bây giờ là như vậy đinh khải sơn bất đắc dĩ lắc đầu được rồi mộng nhiên khi nào con đổi ý thì cứ nói với ba bất cứ lúc nào cũng được được chứ dạ vậy con từ từ ăn đi ba đi làm trước đây chân trước đinh khải sơn vừa mới lên xe rời đi thì sau lưng liền xuất hiện một chiếc audi màu đen dừng lại trước cửa nhà họ đinh một người đàn ông cao to bước xuống khỏi xe xin hỏi anh tìm ai đinh mộng nhiên đi tới trước hỏi người đàn ông cúi chào thật sâu tươi cười nói chào cô đinh tôi tên là thiên bình ông trùm à không giang sách là đồng đội của tôi anh ta nhờ tôi đón cô tới dự buổi lễ bái tế của cậu hai à anh chính là người giang sách đã sắp xếp đúng vậy vâng vậy chúng ta đi thôi đinh mộng nhiên cũng không nghi ngờ gì đóng cửa lại trực tiếp ngồi vào xe Thiên Bình cung kính đóng cửa xe lại, sau đó lên xe khởi động rồi lái thẳng về hướng ven sông Tây Giang. Trên bãi đất trống ven bờ sông Tây Giang đang đậu một chiếc xe Việt giã màu trắng. Hà Diệu Long cùng cháu trai Hà Gia Minh đang ngồi trên xe. Một người thì đang hút thuốc, một người thì đang nhìn phong cảnh bên sông. Hà Gia Minh cười ha ha nói, chú hai, chú cũng quá tải đi, có thể làm cho bí thư vương trong vòng 5 ngày phá rỡ và di rời xong khu vực phụ cận bờ sông, nhưng có điều cháu không thể hiểu tại sao lại không trực tiếp phá bỏ luôn phần mộ của giang mạch hà diệu long khinh thường nói con không thể hiểu được chú chính là muốn đợi tới thời điểm giang sách tới đây bái tế ở ngay trước mặt anh ta đào phần mộ của em trai anh ta cháu nghĩ xem đến lúc đó anh ta có khóc lóc cầu xin chú cũng không dừng lại cảnh tượng đó có phải rất vui không hà gia minh gật đầu liên tục vẫn là chú hai suy nghĩ chu đáo mẹ nó chứ cứ nhớ lại cảnh lúc trước bị con rùa giang sách kia đánh là cháu lại muốn đánh chết anh ta ngay lập tức. Nói đến việc này thì Hà Diệu Long lại liếc mắt qua nhìn Hà Gia Minh, giang sách đã nhập ngũ nhiều năm nên thân thủ của anh ta rất tốt, lần này con có thể gọi thêm nhiều người đến, nhưng tốt nhất là đừng để lại bị anh ta đánh như lần trước. Chú hai cứ yên tâm đi, lần này cháu kêu tới ba xe tải chở người còn chuẩn bị cả vũ khí. Cháu cũng không tin với thế lực của nhà họ Hà ở tô hàng này, chẳng lẽ còn không thể trị được một tên phế vật vừa mới xuất ngũ trở về được hôm nay nhất định phải dạy dỗ cho con rùa đen giang sách kia một bài học để anh ta biết đắc tội với chúng ta thì sẽ có kết cục thảm như thế nào hai người đều bật cười ha ha giống như đã thấy được hình ảnh giang sách bị họ dạy dỗ tới thảm thương khổ sở mặt khác lúc này đinh mộng nhiên đang được thiên bình đưa tới phần mộ ven sông của giang mạch dọc đường đi cô đã thấy khu vực ven sông đều đã bị phong tỏa quả nhiên giống với những gì chị cả đã nói toàn bộ bờ sông đều đã bị phong tỏa hết rồi người ngoài không có cách nào để tới gần bờ sông. Xem ra hôm nay đã không có cách nào để vào bái tế giang mạch. Đồng thời Đinh Mộng Nhiên cũng phát hiện ra lúc này trên đường không một bóng người, nhà họ Đinh trừ cô ra thì không có một ai tới. Nhìn thấy cảnh này Đinh Mộng Nhiên cảm thấy có chút xót xa. Giang sách chắc chắn sẽ rất buồn đúng không? Xem ra hôm nay sẽ không có bao nhiêu người tham gia buổi lễ bái tế này. Cô đang tự đau buồn một mình thì bỗng nhiên thiên bình đạp mạnh chân phanh, chiếc xe chui qua một khe hở đi vào trong khu phong tỏa, hướng thẳng về phía phần mộ của Giang Mạch chạy tới. Đinh Mộng Nhiên liền hoảng sợ, Thiên Bình, anh đang làm gì vậy? Mau quay ra đi. Thiên Bình cười ha ha, sao có thể quay ra? Không phải chúng ta muốn tham gia buổi lễ bái tế sao, vậy không tới phần mộ muốn bái tế sao được? Anh đừng có làm loạn, hôm nay là ngày phá bỏ và di rời cải tạo, tất cả chỗ này đều đã bị phong tỏa, người ngoài không được phép đi vào anh cứ xông vào như vậy lỡ đâu bị phát hiện sẽ bị cảnh sát bắt đi điều tra đó. Thiên Bình càng cười to, cô Đinh cứ yên tâm đi, dù có cho bọn họ 10 lá gan đi nữa, thì bọn họ cũng không dám bắt tôi đâu. Còn đang nói chuyện thì xe đã chạy tới bên cạnh ngôi mộ. Thiên Bình bước xuống mở cửa xe, cung kính mời Đinh Mộng Nhiên bước ra. Đinh Mộng Nhiên đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy một bóng người cũng không có liền khẩn trương hỏi, giang sách đâu. Thiên Bình đưa tay chỉ lên bầu trời, trên đó. Ninh Mộng Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời cũng không có gì. Ở đâu? 3, 2, 1, đến rồi. Ngay lúc này cô lập tức nghe thấy được tiếng động cơ của trực thăng đang gầm rú, từ xa có hơn chục chiếc trực thăng đang bay tới đây, phía sau mỗi chiếc trực thăng đều treo một tấm vải bố màu trắng dài mấy chục mét, dùng để tưởng niệm và thương tiếc cho người đã mất. Những chiếc trực này còn đang kéo theo một chiếc du thuyền chở khách du lịch cỡ lớn, đang từ từ đi về phía này. Mà Giang Sách thì đang đứng trên chiếc du thuyền, hai tay chắp ra sau lưng, ngạo nghễ đứng ở đó. chương 18, 100 chiếc Lincoln. Dọc theo sông Tây Giang, một chiếc ô tô màu đen đang chạy trên đường, Đinh Trọng và Đinh Phong Thành đang ngồi trong chiếc xe đó. Nhìn bờ sông sau khi bị phá bỏ và di rời thì Đinh Phong Thành cười, ông ơi ông nhìn này, toàn bộ khu vực ven sông Tây Giang đều đã bị phá rỡ. Vậy mà hôm nay Giang Sách còn muốn tổ chức buổi lễ bái tế cho em trai anh ta, cũng không biết ai cho anh ta dũng khí để nói ra mấy lời này, đoán chừng hôm nay anh ta ngay cả việc tới gần bờ sông cũng không làm được. Đinh Trọng nhìn lướt qua rồi cười lạnh, loại phế vật như Giang Sách sau này không cần nhắc tới. Cháu rảnh rỗi quá thì nên đi học hỏi nhiều một chút. Dạ ông nội, cháu biết rồi xe đi được một đoạn thì đột nhiên đinh phong thành chỉ về phía bên ngoài cửa sổ xe nói ông nội xem kìa tại sao lại có nhiều trực thăng như vậy đinh trọng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe nhìn thấy trên bầu trời có mấy chục chiếc trực thăng trên thân mỗi chiếc đều treo một tấm vải bố màu trắng rất dài giống như là đang tưởng nhớ tới ai đó chẳng lẽ là đinh trọng vội lắc đầu rồi nở nụ cười khinh thường ông ta làm sao cũng không muốn nói ra cái tên làm cho ông ta chán ghét ông nội xem thử đó là gì vậy đinh trọng hít mắt nhìn qua chỉ thấy mặt sông bị tách ra một con tàu đang từ xa chạy chậm tới trên bong tàu một người đàn ông đang ngẩng cao đầu đứng thẳng tắp ở đó gió thổi qua mái tóc tư thế hiên ngang bóng dáng này rất quen thuộc đinh trọng nhíu mày nếu người đàn ông kia là người mà ông ta đang nghĩ tới thì chuyện này liền rất rắc rối mau qua đó nhìn thử xem dạ xe chạy vào trong khu phong tỏa tới vị trí cách bờ sông khoảng 100 mét thì dừng lại. Đinh Trọng và Đinh Phong Thành cùng bước xuống xe để quan sát. Lần này thì bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông đang ngẩng đầu đứng thẳng ở trên thuyền không phải là ai khác mà chính là Giang Sách, người luôn bị bọn họ coi thường là phế vật. Sao lại như vậy? Một nỗi khiếp sợ to lớn đang từ từ trào dâng trong lòng Đinh Trọng, ông ta vẫn nghĩ Giang Sách chỉ đang khoác lác chứ không thể nào tổ chức được một buổi lễ bái tế cho Giang Mạch. Ai có thể ngờ rằng Giang Sách không những làm được, mà còn làm rất lớn rất long trọng. Giang Sách, anh ta sao lại làm được như vậy? Ninh Trọng đang rất khó hiểu, thậm chí còn có hơi hối hận, hôm đó đáng lẽ không nên đoạn tuyệt quan hệ với Giang Sách, ít nhất cũng không nên nói dứt khoát tới như vậy. Ninh Phong Thành nhìn cảnh tượng trước mắt tới mức trợn mắt há hốc mồm, mấy chục chiếc trực thăng, một chiếc du thuyền chở khách chạy định kỳ, còn ở trong khoảng thời gian nhạy cảm như vậy tổ chức buổi lễ bái tế cho dù là nhà họ Đinh cũng không thể nào có thực lực lớn như vậy. Nhưng một người bị bọn họ xem thường giống như Giang Sách lại thực sự làm được như vậy. Tôi không phải đang hoa mắt đó chứ. Lúc này tất cả người dân xung quanh đều chạy tới vây xem, bọn họ cũng xem tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đây là vị quan lớn nào tới đây bái tế vậy? Không biết nữa, nhưng mà có thể làm ra trận địa lớn như vậy thì nhất định không phải là người thường. Hôm nay chính là ngày phá bỏ và di rời, vậy mà ông lớn này lại không có chút sợ hãi nào, còn ngang nhiên ở trên bờ sông tổ chức buổi lễ bái tế, quá lợi hại. Người khiếp sợ nhất ở đây vẫn là Đinh Mộng Nghiên, cô làm sao cũng không thể tưởng tượng được, người chồng mà trong lòng cô vẫn luôn cho là phế vật, vậy mà lại lợi hại tới như vậy. Nhìn chiếc du thuyền đang chậm rãi đi tới, trong mắt Đinh Mộng Nghiên tràn ngập nước mắt. Một lát sau thì chiếc du thuyền cũng dừng lại. Giang sách theo cầu thang đi xuống dưới, một nhóm người trên thuyền cũng theo sát phía sau anh bước xuống, trên tay mỗi người đều cầm một bó hoa lớn. Bọn họ đem hoa tươi đặt trước ngôi mộ, rất cung kính đứng sang một bên. Giang sách đi tới đứng bên cạnh Đinh Mộng Nhiên, không nói lời nào mà chỉ cùng cô yên lặng đứng trước ngôi mộ. Trong lòng Đinh Mộng Nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà lúc này rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Cô yên lặng đứng bên cạnh anh, cùng anh bái tế em trai. Bỗng nhiên, một chiếc xe việt giã chạy thẳng vào phía sau còn đi theo ba chiếc xe tải lớn bang 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 cửa xe lần lượt được mở ra một đám đàn ông cao to trong tay cầm đủ loại vũ khí sắc bén đi xuống nhìn sơ qua cũng phải có đến bốn năm chục người đi đầu là hai chú cháu hà diệu long và hà gia minh đang làm gì đây không biết nơi này đã bị phong tỏa sao tất cả đều cút xéo cho tôi hà gia minh vừa la lên liền lập tức phá vỡ bầu không khí trang nghiêm nơi đây giang sách nhíu mày chậm rãi xoay người nhìn thoáng qua hà gia minh hôm nay là sinh nhật của em trai tao tao không muốn đánh nhau nên mày hãy mau cút đi bọn mày muốn tính toán sổ sách gì thì cứ ghi lại hôm nào đó tao sẽ chậm rãi tính với mày hôm nào tính sổ hà gia minh mỉm cười chỉ tay về phía mấy người đàn ông cao to đang cầm vũ khí ở phía sau mở to con mắt chó của mày ra mà coi, tao hôm nay có đem theo người tới. Giang sách, mày cho dù có lợi hại tới đâu đi chăng nữa, thì có thể một mình đánh với 10 người, 20 người hay là 30 người sao? Nói cho mày biết, bọn tao tới đây là làm công việc di rời và phá bỏ, hôm nay không những muốn đuổi bọn mày đi, mà còn muốn phá bỏ cả cái mộ đó. Nói tóm lại là bọn tao tới đây để phá bỏ mộ của Giang Mạch. Nghe đối phương nói xong những lời này, Giang sách tức giận nắm chặt tay, trong ánh mắt ngập tràn sát khí từ trước tới nay anh chưa bao giờ tức giận như lúc này hôm nay là sinh nhật của mạch tao vốn không muốn tức giận nhưng đám cặn bã chúng mày lại khăng khăng tới đây tìm chết tao cũng không còn cách nào khác hà diệu long bước tới tháo chiếc kính dâm xuống rồi thổi thổi nó giang sách tới bây giờ mà vẫn còn khoác lác sao anh hôm nay mang đến trực thăng rồi thêm một chiếc du thuyền chở khách du lịch theo định kỳ mấy cái này có ích lợi gì các anh ở đây chỉ có 20 người mà cũng đòi đấu lại tôi sao? Giang Sách cười ha ha, có một chuyện tôi nghĩ chắc ông đã lầm, mấy cái này chẳng qua chỉ là món khai vị, buổi lễ bái tế thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời liền nghe thấy rất nhiều tiếng còi từ xa truyền tới. Theo sau đó là từng chiếc xe Lincoln dài màu đen đậm nối nhau tiến vào khu phong tỏa. 10 chiếc, 30 chiếc, 50 chiếc, 100 chiếc Cả 100 chiếc xe Lincoln phiên bản dài vô cùng xa hoa đang tiến vào, tạo thành một cái vòng thật lớn, chỉ riêng việc đổ đám siêu xe này thôi cũng cả mất gần một giờ. Nhìn thấy số lượng xe Lincoln ở đây thôi cũng đã khiến Hà Diệu Long nuốt khan một ngụm nước miếng. Chỉ một chiếc thôi đã có giá trị trên 5 triệu rồi, ở đây lại có tới 100 chiếc, đây không phải giá trị đã lên tới 500 triệu rồi sao? Những chiếc xe này đổ lại đây cho dù không làm gì đi nữa thì chỉ cần với cái khí thế này thôi cũng đã khiến người khác bị đè ép tới không thở nổi. Tiếp theo, cửa của mỗi chiếc xe đều được mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống xe. Bọn họ giống như là được đúc ra từ một khuôn vậy, mỗi người đều có bộ dạng ngay thẳng cương nghị, dáng đứng nghiêm chỉnh đúng tiêu chuẩn người lính, động tác đều nhịp. Vừa thấy liền biết đây chính là lính chính quy tiếp nhận huấn luyện quanh năm. Thiên Bình đứng bên trái giang sách dùng âm thanh to lớn vang dội của mình hô lên một tiếng nghiêm trào. Xoát xoát xoát, vài trăm binh lính cơ hồ đồng loạt chụp các ngón tay lại đưa lên huyệt thái dương. Khung cảnh thật hoành tráng. Hà Diệu Long bị cảnh tượng mạnh mẽ này dọa cho sợ hãi, dưới chân mềm nhũn lảo đảo một cái trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Giang sách từ trên cao nhìn xuống ông ta. Hà Diệu Long, ông cảm thấy tôi mang tới từng này người đã đủ nhiều chưa? chương 19, Tổng Giám Đốc cũng phải nghe lời tôi. Đây đâu chỉ là nhiều, quả thực quá kinh khủng. 100 chiếc xe Lincoln, 3 đến 400 thuộc hạ được huấn luyện bài bản, một ông chủ Hà nhỏ bé có thể chọc vào được sao? Những người nhận được lợi ích từ chỗ ông chủ Hà vừa thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng vứt bỏ vũ khí trong tay, không một ai dám nhúc nhích. "Ừm, ông chủ Hà, trong nhà tôi có chút việc gấp, tôi xin phép đi trước một bước." "Bụng tôi hơi đau, tôi sẽ quay lại ngay." "Ông chủ Hà, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha." Ngay khi nhìn thấy Giang Sách mang tới mấy trăm thuộc hạ cường tráng, mấy tên xã hội đen đều sợ hãi bỏ chạy, không buồn quan tâm đến sống chết của Hà Diệu Long. Cuối cùng hai chú cháu Hà Diệu Long và Hà Gia Minh bị bỏ lại trên sân. Giang Sách lạnh lùng nói, "Hà Diệu Long, tôi đã cho ông một cơ hội để chuộc tội nhưng ông không biết trân trọng nó." Hà Diệu Long nghiến răng, cứng rắn đứng dậy. Ông ta cười ha hả nói, "Giang Sách, anh có nhiều người thì đã sao? Đây không phải là tây cảnh." đây là Tô Châu và Hàng Châu. Hơn nữa, tôi đã nhận được chỉ thị của Cục Xây Dựng Đô Thị tới đây để phá rỡ, tôi đang làm chuyện hợp pháp. Anh ngăn cản tôi đồng nghĩa với việc đối địch với các cục thành phố, coi chừng tôi bắt anh lại rồi ném vào tù. Mày dám, Thiên Bình tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Hà Diệu Long, nhấc bổng ông ta lên, tao đã không vừa mắt thằng chó chết như mày từ lâu rồi, mày còn dám mở miệng cho nói mấy lời bẩn thỉu, ông đây sẽ tát chết mày. Đúng lúc này, dừng lại một giọng nói vang lên gần đó chiếc ô tô màu xanh lam từ từ chạy tới dừng lại ở bãi đất trống cửa xe mở ra một người đàn ông trung niên đầu chọc bước ra anh ta là vương mẫn lai thư ký của giám đốc văn phòng cục xây dựng đô thị hà diệu long kích động đến nỗi muốn khóc đẩy thiên bình ra rồi chạy đến bên cạnh vương mẫn lai anh tới rồi thư ký vương đám người này đang quấy nhiễu không cho chúng tôi tiếp tục công việc phá rỡ thư ký vương anh phải đòi lại công bằng cho tôi. Hả, có chuyện gì vậy? Vương Mẫn Lai đi tới trước mặt Giang Sách, anh là Giang Sách. Phải. Những người này đều là anh gọi tới sao? Đúng vậy. Ha ha, anh còn dám thừa nhận, anh có biết tội quấy nhiễu, không chấp hành pháp luật nghiêm trọng đến mức nào không? Giang Sách lạnh nhạt nói, tôi chỉ vừa tổ chức sinh nhật cho người em trai đã khuất của mình, để cho em ấy chúc thể diện, vậy cũng được coi là quấy nhiễu việc chấp hành pháp luật? Tất nhiên, Vương Mẫn Lai chỉ vào vị trí bên cạnh, đây là khu vực phải phá rỡ để xây dựng lại, đã bị cấm ra vào. Anh vào đây là bất hợp pháp, anh còn đang can thiệp vào công việc phá rỡ của các nhân viên thực thi pháp luật, bây giờ tôi có thể gọi người tới bắt giữ tất cả các anh. Giang sách cười phá lên. Khu vực phá rỡ và tái xây dựng, theo tôi biết chỗ này không thuộc phạm vi cải tạo lại, có mỗi anh tự mở rộng phạm vi. Hơn nữa Hà Diệu Long cũng không phải người của cục xây dựng đô thị, vậy thì ông ta dựa vào cái gì mà đòi có tư cách để đảm nhận công việc phá rỡ và cải tạo? sắc mặt vương mẫn lai có chút khó coi. anh còn dám mạnh miệng? tôi nói chỗ này không thuộc phạm vi cải tạo, tôi còn có thể giao việc tiếp quản cho bất cứ ai. tôi có thể quyết định dỡ bỏ nơi nào, tôi cũng có thể dỡ bỏ bất cứ nơi nào tôi muốn, thậm chí tôi có thể để người khác tiếp quản. anh nghe rõ chưa? giang sách chế nhạo vương mẫn lai, anh chỉ là thư ký của giám đốc, anh cũng không có quyền lực gì cả anh đang khoe khoang cái gì ha 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 anh thì biết cái gì ở cục xây dựng mọi chuyện đều do vương mẫn lai tôi quyết định ồ quyền lực của anh còn lớn hơn cả giám đốc ư hư không phải tôi đang khoe khoang giám đốc còn phải nghe tôi dù tôi nói gì thì anh ta cũng phải nghe theo lời tôi nói giang sách nếu anh chọc vào tôi thì đừng nghĩ đến chuyện sống yên thân giang sách khẽ lắc đầu hóa ra vương mẫn lai mới là người có quyền định đoạt ở cục xây dựng đô thị đột nhiên anh quay đầu nhìn con tàu du lịch khổng lồ giám đốc lưu cục xây dựng đô thị của anh là cái dạng này thật sao giám đốc lưu vương mẫn lai dùng mình liếc về hướng tàu du lịch khi thấy không có ai anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm mẹ kiếp anh đừng hòng lừa được tôi hôm nay tôi không vương mẫn lai một giọng nói mạnh mẽ truyền ra từ phía tàu du lịch Vương Mẫn Lai vừa nghe thấy giọng nói này, anh ta đã sợ chết khiếp. Anh ta không thể quen giọng nói này hơn được nữa. Đây là giọng nói của người mà anh ta nịnh nọt hàng ngày. Chủ nhân của giọng nói này là Lưu Trấn Vinh, giám đốc văn phòng cục xây dựng đô thị. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang chậm rãi bước xuống tàu du lịch, ánh mắt của ông ta xuất hiện một tia sát khí. Sáng sớm nay ông ta nhận được điện thoại của tổng giám đốc nói là sẽ cho ông ta xem một trò hay trên tàu du lịch lúc đầu lưu trấn vinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra theo lệch tổng giám đốc ông ta vẫn phải lên du thuyền cho đến khi nhìn thấy vương mẫn lai và nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy ông ta mới hiểu tại sao hôm nay tổng giám đốc lại yêu cầu ông ta lên du thuyền vương mẫn lai quyền lực của anh lớn thật tôi là giám đốc mà phải nghe lời anh anh nói cái gì tôi phải làm cái đó vậy từ bây giờ anh cứ trực tiếp làm giám đốc đi vương mẫn lai sợ đến mức quỳ xuống trước mặt lưu trấn vinh toàn thân run rẩy không phải giám đốc tôi chỉ đang nói hưu nói vượn thôi anh ta dùng toàn lực tự tát mình một cái thật mạnh mẹ kiếp tôi đáng chết tôi nói hưu nói vượn tôi có tội giám đốc lưu xin hãy tha thứ cho tôi tôi biết mình sai rồi tất nhiên người có quyền định đoạt mọi thứ ở cục xây dựng đô thị là ngài tôi chỉ là một con chó ngài nuôi tôi không bao giờ dám tái phạm nữa Lưu Trấn Vinh chế nhạo, bây giờ mới biết sai. Đã quá muộn rồi, tôi tự hỏi tại sao hai ngày qua anh cứ phải khoanh vùng này vào khu vực cải tạo, thậm chí anh còn cố thuyết phục tôi đẩy nhanh tiến độ. Hóa ra anh và Hà Diệu Long mượn kế hoạch phá bỏ và xây dựng lại chỗ này để báo tư thù, suýt chút nữa tôi đã trở thành đồng lõa của anh. Vương Mẫn Lai, gan của anh lớn thật, người đâu, mau tới đây còng tên khốn nạn này lại cho tôi. Vâng, trong nháy mắt một tốp người mặc đồng phục cảnh sát được Lưu Trấn Vinh mang theo cầm còng tay lao đến, gị Vương mẫn lai xuống đất rồi còng tay anh ta lại. Lưu Trấn Vinh hướng về phía Giang Sách, chắp tay lại, "Anh Giang Sách, tôi thực sự xin lỗi. Là do lãnh đạo như tôi vô tâm nên mới khiến cục xây dựng đô thị dính phải loại người rác rưởi này, khiến việc tưởng nhớ người thân đã khuất của anh không thể diễn ra suôn sẻ. Tôi thực sự rất xin lỗi." Giang Sách xua tay, "Không có gì." Lưu Trấn Vinh tiếp tục nói, vậy thì tôi xin phép đi trước. Nếu Tổng Giám Đốc bên kia có hỏi tới, mong anh giúp tôi giải thích vài câu. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh trước. Lưu Trấn Vinh xoay người, sai người mang Vương Mẫn Lai đi. Giang sách nhìn Hà Diệu Long, bây giờ, đến lượt ông. mươi 20, quỳ đến bình minh. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Mẫn Lai bị bắt, Hà Diệu Long đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Ông ta quỳ xuống trước mặt Giang sách, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khóc lóc nói anh giang sách tôi thật sự biết sai rồi tôi không nên đối đầu với anh tôi đáng chết dù sao tôi và giang mạch cũng từng là đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu anh tạm tha cho tôi lần này có được không kề vai sát cánh đồng đội tốt giang sách dùng giọng điệu trầm thấp phẫn nộ nói ông hợp tác với tập đoàn thiên đỉnh để hãm hại em trai tôi ông cho rằng tôi không biết sao sắc mặt của hà diệu long ngay lập tức tái đi ông ta cuống quýt dập đầu thật ra những chuyện đó là do người của xí nghiệp thiên đỉnh cưỡng ép tôi đây là mệnh lệnh của bọn họ tôi không phải đầu sỏ trong âm mưu liên kết với xí nghiệp thiên đỉnh hãm hại em trai anh thật ra thì anh cũng có thể nhìn ra được mà tuy anh thấy bây giờ tôi là chủ tịch của công ty tẩm mộng nhưng đừng nhầm tôi chỉ là tay sai tuân theo mệnh lệnh của xí nghiệp thiên đỉnh mà thôi tôi là tay sai nhỏ không phải là kẻ cầm đầu hãm hại giang mạch giang sách lạnh lùng nhìn ông ta không nói lời nào Hà Diệu Long không rõ giang sách đang nghĩ gì, đột nhiên quay người lại, nói với Hà Gia Minh, tên khốn rốt nát này, còn không mau gọi tất cả người của văn phòng khoa học công nghệ tầm mộng đến đây. Hà, gì? Hà cái gì? Mau gọi đi, gọi tất cả mọi người chạy tới cho chú, nhanh lên. Hà Gia Minh ngay lập tức gọi và chuyển tiếp mệnh lệnh của Hà Diệu Long. Chẳng mấy chốc đã có 7-8 chiếc xe chạy tới. Tất cả những người từ văn phòng khoa học công nghệ tầm mộng vừa chạy tới thì lập tức ngẩn ra khi thấy ba, 400 người to cao vạm vỡ ở hiện trường cùng với một tá máy bay và con tàu du lịch khổng lồ. Hà Diệu Long gầm lên, đám người cặn bã chúng mày đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới đây dập đầu sám hối đi. Tất cả nhân viên đều sợ hãi đến mức chạy tới cạnh ngôi mộ, từng người một quỳ xuống, điên cuồng dập đầu quỳ lại. Hà Diệu Long nhìn giang sách, anh giang sách, Trước đây anh đã nói để chúng tôi quỳ 5 tiếng rồi thả chúng tôi đi, lời này của anh còn tính không?" Giang Sách lạnh lùng nhìn ông ta. Hạ Diệu Long không dám nói nhảm nữa, lớn tiếng quát đám nhân viên, "Từ giờ trở đi, mấy người không được ăn uống gì, quỳ gối đến sáng mai." Mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng. Một đám người đồng loạt quỳ trước mộ của Giang Mạch, thú nhận tội lỗi của mình. Lúc này cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu trắng đỗ lại, bên trong xe chính là nhân viên kỹ thuật Trình Hải. Trình Hải nhìn cảnh tượng bờ sông Giang Ngạn đang bị phá bỏ, vô cùng lo lắng, hôm nay Giang Ngạn phá bỏ, toàn bộ nơi đây đều bị phong tỏa. Xem ra chúng ta không thể đến gần nghĩa địa gần bờ sông Giang Ngạn rồi. Người lái xe mỉm cười, ông chủ đừng lo, chúng tôi đã lo liệu hết rồi. Thật sao? Các người có chuẩn bị lễ vật để tặng cho cậu ấy không? Tài xế khịt mũi bật cười. Giang Sách còn thiếu lễ vật gì sao? Là người tổng phụ trách sát nhập ba khu vực, chỉ cần anh nói một tiếng, người phía dưới dám cãi lời sao? Chưa kể đến khu vực ven sông ở Tô Châu và Hàng Châu, cho dù là sát nhập toàn bộ quận Giang Nam thì đó cũng là quyết định của Giang Sách. Ông chủ, ngài cứ chờ xem. Chiếc xe ô tô lao thẳng vào khu vực bị phong tỏa, đi tới đoạn đường cách nghĩa trang khoảng 200m thì dừng lại. Trình Hải mở cửa và bước xuống đập vào mắt ông ấy là hàng trăm chiếc siêu xe sang trọng hơn chục máy bay trực thăng tàu du lịch hạng sang khổng lồ và những người lính mặc quân phục khí thế rắn giỏi như thép có thể coi đây là đám tang lớn nhất thành phố giang nam nhìn thấy cảnh này trịnh hải kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng tốt 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 nói liên tục ba chữ tốt trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác tự hào ông ấy đau khổ cả đời sống dưới đáy xã hội cả đời rốt cuộc có thể hãnh diện một chút Người làm ông ấy đau lòng nhất là nhị thiếu gia, cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt mà ra đi. Trình Hải đi tới phần mộ bên cạnh, đột nhiên phát hiện những người quỳ trên mặt đất lại toàn bộ đều là nhân viên ở văn phòng khoa học công nghệ tầm mộng, đầu hàng chính là chủ tịch Hà Diệu Long. Ông ấy phấn khích, xúc động đến nỗi muốn nhảy múa. Hà Diệu Long, ông mà cũng có ngày hôm nay, ông trời có mắt, ông trời có mắt. Giang Sách đi tới, đưa tay đỡ Trình Hải, "Chú Trình, chú không nên quá kích động." Chú ý tới thân thể của mình. Trình Hải lau nước mắt, "Đại thiếu gia, cậu làm quá tốt rồi, không chỉ tổ chức một tang lễ nở mày nở mặt mà còn khiến cho tất cả những kẻ hại chết nhị thiếu gia đều phải quỳ xuống trước mộ cậu ấy để sám hối. Làm tốt lắm, làm tốt quá. Đại thiếu gia, tôi rất vui khi thấy cậu có tiền đồ như vậy. Tôi rất vui mừng, Giang gia lại có hy vọng rồi." Thấy Trình Hải càng nói càng kích động, Giang Sách vội vàng sai người tới chăm sóc ông lão một chút sợ ông ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao đối với giang sách, Trình Hải cũng giống như ông nội ruột thịt của anh. Đỡ ông cụ đi nghỉ ngơi. Vâng, quay đầu lại, giang sách thấy Đinh Mộng Nhiên đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Anh mỉm cười bước tới. Em đang tự hỏi làm thế nào mà anh có thể làm tất cả chuyện này. Đinh Mộng Nhiên gật đầu. Giang sách giải thích, thực ra rất đơn giản, ở Tây Cảnh mấy năm nay anh đã tham gia quân đội, bọn anh đã tham gia chiến đấu rất nhiều trận chiến khốc liệt có một lần bọn anh bị thua thảm hại anh đã ra lệnh cứu một vị đại tướng và bây giờ vị tướng đó đã trở thành một người nổi tiếng để trả ơn anh ông ấy đã đặc biệt ra tay để giúp anh tổ chức sự kiện này hơn nữa còn cho anh mượn người xe hơi máy bay du thuyền tất cả trên dưới đều đã được bố trí ổn thỏa nhờ vậy anh mới có thể tiến hành thuận lợi hóa ra là như vậy lúc này đinh mộng nhiên mới chợt hiểu ra thì ra tất cả đều là nhờ khi còn làm quân nhân Giang Sách đã cứu sống một vị đại tướng. Cô thấy hơi thất vọng. Nếu nếu Giang Sách chính là vị đại tướng đó, nếu tất cả những thứ này không phải là đồ đi mượn, vậy thì tốt biết bao. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách biết cô đang nghĩ gì. Chỉ là bây giờ không phải lúc. Giang Sách nắm tay Đinh Mộng Nghiên, nói, "Đừng thất vọng, anh hứa với em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày." Tất cả những gì em thấy bây giờ sẽ thuộc về anh. Chính thức thuộc về anh, không phải đồ đi vay mượn. Vâng. Giang Sách nắm tay Đinh Mộng Nghiên, đi về một hướng khác. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đinh Mộng Nghiên tò mò hỏi. Giang Sách dùng ngón tay chỉ chỉ vị trí cách đó không xa, hoạt động tế lễ cơ bản coi như đã kết thúc, chúng ta đi chào hỏi mọi người trong nhà đi. Người trong nhà? Đúng vậy, Đinh Trọng, Đinh Phong Thành đã đến từ lâu rồi. Ông nội và anh hai, Ninh Mộng Nhiên có chút nghi hoặc, không phải bọn họ đã từ chối anh, không có ý định tham gia hoạt động tế lễ sao? Tại sao họ lại đến đây vậy? Giang Sách giải thích, họ không đến để tham dự các hoạt động tế lễ, hương khói mà họ đến để tham gia đấu thầu trực tiếp. Đấu thầu trực tiếp, cái đó là gì? Một cuộc đấu thầu về kế hoạch cải tạo lại sau khi phá rỡ dọc theo phía tây bờ sông ngạn. Mộng Nhiên, nếu em có thể ký hợp đồng lần đấu thầu này vị trí của em trong nhà họ Bạch sẽ được đề cao hơn. Em sao? Không được đâu. Có anh ở đây, mọi chuyện đều có thể. chương 21 nhà họ Đinh không có bất kỳ lợi thế nào. Đinh Mộng Nhiên bị giang sách đưa đi khi vẫn đang mơ hồ, họ tới bên một chiếc ô tô. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông một già một trẻ bước ra, đó là Đinh Trọng và Đinh Phong Thành. Họ đợi ở đây đã lâu rồi, những hành động ban nãy của giang sách họ đều thấy hết tất cả. Lúc đầu đinh trọng rất ngạc nhiên, ban nãy ông vẫn còn đang hối hận bởi lúc trước nhất thời xúc động đoạn tuyệt quan hệ với Giang Sách, nhưng ông vừa mới cử người đến nghe ngóng thì phát hiện ra rằng không phải Giang Sách lợi hại, chẳng qua là do anh đã cứu một vị đại tướng mà thôi. Người ta nợ ân tình của bạn, giúp một lần cũng được, nhưng giúp 10 lần, 20 lần thì không được, cuối cùng thì Giang Sách đó cũng chỉ là kẻ sống dựa dẫm vào người khác mà thôi. Ông nội, anh hai, mọi người thực sự đến đây sao? Đinh Mộng Nghiên bất ngờ nói. Đinh Trọng khẽ gật đầu, đem toàn bộ sự chú ý đặt trên người Giang Sách. "Giang Sách, hôm nay cậu rất có khí thế." "Cũng tạm." "Ha ha, nhưng cậu có biết sự vinh quang của cậu ngày hôm nay sẽ khiến cậu chết thảm trong tương lai không?" "Ồ, xin ông cho lời khuyên." Đinh Trọng chỉ vào người đang quỳ ở đó và nói, "Đám người Hà Diệu Long và những người khác sớm muộn gì cũng biết cậu chẳng qua chỉ đang được người khác giúp đỡ, căn bản cậu không có chút bản lĩnh nào cả." hôm nay cậu đã xúc phạm họ, đắc tội với họ, phải, cậu đang chút giận. Nhưng tương lai thì sao? Khi Hà Diệu Long và những kẻ khác phát hiện ra, khi vị đại tướng quân kia không chịu giúp cậu nữa, thì lúc đó ngày chết của cậu đã tới. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, đến lúc đó cậu muốn tìm chết như thế nào cũng được, nhưng đừng làm tổn hại đến nhà họ Đinh chúng tôi. Sắc mặt của Đinh Mộng Nhiên thay đổi, cô cảm thấy mấy lời ông nội nói ra hơi quá đáng. Còn Giang Sách chỉ cười nhẹ, không để trong lòng. Ông yên tâm đi, cháu và nhà họ Đinh không còn bất cứ quan hệ gì. Cho dù người khác muốn tìm cháu báo thù, họ cũng sẽ không bao giờ làm liên lụy đến nhà họ Đinh. Tốt nhất là như vậy. Đinh Phong Thành đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở, ông nội, buổi đấu thầu đã bắt đầu, chúng ta mau tới đó. Ừm, trước khi đi, Đinh Trọng nói với Giang Sách Cầu cuối cùng, người trẻ tuổi phải biết làm việc đúng mực, nếu không sẽ chết rất thảm đấy đinh trọng nói xong liền đi về phía tổ chức buổi đấu thầu đinh mộng nhiên nắm chặt tay giang sách giữa anh và ông nội em hình như có chút mâu thuẫn khó nói nhưng hai người đều là người thân của em em không muốn nhìn thấy cảnh hai người gây gổ giang sách nhẹ nhàng nói anh hứa với em vì em anh sẽ không chủ động đi chọc tức ông nội vâng bây giờ chúng ta cùng đi tham gia đấu thầu thực sự muốn đi đương nhiên giang sách nắm tay đinh mộng nhiên rồi đi về phía tổ chức đấu thầu lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên rung lên anh ta lấy điện thoại mở tin nhắn mới gửi tới ra ông chủ hoạt động đấu thầu đã được sắp xếp theo yêu cầu của anh khóe miệng giang sách hơi nhếch lên anh cất điện thoại đi không lâu sau cả hai đã đến địa điểm đấu thầu bởi vì đây là buổi đấu thầu trực tiếp hoạt động tổ chức diễn ra khá vội cho nên không có những trang trí xa hoa Đặc biệt mà chỉ là một nhà thi đấu tạm thời dựng lên để làm chỗ tổ chức đấu thầu. Ngoài Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên, có khá nhiều người đến tham gia đấu thầu lần này. Các đại diện được cử đi từ các công ty lớn, vô cùng nổi tiếng trong nước cho đến các công ty nhỏ lẻ chưa được biết đến nhiều ở địa phương khác. Nhà họ Đinh không có bất kỳ lợi thế nào. Ngoài hai quận Tô Châu, Hàng Châu, các quận gần hai khu vực ven sông cũng đã được sát nhập, đưa vào kế hoạch xây dựng. Vì vậy, đây là một dự án lớn, trải dài trên khu vực, vượt qua cả ba dự án trước đây. Một khi thắng, số tiền kiếm được có thể để một nhà hào môn sử dụng trong 10 năm. Chính vì điều này mà Đinh Trọng, thân là chủ gia đình, đã đích thân đến hiện trường để tham gia buổi đấu thầu trực tiếp. Vốn dĩ ông ấy muốn nhờ đường mặt giúp đỡ, nhưng đường mặt lại không có quan hệ gì với cục xây dựng đô thị. Có thể thắng thầu hay không phụ thuộc vào chính bản thân Đinh Trọng. Từng nhóm người lần lượt ngồi xuống chương 22 Đinh Mộng Nhiên càng xem càng thấy sợ. Đinh Trọng tiếp tục hít thở sâu, Đinh Phong Thành tự tin nói, ông ơi, đừng quá lo lắng. Đề xuất đấu thầu của chúng ta được thực hiện bởi một nhóm thiết kế hạng nhất trong nước với mức giá cao. Bất kể phương diện nào cũng đều tốt nhất về mọi mặt. Nhà bọn họ chắc chắn chuẩn bị không được như nhà ta, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi êm đẹp. Hơn nữa nhà họ Đinh làm nghề xây dựng mấy chục năm rồi, làm gì có chuyện nhà bọn họ chiếm ưu thế hơn nhà ta được. Đinh Trọng lắc đầu, phong thành, cháu là người tự tin đến nỗi mù quáng. Cháu phải biết rằng, nhà họ Đinh của chúng ta chỉ đứng thứ hai trong ngành xây dựng, huống chi nhà họ Đinh của chúng ta còn không có chút quan hệ nào với cục xây dựng đô thị. Muốn thắng cuộc đấu thầu này chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Ông ơi, đừng lo, đợi tí nữa xem tình hình sau. Không lâu sau, người tổ chức cuộc đấu thầu bước lên sân khấu. Quách sướng, phó cục trưởng cục xây dựng đô thị hàng giọng một cái, đưa tay nâng kính mắt, cười nói kính thưa quý khách, chúc mọi người buổi trưa tốt lành. Sau khi nói làm nhảm một mấy điều vô nghĩa, cuối cùng cũng nói đến vấn đề trọng tâm. Tôi tin rằng mọi người đều rất mong chờ kế hoạch đấu thầu này. Tôi sẽ có mặt ở văn phòng bên trái trong giây lát. Tất cả những người muốn tham gia đấu thầu hãy vào và đem phương án được chuẩn bị kỹ càng trình bày cho tôi nghe. Tôi sẽ căn cứ theo kế hoạch của các bạn rồi đưa ra lựa chọn tốt nhất. Bây giờ, tôi sẽ đến văn phòng để đợi mọi người, mọi người phải cố gắng hơn để cho tôi câu trả lời thích hợp nhất. Nói xong, quách sướng bước vào văn phòng. Mọi người xem lại bản kế hoạch rất nhiều lần, cho đến khi họ cảm thấy không có vấn đề gì thì mới đi về phía văn phòng. Người đầu tiên bước vào, chưa đầy một phút sau đã bước ra với cái lắc đầu đầy thất vọng. Người thứ hai, người thứ ba. Hơn 10 người liên tiếp bước vào, nhưng mỗi người trong số 10 người đó đều phải ra ngoài khi chưa đầy một phút, Tất cả đều mang vẻ mặt chán nản bước ra. Đinh Mộng Nhiên càng xem càng thấy sợ. Giang sách, em nghĩ chúng ta vẫn nên quay trở lại đi, lần đấu thầu này quá nghiêm ngặt. Hơn nữa, chúng ta thậm chí còn không có bản kế hoạch đấu thầu, vậy khi đến lượt hai ta vào trình bày, chúng ta sẽ phải nói gì đây? Giang sách nhẹ nhàng nói, hãy tin tưởng vào bản thân, em nhất định có thể giành chiến. Thắng trong cuộc đấu thầu này bằng khả năng của mình đinh mộng nhiên cảm thấy rất khó hiểu anh có đang tin tưởng vào em quả rồi không bản thân em còn chẳng có lòng tin giang sách không nói gì anh chỉ yên lặng nhìn văn phòng nhỏ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh đinh phong thành đang chuẩn bị vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy giang sách và đinh mộng nhiên cũng ở đây thì không khỏi bật cười tôi có nhìn lầm không vậy hai người tới nơi này làm cái gì mấy người tới thưởng thức phong cảnh sao Giang sách nhìn sang, anh tới đây để làm gì thì chúng tôi cũng tới đây làm cái đó. Ha ha ha, các người cũng tham gia đấu thầu à? Đúng là làm trò cười cho người khác, các người dựa vào cái gì chứ? Giang sách, chẳng lẽ cậu vẫn muốn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của vị đại tướng kia sao? Tôi nói cho cậu biết, cuộc đấu thầu này không phải nơi để tổ chức buổi cúng bái người đã khuất. Đinh Trọng xua tay, đừng nói nữa, nói thế nào thì Mộng Nhiên cũng là người nhà họ Đinh nó tham gia đấu thầu cũng không có gì xấu đối với nhà họ đinh càng thêm nhiều người càng có thêm vài phần khí thế ông nội ơi cháu chỉ sợ rằng có một số người chỉ cần chân chúng ta chứ không giúp được gì đinh trọng cao mày suy nghĩ một chút rồi nói với đinh mộng nghiên lời đinh phong thành nói cũng có lý mộng nghiên cháu nên về đi nhà họ đinh có ông và đinh phong thành là đủ rồi lỡ như phó cục trưởng nhìn thấy cháu rồi nghĩ sao lại để một người phụ nữ đến tham gia đấu thầu ông ấy lại nghĩ nhà họ đinh chúng ta không dụng tâm cho lần đầu thầu này thì nguy to. chương 23 quá ngắn ngủi. Trái tim đinh mộng nhiên hơi chua sót, để con gái trong nhà tham gia đấu thầu thì chính là không dụng tâm. Đây là đạo lý gì vậy chứ? Giang sách khẽ cười, nói nếu ông nội cho rằng việc mộng nhiên tham gia đấu thầu sẽ gây bất lợi cho nhà họ đinh thì mộng nhiên sẽ chỉ tham gia đấu thầu đại diện cho công ty của cô ấy. Như vậy thì sẽ không liên quan gì đến nhà họ đinh mấy người rồi. a à, Đinh Phong thành ngẩng mặt cười nghiêng ngả, công ty sao? Đó chỉ là một công ty nhỏ rách nát của Mộng Nghiên, nhân viên chưa đến 20 người, kẻ ngu mới giao dự án kiến tạo cho nó. Tỉnh lại đi, đúng là đứa bị thiểu năng trí tuệ. Đinh Trọng giơ tay ra hiệu cho anh ta im lặng. Vì cậu cố ý tự làm mình mất mặt nên tôi cũng không xen vào nữa. Nhưng hãy nhớ kỹ những gì cậu đã nói, Mộng Nghiên chỉ tới đấu thầu cho công ty con của nhà họ Đinh, không liên quan gì đến công ty chính của nhà họ Đinh một lời đã định kể từ lúc đó hai bên cũng không trao đổi nữa đinh mộng nhiên lo lắng đến mức sứt đầu mẻ chán chỉ trích giang sách anh có bị điện không công ty của em chỉ là một công ty con do ông nội dựng thêm để phân chia cổ phần cho bố em thực chất nó không có gì cả bố em cảm thấy nó sẽ không có tương lai vì vậy mới chọn làm việc trong cục thủy lợi bố để lại cái chi nhánh đó cho em làm gì thì làm chỉ là một cái công ty rách như vậy cho đến nay vẫn chưa có hoạt động kinh doanh nào anh lại bảo em đại diện cho một công ty như thế đi đấu thầu, đây không phải là chuyện nực cười sao? Giang sách không nói thêm gì, mà chỉ nhìn Đinh Mộng Nhiên bằng ánh mắt kiên định, tin tưởng anh, mặc dù công ty đó không hoạt động được, nhưng anh nhìn ra được em rất có năng lực. Nhưng chỉ vì em là phụ nữ, ở nhà họ Đinh, em chưa bao giờ được trọng dụng. Ông nội sẽ chỉ chọn tin tưởng vào Đinh Phong Thành và tài năng của em sẽ không được phát triển. Chỉ cần em thắng cuộc đấu thầu lần này, em có thể chứng minh cho nhà họ Đinh và ông nội thấy khả năng của em. Đinh Mộng Nhiên rất vui mừng, đây là nút thắt trong lòng cô, rõ ràng cô là người rất có năng lực nhưng vì là phụ nữ nên cô chưa từng được ông nội coi trọng. Nếu lần đấu thầu này thành công, có lẽ cô thực sự có thể sử dụng dự án kiến tạo này để xoay chuyển toàn bộ và mở rộng chi nhánh. Vấn đề được đặt ra là nó có khả thi không? Trừ khi Phó Cục trưởng Quách Sướng bị điện, hoặc tất cả những chuyện này đều là ảo tưởng. Đinh Mộng Nghiên cảm kích nói, Giang Sách, cảm ơn anh. Anh thay em nghĩ nhiều như vậy, dù cho hôm nay có đấu thầu thành công hay không, em cũng rất vui. Giang Sách vô cùng kiên định, nói, hãy tin tưởng anh và tin vào chính mình, chắc chắn em sẽ thành công. Trong khi họ đang nói chuyện, Đinh Phong Thành đã cầm tài liệu đứng dậy và đi ngang qua hai người. Cả hai người đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, chắc chắn tôi sẽ thắng lần đấu thầu này, các người ấy à, về nhà đi, ha ha ha. Đinh Phong Thành cười lớn rồi đi vào văn phòng. Lúc này, lòng bàn tay của Đinh Trọng đã đổ đầy mồ hôi, lo lắng nhìn về phía cửa phòng làm việc. Trước đó không có người nào vào được quá một phút, không biết lần này Đinh Phong Thành có thể thành công không. Khi Đinh Trọng vẫn còn đang tưởng tượng những khả năng khác nhau thì Đinh Phong Thành đã bước ra ngoài. Từ khi anh ta bước vào văn phòng cho đến khi anh ta bước ra chỉ vỏn vẹn 10 giây. Ngắn ngủi. Quá ngắn ngủi. Tính đến giờ, trong tất cả những người tham dự thì phần trình bày của anh ta là ngắn nhất, mọi người nhìn bằng ánh mắt cười nhạo. Ha ha, đây là người nhà nào vậy, vừa bước vào đã bị đuổi ra ngoài, thế này đúng là quá xấu hổ, phải không? Có vẻ như đó là nhà họ Đinh ở quận Tô Châu Hàng Châu do Đinh Trọng gây dựng. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Đinh Phong thành chán nản chạy tới chỗ Đinh Trọng. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đinh Trọng lớn tiếng hỏi. Đinh Phong Thành trông có vẻ bực bội, cháu vừa đi vào tự giới thiệu mình và nói với họ tên cháu là Đinh Phong Thành, sau đó phó cục trưởng hỏi cháu có phải là người nhà họ Đinh ở Tô Hàng không, cháu nói đúng vậy, sau đó thì ông ấy nói anh có thể ra ngoài rồi. Chương 24, nếu thế thì cũng đáng đời. Đinh Trọng nhìn Đinh Phong Thành, bây giờ có lẽ anh ta không nói dối, mới bước vào có 10 giây, quả thực không thể nói quá nhiều rốt cuộc là tại sao phó cục trường vừa nghe thấy danh nhà họ Đinh chúng ta lại đuổi người họ Đinh ra. Đinh Mộng Nhiên cũng cảm thấy rất khó hiểu. Giang sách mỉm cười, thực ra lý do rất đơn giản, bản dự án đấu thầu này chỉ có thể được ký kết bởi một người trong nhà họ Đinh. Hiển nhiên, Đinh Phong Thành không phải là người họ Đinh được chọn. Khi Đinh Phong Thành nhìn thấy nụ cười của Giang Sách, anh ta rất tức giận tại sao mày lại cười. Tao thất bại nên mày rất vui vẻ đúng không? mày cho rằng tao thất bại thì mày có thể thành công à? Cuộc đấu thầu này, nhà họ Đinh đã không được chọn rồi, mày chỉ cần đi vào báo tên mày họ Đinh thôi, sau đó mày sẽ bị đuổi ra ngoài. Ô, chuyện này thì chưa chắc, Giang sách lạnh nhạt nói, mọi người có thể không có thành kiến với nhà họ Đinh, mà họ có thành kiến về anh đấy. Giang sách, mày nghĩ tao không dám đánh mày à? Đinh trọng nổi giận gào ầm lên, đủ rồi, còn chưa đủ mất mặt sao? Đinh Trọng thở dài thường thượt nói với Đinh Mộng Nghiên, vừa nãy cháu cũng thấy tình hình của Phong Thành rồi. Phó cục trưởng đó có thành kiến với nhà họ Đinh của chúng ta. Cuộc đấu thầu này thật sự rất vô dụng, ông hiểu rồi, cháu không cần làm trò cười cho người khác nữa. Mau về đi, về nhà nhanh. Đinh Mộng Nghiên gật đầu, vừa định đứng dậy nhưng đã bị giang sách ngăn lại. Ông nội, cháu nghĩ lời của ông có vấn đề, tại sao ông lại cho rằng phó cục trưởng có thành kiến với nhà họ Đinh? Theo cháu, Chính ông mới là người có thành kiến với Mộng Nghiên. Ông cho rằng chuyện mà đàn ông không thể làm được thì phụ nữ cũng không làm được sao? Vậy thì ông hãy mở to mắt ra mà xem, những chuyện mà Đinh Phong Thành không làm được, Mộng Nghiên đã đạt được như thế nào. Tử phụ, Đinh Trọng vỗ ghế mắng, chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu này, kẻ nhà đường mặt dám cười nhạo ông ta thì thôi, loại phế vật như Giang Sách mà cũng dám chế nhạo ông ta. Giang Sách, nhà họ Đinh của chúng tôi chưa phải hạ mình để nói chuyện với anh. Giang sách cũng không tức giận, nhưng anh nói với Đinh Mộng Nhiên bằng chất giọng vô cùng bình thản, em có thể đi đấu thầu rồi. Đinh trọng chế nhạo, ừ, đi đi, để cho ông già này chống mắt lên xem, phụ nữ làm những việc mà đàn ông không làm được như thế nào. Nhưng cô phải nhớ, cô đi đấu thầu là chuyện của bản thân cố, nhà họ Đinh chúng tôi không có liên quan gì hết. Đinh Mộng Nhiên cảm thấy rất lúng túng, cô bị kẹt ở giữa nên giờ chỉ thấy khó thở cô thở dài, đứng dậy đi về phía văn phòng nhỏ. Đinh Phong Thành cười hả hê, nói, ông nội ơi, cháu dám cá là chưa đến 10 giây nó đã bị đuổi ra rồi. Đinh Trọng thở ơ, nói, nếu thế thì cũng đáng đời. Bên kia, Đinh Mộng Nhiên đã bước vào văn phòng. Quách sướng, phó cục trưởng cục xây dựng đô thị liếc nhìn Đinh Mộng Nhiên, trong mắt ông ấy lóe lên một tia phấn khích, cuối cùng người ông chờ đợi cũng đã đến. Trước khi Đinh Mộng Nhiên mở miệng, Quách Sướng đã hỏi trước, xin lỗi, cô đây có phải là con gái út của nhà họ Đinh ở quận Tô Châu Hàng Châu, Đinh Mộng Nhiên không? Đinh Mộng Nhiên hơi lo lắng trả lời, vâng, là tôi. Quách Sướng nhếch môi nở nụ cười, xin chào cô Đinh, đây là hợp đồng xây dựng của buổi đấu thầu, cô có thể xem qua, nếu không có vấn đề gì, cô hãy ký tên vào trang cuối cùng. Trường 25, chuyện này không có khả năng. Đinh Mộng Nhiên sững sờ. Thuận lợi như vậy sao? Cô còn chưa nói gì, phương án xây dựng cô vừa nghĩ tới một chữ cũng chưa được nhắc đến, vậy mà đối phương đã đặt sẵn bản hợp đồng phương án xây dựng lên bàn, còn cô chỉ cần gật đầu đồng ý ký. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Đinh Mộng Nhiên lật xem bản hợp đồng, không phát hiện ra vấn đề gì bất thường, cô cầm bút lên ký tên xuống. Hợp đồng có hai bản. Tôi giữ một bản hợp đồng, bản còn lại để cố giữ. Quách sướng đưa bản hợp đồng còn lại cho Đinh Mộng Nhiên. Ninh Mộng Nhiên ngây ngốc hỏi, Phó Cục trưởng, ông không hỏi về kế hoạch xây dựng và quy mô của công ty tôi sao? Không cần, đã có người đưa cho tôi bản kế hoạch từ lâu rồi. Nó rất hoàn hảo, lần này tôi sẽ giao công trình xây dựng cho cô, cô cứ yên tâm. Rốt cuộc là ai gửi nó tới? Là ai? Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu Đinh Mộng Nhiên là Giang Sách. Vậy thì cảm ơn ông. Cô cầm bản hợp đồng bước ra khỏi văn phòng, cả người vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi thứ quá dễ dàng và có chút viển vông. Đinh Phong Thành nhìn đồng hồ, ồ, tôi tính toán sai, phải mất 30 giây. Nhưng mà, không phải kết quả đều giống nhau sao? Đinh Trọng nhìn vẻ mặt có chút ngây ngốc của Đinh Mộng Nghiên, nghĩ rằng cô đang không thể chấp nhận được sự thật, bị đuổi ra nên không chấp nhận được. Hừ, dù sao phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ, một chút đả kích đã không thể chịu được rồi. Ông ta nhìn giang sách, đây là kết quả mà anh muốn tôi xem sao xin hỏi, đinh mộng nhiên đã đạt được gì vậy? giang sách cười nhẹ nhưng không trả lời. một lát sau, đinh mộng nhiên đi tới. đinh phong thành nghĩa mai nói, em gái ơi, sao nhìn em trông đần người ra vậy? em gái bị phó cục trưởng đuổi ra à? ha ha, không sao cả, sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. đinh trọng cũng nói, tôi đã nói từ lâu rồi, tại sao cháu cứ phải đấu thầu cho cái công ty rách nát của mình? thất bại là chuyện đương nhiên hãy trở về nhà với ông nội đi sau này cháu sẽ ít phải nghe những lời rác rưởi của tên phế vật kia hơn cậu ta chỉ làm cháu mất mặt hơn thôi cả hai người họ đứng dậy chuẩn bị rời đi đinh mộng nghiên nói ông nội anh hai em đã ký được hợp đồng rồi à tôi biết rồi hả cái gì ban đầu đinh trọng không kịp phản ứng nhưng bước được hai bước đột nhiên ông ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đinh mộng nghiên xác nhận lại lần nữa, cháu nói cho rõ, hợp đồng gì? Đinh Mộng Nhiên đưa hợp đồng trong tay cô ra, cháu đã ký được hợp đồng dự án xây dựng. Đoàn, trong đầu của Đinh Trọng như có sấm sét nổ vang, ông ta không thể tin được chuyện Đinh Mộng Nhiên thực sự làm được. Chuyện này không có khả năng. Đinh Phong Thành cũng ngạc nhiên nói, em gái ơi, đừng có nói dối. Hợp đồng ở đây, hai người có thể tự xem. Đinh Trọng lập tức chộp lấy hợp đồng, lật từng trang, không sai, Đúng vậy, đó là hợp đồng của dự án xây dựng, các điều khoản cũng đều là điều khoản của cục xây dựng đô thị. Ninh Phong Thành nhắc nhở, ông nội, ông hãy xem kỹ vào, hợp đồng này có phải là hợp đồng giả không? Giang Sách phì cười, Mộng Nghiên đi vào với hai bàn tay trắng, sau đó trở lại trong vòng chưa đầy 30 giây. Làm sao bọn tôi có thể làm hợp đồng giả trong thời gian ngắn như vậy được? Ninh Trọng nghiêm túc nhìn vào bản hợp đồng, đây không phải là đồ giả, đây là bản hợp đồng thật ông ta ngẩng đầu lên nhìn đinh mộng nghiên cháu nói thật với ông nội đi cháu đã làm như thế nào tại sao khi nghe danh nhà họ đinh quách sướng lại đuổi phong thành ra ngoài nhưng lúc sau lại ký hợp đồng với cháu đinh mộng nghiên lắc đầu cháu không biết cô đang nói sự thật nhưng đinh trọng lại không nghĩ vậy ông ta cố chấp cho rằng đinh mộng nghiên đang cố tình giấu giếm do cô không muốn nói cho họ biết cách kiếm tiền nhưng không quan trọng nữa điều quan trọng nhất là hợp đồng đã được ký kết đinh trọng cười lớn tốt tốt lắm thật tốt quá có được hợp đồng này cuối cùng nhà họ đinh của chúng ta có thể trở mình rồi